Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 56. Giang Thiên Đồng mang tới một quả đan dược không độc, đặt ở bên cạnh độc đan, nàng cũng đầy mặt u sầu, thật vất vả hội trưởng đại nhân mới tới Hải Thiên Trấn một lần, liền xuất hiện loại tình huống này. Ánh mắt của Ti Đức Sa ở trên đan dược đảo qua, hai tay phân biệt nắm lên một quả, giả đan ở trong tay trái, rót hồn lực vào trong đó, hình dạng chán trường không thể tả lập tức hễ quét là sạch, trở nên lấp lánh hữu thần. Tinh thần lực minh mông tuôn ra, ở quanh thân hình thành một vòng lực lượng ẩn nhược, để cho người chung quanh vô pháp cận thân. Mỗi người đều khẩn trương quan sát, đặc biệt người của Tử Vân Thương Hội, trong tay đều chảy mồ hôi. Lý Vân Tiêu hơi ngưng mắt nhìn qua, liền ngạc nhiên, Ti Đức Sa này nhìn như rầm rộ sôi nổi, hữu mô hữu dạng, kỳ thực căn bản là đang diễn trò, xem ra người này cùng Vu Thành Song đã sớm thông đồng. Một lúc sau, Ti Đức Sa đình chỉ, lau mồ hôi chán nói. Hai loại đan dược thành phần giống nhau như đúc, không có khác biệt gì, đều là xuất từ Tử Vân Thương Hội không thể nghi ngờ. Cái gì? Lần phán đoán suy luận này, không thể nghi ngờ đem Tử Vân Thương Hội đẩy tới Thâm Uyên, Cẩn Uyên cũng vô pháp bình tĩnh, trầm giọng nói. Đại sư, người có 10 phần nắm chặt không? Tuy rằng nàng đã kết luận Ti Đức Sa và Vu Thành Song là một phe, nhưng nội tâm còn ôm một tia kỳ vọng, nhưng Ti Đức Sa trả lời lập tức phá vỡ ảo tưởng của nàng. Đương nhiên, trên mặt Ti Đức Sa hiện lên vẻ không thích, tựa hồ đối với người khác hoài nghi thực lực của hắn thập phần tức giận, hừ lạnh nói. Nếu không tin lão phu phán đoán, các ngươi đại khả lấy đến Hóa Thần Hải, mời một vị cửu giai thuật luyện sư kiểm tra. Sắc mặt của Cẩn Huyên trắng bệch, lấy khả năng của các nàng sao có thể mời cửu giai thuật luyện sư, mặc dù đi qua, Thiên Nguyên Thương Hội thật mời tới, thời gian chẳng biết sẽ hao tổn bao lâu, sợ là Thương Hội đã bị đối thủ âm thầm đánh bại. Đối phương đã có chiêu thức ác độc này, tuyệt sẽ không cho chuẩn bị ở sau. Nàng tựa hồ thấy được hung thú hé ra miệng to như chậu máu, muốn triệt để nuốt nàng vào, mà mình lại đối với hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ không ra Tử Vân Thương Hội là địa phương ti tiện như vậy, trả lại hàng, ta yêu cầu trả lại hàng. Lập tức có người gọi ầm ĩ lên, lần này càng khiến cho phản ứng dây chuyền, tất cả mọi người yêu cầu trả lại hàng, giống như nước thủy triều. Để cho tất cả mọi người Tử Vân Thương Hội là sắc mặt trắng bệch. Hội trưởng đại nhân, làm sao bây giờ? Giang Thiên Đồng hầu như muốn khóc. Sắc mặt Cẩn Huyên trắng bệch, cắn răng nói. Phàm là muốn trả lại hàng, trả lại, thế nhưng ta nhất định sẽ chứng minh Tử Vân Thương Hội chúng ta trong sạch, đem hung phạm phía sau bắt đến. Hừ, trong sạch, vẫn là trước bồi mệnh của huynh đệ ta đi. Vu Thành Song hừ lạnh một tiếng. Trên mặt hiện ra sát khí, lấn người mà lên. Ô lão vội vàng điểm ba tun, nghênh thân ngăn cản đi tới. Phanh! Hai người đối một trường, Vu Thành Song cảnh giới thấp hơn, bị chấn liên tiếp lui về phía sau, phẫn nộ quát. Ô lão, người quả nhiên muốn giúp người xấu làm điều ác. Hừ, ai là người xấu bây giờ nói còn quá sớm. Ô lão ở Tử Vân Thương Hội rất lâu, biết hành sự tác phong của Tử Vân Thương Hội. Tuyệt đối không thể làm ra độc đan, hơn nữa cũng đã biết không ít thương hội thương chiến tàn khốc, cũng minh bạch lần này Tử Vân Thương Hội là bị hãm hại, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào giải tội. Ánh mắt Ti Đức Sa nhìn sang, ngưng thanh nói. Ô lão, đã điều tra rõ Tử Vân Thương Hội bán ra đan dược có độc. Ta hiện tại đại biểu phủ thành chủ Niêm Phong Thương Hội, đợi thành chủ đại nhân xử trí, nếu ngươi dám can đảm xuất thủ, đó là công nhiên chống cự phủ thành chủ. Sắc mặt Ô lão đại biến, cái mũ công nhiên chống cự phủ thành chủ trục xuống, hắn liền triệt để vô pháp ở Hải Thiên Trấn lăn lộn. Toàn bộ Hải Thiên Trấn cũng không có thế lực lớn gì, mà thành chủ Liêu Dương Băng là cao thủ mạnh nhất cả Hải Thiên Trấn, trên cơ bản nói 102. Mà thân phận địa vị của Ti Đức Sa cũng đủ để đại biểu phủ thành chủ. Trong mắt hắn kết vài cái, rốt cục cất tiếng cười to lên nói. Ha ha, mũ cũng sống hơn 100 tuổi. Cái mạng nhỏ này thật đúng là không để ở trong lòng, nhiều năm ở trong biển chém giết như vậy, vài lần đều cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, coi như là sống không sai biệt lắm. Tử Vân Thương Hội đối đãi ân trọng như núi, hôm nay biết rõ Thương Hội trầm oan, ta há có thể tham sống sợ chết, ngay cả đạo nghĩa cùng không để ý. Ba tong trong tay hắn quét ra một mảnh, để ngang trước người Cẩn Huyên, thề sống chết chống đỡ mọi người. Trên mặt Ti Đức Sa co quắp một chút, cả giận nói. Đã như vậy, ta liền thay phủ thành chủ thu thập ngươi. Lên! Hắn gầm lên một tiếng,
lập tức một bóng người chớp động mà đến, tốc độ cực nhanh, không kịp đề phòng liền vỗ ra một chưởng, Ô lão căn bản phòng không được, liền bị đánh trúng ngực, phun ra một búng máu, bay ra ngoài. Ti Đức Xa âm lãnh nói, đem người Tử Vân Thương Hội bắt lại, trước nhốt vào địa lao, niêm phong thương hội. Đạo nhân ảnh kia lĩnh mệnh, lập tức hướng Cẩn Huyên lấn người đi, giải quyết Ô lão xong, những người này căn bản là ô hợp chi chúng. Cẩn Huyên nộ cười nói, hảo, tất cả chuẩn bị đều chuẩn bị xong, chỉ là không biết người ở phía sau các ngươi xúi dục là ai, ta bị bại không phục. Nàng vội vàng rút kiếm ra phòng ngự, nhưng sao có thể là địch thủ của đối phương, trường kiếm trong tay bị đối phương đánh bay, trợn mắt nhìn khuôn mặt âm lãnh kia nhe răng cười, một thiết chảo hướng cổ nàng chộp tới. Cẩn Huyên bi phẫn không gì sánh được, không đành lòng nhìn nữa, nhắm hai mắt lại chờ chết. Nhưng sau một lúc, cổ của mình cũng không có bị công kích, mà bốn phía tựa hồ cũng có chút an tĩnh lại. Nàng ngạc nhiên mở mắt ra, chỉ thấy trong đám người đi ra một đạo thân ảnh quen thuộc, khẽ cười nói. Nhìn lâu như vậy, ta còn tưởng rằng có khả năng dẫn người sau lưng ra, không nghĩ tới là một đám lâu la. Mà thôi, trước tiên thu thập đám lâu la các ngươi, đánh chó, chủ nhân tổng yếu sẽ đi ra. Ngươi, Vân Thiếu, Cẩn Huyên chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, có loại cảm giác không thật. Sai, sai, nhất định là ảo giác. Nàng cúi đầu, dùng hai tay dụi dụi mắt, lần thứ hai mở ra, vẫn như cũ là gương mặt thanh tú đó, đang mỉm cười nhìn nàng. Thật là ngươi sao, Vân Thiếu. Nàng dùng móng tay đâm vào thịt mình, rất đau à, mới dần dần tin tưởng, tay trái bỗng nhiên che miệng, mạnh mẽ chịu đựng không để cho mình khóc, nhưng hai tròng mắt lại dần dần đỏ, hai hàng thanh lệ chảy xuống. Chuyện gì xảy ra, lên à, đem bọn họ bắt lại. Đột nhiên trong lòng Ti Đức Xa có loại cảm giác xấu, vội vàng ra lệnh, nhưng bóng người kia vẫn không nhúc nhích. Lý Vân Tiêu cười tiến lên, nhẹ khẽ đẩy người nọ một cái, lập tức phanh té trên mặt đất, đã chết. Người vĩnh viễn cũng không ra lệnh cho hắn được. Đã chết, cái này, điều này sao có thể? Ti Đức Xa kinh hãi, trong lòng Vu Thành Song cũng rùng mình, khó có thể tin. Tên cao thủ này là thất tinh vũ tôn cường giả A, ở Hải Thiên Trấn coi như là cao thủ hàng đầu, làm sao có thể ở trước mặt nhiều người như vậy vô thanh vô tức bị giết. Bọn họ đều là một trận mao cốt tủng nhiên, cảm thấy tử thần đang lặng lẽ tới gần. Ngươi, ngươi là ai? Dám can đảm quấy nhiễu phủ thành chủ làm việc. Ti Đức Xa thoáng bình tĩnh xuống, lấy thân phận địa vị của hắn, đối phương kiên quyết không dám làm sao. Tất cả mọi người an tĩnh. Lý Vân Tiêu làm một cái thủ thế cấm âm, nói. Tử Vân Thương Hội là tuyệt sẽ không bán giả đan, giả là vị Ti Đức Xa này, hắn căn bản không phải bát giai thuật luyện sư, bất quá là một bọn bịp bợm giang hồ mà thôi. Cái gì? Tin tức này so với Tử Vân Thương Hội bán giả đan còn làm cho người chấn động, tất cả mọi người ngừng trả lại hàng, đều xoay người nhìn sang. Không thể nào, Ti Đức Xa có hóa thần hải tự mình ban phát huy chương bát giai thuật luyện sư A. Phải, đại sư ở Hải Thiên Trấn được hưởng nổi danh cũng không phải một ngày hai ngày, làm sao có thể là giả. Tiểu tử này là người nào, lại dám đại phóng khuyết từ như thế, không muốn sống nữa sao? Ti Đức Xa sửng sốt, ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong mắt lộ vẻ châm chọc nói. Lão Phu còn tưởng rằng ngươi nói cái gì, dĩ nhiên nghi vấn tư cách thuật luyện của ta, ha ha, ha ha, thiên đại chê cười. Trên mặt Cẩn Huyên không còn thần tình khẩn trương và bất an, khóe miệng nhàn nhạt mang theo mỉm cười, giống như tiên tử dịu dàng, an tĩnh đứng ở một bên nhìn Lý Vân Tiêu. Không chỉ là việc ở Ly Hỏa Thành, còn có Hồng Nguyệt Thành danh dương thiên hạ, cũng làm cho nàng đối với Lý Vân Tiêu tràn đầy tin tưởng, mà mình chỉ cần lẳng lặng nhìn, có hắn ở đây, sẽ không có việc gì. Tử Vân Thương Hội có cứu, nghĩ không ra lại thiếu hắn một nhân tình, hai lần đều là ân lớn bằng trời. Điều này làm cho ta làm sao hoàn lại. Giang Thiên Đồng cũng giật mình không nhỏ, nhìn vị niên thiếu không mua sáo trang kia, dĩ nhiên nhận biết hội trưởng đại nhân, hơn nữa nhìn quan hệ còn không cạn, càng làm cho nàng không rõ chính là, vì sao lúc nhìn thấy người này, hội trưởng đại nhân liền hoàn toàn buông lỏng. Nàng cách Cẩn Huyên gần nhất, tự nhiên có thể cảm thụ được Cẩn Huyên buông lỏng cũng không phải giả vờ. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Không sai, chính là một chuyện cười. Ngươi chính là chuyện cười lớn nhất của Hải Thiên Trấn, ngày hôm nay ta không chỉ chọc thủng tên lường gạt ngươi, còn muốn đem ngươi bắt tới hóa thần hải, tiếp thu nghiêm nghị. Hừ, làm càn.
Ti Đức Sa cả giận nói. Lão Phu chính là bát giai thuật luyện sư, chẳng lẽ còn muốn chứng minh với ngươi sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Ta nói ta là cửu giai, chẳng lẽ còn phải chứng minh cho ngươi, hai quả lục giai đan dược này rõ ràng thành phần không giống, ngươi lại không nhìn ra được, cũng dám tự xưng bát giai thuật luyện sư, ta đây chẳng lẽ không phải là thập giai thuật thần? Cái gì, lẽ nào Ti Đức Sa đại sư phán đoán sai? Mọi người giật mình, hình dạng khó có thể tin, tràn đầy vẻ hồ nghi. Ti Đức Sa giận dữ nói. Khẩu suất cuồng ngôn, hai viên thuốc này hoàn toàn giống nhau như đúc, lão phu dám lấy danh dự đảm bảo. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Ngươi vốn là một tên lường gạt, nào có danh dự gì? Ngày hôm nay ta sẽ ở đây chọc thủng ngươi, hai viên thuốc này rốt cuộc có gì khác nhau, ta liền biểu diễn cho mọi người xem. Lý Vân Tiêu lòng tin 10 phần đi tới quầy hàng đan dược, đan phương hóa ứ đan vốn là hắn cho Tử Vân Thương Hội, bên trong phối chế nhất thanh nhị sở, là tuyệt đối không thể sản sinh độc tính, như vậy nhất định có chỗ bất đồng tồn tại. Còn nữa, lùi một vạn bước mà nói, cho dù hai viên thuốc này thực sự giống nhau như đúc, hắn cũng có thể làm cho không giống. Cẩn Huyên, cầm hai bình chứa tử sắc cho ta. Cẩn Huyên lập tức phân phó nói. Mau cho hắn. Giang Thiên Đồng lập tức tìm đến hai cái dụng cụ tốt nhất, đặt ở trên quầy. Lý Vân Tiêu ở trước mặt mọi người bỏ hai viên thuốc vào trong đó, sau đó bắt đầu ở trong cửa hàng tìm kiếm, chỉ chốc lát liền tìm được số lớn các loại tài liệu, tự mình lấy ra một dụng cụ thủy tinh để vào trong đó, dùng lửa đốt nhẹ, bắt đầu luyện. Đây là muốn làm gì? Lẽ nào tiểu tử này cũng là thuật luyện sư? Ừ, có thể, hắn không phải nói muốn vạch trần Ti Đức Sa đại sư sao? Nếu mình không có bản lãnh làm sao vạch trần? Thiết, quả nhiên là nghé con không sợ cọp, ta đoán thiếu niên này nhiều nhất là cấp 2 đỉnh, sợ là nhìn không thấy thủ pháp của đại sư, nên cho rằng đại sư là lừa đảo đi. Ti Đức Sa lạnh lùng nhìn động tác của hắn, thẳng đến Lý Vân Tiêu lấy hồn lực đem những tài liệu kia lâm không kéo tới, đánh vào các loại pháp quyết cô đọng, trên mặt mới bắt đầu ngưng trọng, lộ ra vẻ khiếp sợ. Theo Lý Vân Tiêu đánh vào từng đạo pháp quyết, thủ pháp thành thạo, thân ảnh xa hoa lộng lẫy, nhất thời để cho mọi người ngậm miệng. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng xem qua thuật luyện sư luyện chế, nhưng cho tới bây giờ không có người có thể đem luyện chế biến thành có tính chất thưởng thức như vậy, đây cũng không phải thuần túy là luyện chế, mà là một loại nghệ thuật. Thân sắc của Ti Đức Sa càng ngày càng ngưng trọng. Lấy ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra, thủ pháp Lý Vân Tiêu đang luyện chế, đó không phải là thông thạo, mà là một loại đã trải qua vô số năm tháng lắng đọng, là một loại thiên truy bách luyện. Xôn xao. Theo một đạo pháp quyết cuối cùng đánh vào, những tài liệu trên không trung kia trong lúc vô tình đã bị luyện chế thành một loại dịch thể vô sắc vô vị trong suốt, giống như nước bình thường. Lý Vân Tiêu nói, loại dung dịch này là một loại dung dịch phân giải. Có khả năng đem đan dược thành hình từ tử phân giải ra, chỉ dùng để nghiên cứu cấu tạo tài liệu, ta muốn giải thích tường tận cho mọi người, phải dùng phương thức mà tất cả mọi người có khả năng hiểu mà giảng, hai viên thuốc này rốt cuộc có gì khác nhau. Kỳ thực hai viên thuốc kia có gì khác nhau chính hắn cũng không biết, nhưng hắn không lo lắng, theo từng bước một thâm nhập, rất dễ liền có thể phát hiện vấn đề. Thậm chí Ti Đức Sa cũng đã nhìn ra, chỉ bất quá không có hé răng mà thôi. Thiếu niên này là người nào? Vừa nãy thủ pháp kia quá dễ nhìn, hắn cũng không phải thuật luyện sư phổ thông. Đúng vậy, ta và thuật luyện sư giao tiếp nhiều năm, chưa từng thấy qua tràng cảnh hoa mỹ như vậy. Lẽ nào thiếu niên này nói là thật, Ti Đức Sa thực sự. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhưng mặt tiền cửa hiệu lớn bao nhiêu, sao có thể không lọt vào trong tai Ti Đức Sa, sắc mặt của hắn càng ngày càng âm lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm hai dụng cụ đồ đựng của Lý Vân Tiêu. Theo dịch thể rót vào, đan dược trong hai bình dụng cụ dần dần hòa tan, cũng không phải hòa tan thông thường, mà là bắt đầu tiến hành nghịch hướng phân giải. Vì để cho mọi người xem rõ ràng, ta đem quá trình hai viên thuốc nghịch hướng phân giải nói rõ, tuyệt đối nghịch hướng phân giải là không tồn tại, chỉ có tương đối nghịch hướng phân giải. Lý Vân Tiêu lấy ra mộ vân kính, trực tiếp tế xuất ra, mộ vân kính ở trên không trung huyễn hóa ra kính ảnh, một đạo quang mang chiếu xạ xuống. Đem cảnh tượng giữa hai bình dụng cụ trực tiếp phản xạ trên vách tường, trở nên lớn gấp mấy trăm lần, hơn nữa toàn bộ quá trình ở dưới kính quang chiếu rọi cũng biến thành chậm chạp. Dĩ nhiên thần kỳ như vậy. Không ít người đều mở rộng tầm mắt, mà đám người Ti Đức Sa và Vu Thành Song sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Đặc biệt là Ti Đức Sa,
lấy tu vi bát giai thuật luyện sư của hắn, tự nhiên một chút liền phát hiện Lý Vân Tiêu tế xuất bảo kính khí tức rất mạnh, vượt xa trình độ hồn lực của hắn, điều này nói rõ cái gì? Huyền khí mà bát giai thuật luyện sư cũng không thể công nhận, chỉ có thể là cửu giai huyền khí. Thiếu niên này rốt cuộc là người nào? Dĩ nhiên người mang cửu giai huyền khí. Lần này Ti Đức Sa đã vô pháp bình tĩnh, trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, hơn nữa hắn phát hiện phương pháp Lý Vân Tiêu thi triển nghịch hướng phân giải, vô luận là nguyên lý hay thủ pháp đều ở trên hắn lý giải. Điều này sao có thể? Ta là bát giai thuật luyện sư A, thủ pháp của thiếu niên kia ta dĩ nhiên xem không hiểu. Một loại cảm giác hoang mang ở trong nội tâm hắn lan tràn, chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều không chân thật, quá hoang đường. Đây là Tê Nha Tinh Thảo, đây là Mao Diệp Xí, đây là Diêm La Thảo. Màn sáng trên vách tường bắt đầu chậm rãi tách ra một chút xíu vật chất, Lý Vân Tiêu chỉ vào vài thứ kia giảng giải nói. Diêm La Thảo công hiệu là tụ khí hồi huyết, là một trong các chủ tài của hóa ứ đan, hơn nữa phải là Diêm La Thảo trăm năm trở lên, chỉ có như vậy, trong đó ẩn chứa linh khí mới có thể để cho Vũ Tông hoàn toàn phục hồi như cũ, tới thất túc cảnh giới cũng chỉ ít có thể khôi phục một phần ba thậm chí nhiều hơn. Nói cách khác, tuổi Diêm La Thảo trên cơ bản quyết định phẩm chất của đan dược. Lúc mọi người chọn đan nên chú ý một chút, nếu như trong đan dược, loại tử sắc văn kia lộ càng nhiều, liền chứng minh Diêm La Thảo niên kỳ càng lâu, hiệu quả trị liệu sẽ càng lớn. Không ít người đều lấy ra hóa ứ đan mà bản thân mua tỉ mỉ đối chiếu kiểm tra, quả nhiên phát hiện tử sắc văn trong đó có sâu có cạn, hình thái không đồng nhất. Giang Thiên Đồng triệt để xem choáng váng, nàng làm trưởng quỹ nhiều năm như vậy, tiếp xúc hóa ứ đan cũng lên vạn viên, lại chưa bao giờ biết hóa ứ đan có nhiều manh mối như vậy. Khóe miệng Cẩn Huyên lại mỉm cười, vẻ mặt phân tĩnh, thỏa mãn nhìn, nghe, tâm tình mới vừa rồi còn rơi xuống thâm uyên, bây giờ trở nên rất hạnh phúc, nàng rất muốn pha một bình trà ngon, từ từ uống. Phía trên còn có chút khe rãnh bất bình, lại là chuyện gì xảy ra? Có người tỉ mỉ hỏi. Lý Vân Tiêu cười nói. Đây là một chủ tài khác đưa đến tác dụng, chư vị mau nhìn, thứ này lập tức sẽ phân giải ra. Hắn chỉ một ngón tay, hình chiếu đang thay đổi, theo hóa ứ đan càng ngày càng nhỏ, chút đồ đạc nhỏ như sợi tóc bắt đầu ở trên đan dược chậm rãi trồi lên, tản ra bên ngoài, càng ngày càng nhiều, như liễu bay lượn. Thứ này gọi là Sơn Anh Vu, cũng là một loại chủ tài khác. Tác dụng của nó là tịnh hóa nguyên khí, bài trừ các loại lực lượng dị thường. Nên vô luận người thích tụ năng lượng gì ở trong người, ăn vào một quả hóa ứ đan đều có thể hóa giải hơn phân nửa. Thì ra là thế, vẫn còn có tác dụng bực này, chúng ta cũng không biết ha. Mọi người từng cái cảm khái. Lý Vân Tiêu cười nói. Công hiệu còn xa xa không chỉ như vậy, các người bỏ tiền, được hai đại lợi, lại không biết đủ. Trái lại tin lời đồn của bọn bịp bợm giang hồ, đúng sai chẳng phân biệt được. Hai viên thuốc phân giải không sai biệt lắm. Ta nghĩ chỗ mấu chốt rất nhanh sẽ hiện ra. Sắc mặt của Ti Đức Sa âm trầm hầu như muốn chảy ra nước, đồng thời nội tâm cũng ngưng trọng, Lý Vân Tiêu biểu hiện ra bản lĩnh, không kém hắn chút nào a. Mà niên kỷ người trước mắt này. Lấy ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được niên kỷ của Lý Vân Tiêu, tuyệt không có giả dối, trời ạ, chưa tới 20, chí ít bát giai thuật đạo. Hắn chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên người càng ngày càng nhiều, bản thân người này đã đủ đáng sợ. Trời biết thế lực sau lưng hắn là tồn tại ra sao, không biết có phải là hóa thần hải chuyên môn bồi dưỡng ra thiên tài tuyệt thế hay không. Tại sao hắn phải giúp Tử Vân Thương Hội? Nghĩ tới những thứ này, Ti Đức Sa cũng không dễ dàng nổi nữa, trong lòng bắt đầu có cảm giác xấu, thậm chí hối hận mình tham dự vào, nguyên bản nắm chắc phần thắng, thế cục không thể nào thay đổi đã bắt đầu nghiêng về Tử Vân Thương Hội. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu cũng dần dần ngưng trọng. Lúc này trong đan hạch đột nhiên hiện ra một thứ gì đó giống như cục đá, trong mắt hắn có một đạo tinh mang xẹt qua, quát. Chính là ở nơi này. Hắn đánh vào Mộ Vân Kính một đạo pháp quyết, kính quang thoáng cái tăng cường, nhất thời định trụ quá trình phân giải. Lý Vân Tiêu vỗ lên bàn một cái, lập tức hai vật hôi sắc phân biệt từ trong dụng cụ bay ra, rơi vào trong tay hắn. Nội tâm của Ti Đức Sa cũng nhảy dựng, khẩn trương theo. Hắn đích xác phát hiện hai loại đan dược có gì đó khác biệt, nên dù cho Lý Vân Tiêu biểu hiện ra thuật đạo không kém gì hắn, tuy rằng nội tâm ngưng trọng, nhưng ít nhất không có hoảng loạn, nhưng bây giờ quả thật có chút mất trật tự, bởi vì đối phương tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Lý Vân Tiêu đem hai đồ vật nắm ở trong tay, biểu diễn cho mọi người nhìn,
cười nói. Ở đây có thuật luyện sư hay không, có nguyện đi ra làm giám định? Mọi người nhìn nhau một chút, rốt cục có một gã nam tử xung phong nhận việc tiến lên nói. Ta là tam giai thuật luyện sư, đại nhân cần ta cống hiến sức lực. Toàn bộ quá trình Lý Vân Tiêu diễn luyện và giảng giải, đã sớm làm hắn chịu phục, trong giọng nói tràn đầy tôn kính. Lý Vân Tiêu đem hai tay đưa đến trước mặt hắn nói. Ngươi xem một chút, hai vật này theo thứ tự là cái gì? Tên tam giai thuật luyện sư kia tỉ mỉ ngưng mắt nhìn, thỉnh thoảng dùng mũi ngửi ngửi, còn không quên dùng hồn lực thâm nhập vào trong đó điều tra, cuối cùng thập phần xác định nói. Đây là dung dịch nội hạch của Tử Anh Hải Mã thành trạng thái cố định, cái khác cũng là như vậy. Lý Vân Tiêu mỉm cười, kéo hai tay giơ lên trước mặt Ti Đức Sa, khẽ cười nói. Đại sư, ngươi xem đi. Hai chữ đại sư hắn cắn rất nặng, tràn đầy ý châm chọc. Chẳng biết tại sao, tất cả mọi người bắt đầu tin tưởng Lý Vân Tiêu, tuy rằng vẫn không thể nói Ti Đức Sa là lừa đảo, nhưng về tình cảm lại lựa chọn tin tưởng Lý Vân Tiêu nói. Sắc mặt Ti Đức Sa âm trầm, nhìn hai vật kia, liền hừ nói. Đều là Tử Anh Hải Mã nội hạch lưu lại, cái này còn cần phán đoán sao? Chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nụ cười này cho Ti Đức Sa một loại dự cảm cực kỳ bất hảo. Cẩn Huyên, người bây giờ biết vấn đề chỗ ở nào rồi chứ? Lý Vân Tiêu chẳng phân biệt nói cái gì, mà là trực tiếp hỏi Cẩn Huyên, để cho tất cả mọi người sửng sốt. Ừ. Cẩn Huyên thoáng cái từ trong loại trạng thái thưởng thức phục hồi tinh thần lại, trên mặt hơi phiếm hồng nói. Hỏi ta. Nàng hơi trầm tư, trong mắt bỗng nhiên phóng xuất tinh mang, hưng phấn nói. Ta hiểu được. Cẩn Huyên kích động nói. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Tất cả mọi người không hiểu ra sao, thầm nghĩ Tử Anh Hải Mã kia là một loại hải thú thường gặp, cái này có vấn đề gì sao? Trong mắt Cẩn Huyên dần dần lóe ra một chút tinh mang, giải thích. Trong đan phương của Hóa Ứ Đan, căn bản không có Tử Anh Hải Mã. Cái gì? Tất cả mọi người trong lòng trực nhảy, Ti Đức Sa cũng rất khiếp sợ, thầm nghĩ bất hảo, tựa hồ có chỗ nào ra cạm bẫy. Tên tam giai thuật luyện sư kia cũng không rõ, hồ nghi nói. Làm sao sẽ, vị đại nhân này, vật trong tay đích xác là dung dịch của Tử Anh Hải Mã nội hạch A, hơn nữa Ti Đức Đại Sư cũng nhận định. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Sớm nói hắn là bọn bịp bợm giang hồ, còn đại sư chó má gì? Ngươi tu vi thuật đạo quá thấp, không nhìn được tình trạng chân thực, hắn nếu thật là bát giai thuật luyện sư, làm sao có thể không biết này là dung dịch của Tử Anh Thiên Mã nội hạch chứ? Cái gì, Tử Anh Thiên Mã, đây là cái gì? Đúng vậy, chưa từng nghe qua, ta chỉ nghe qua Tử Anh Hải Mã A. Một trận nghị luận vang lên, sắc mặt Ti Đức Sa nhất thời đại biến, lập tức minh bạch cạm bẫy tồn tại. Sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh rơi xuống. Cẩn Huyên cười lạnh nói. Tử Anh Thiên Mã này là một loại yêu thú lục địa tương đối hiếm thấy, cùng hải mã cực kỳ tương tự, mọi người hàng năm ở ven biển Chi Thành, vì vậy chưa từng nghe qua. Chuyện xảy ra, hiện tại đã rất rõ ràng, nhất định là có người len lén phân giải qua Hóa Ứ Đan, đồng thời thử luyện chế, bởi vì nội hạch của hải mã và thiên mã nhìn qua hoàn toàn giống nhau như đúc, hơn nữa người lén luyện chế quanh năm ở ven biển. Tự nhiên cho rằng một nguyên liệu trong này là Tử Anh Hải Mã. Tên tam giai thuật luyện sư kia bừng tỉnh đại ngộ nói. Thế nhưng mà coi như là Tử Anh Hải Mã, cũng không có độc vật A. Lý Vân Tiêu nói. Hai loại yêu thú này ở thời đại viễn cổ có thể nói là một nhà, thế nhưng hiện bởi hoàn cảnh sinh trưởng khác nhau, tuy rằng ngoại hình vẫn giống nhau, nhưng tính chất đã hoàn toàn thay đổi. Nội hạch của bọn chúng vốn không độc. Nhưng cùng nguyên liệu khác của Hóa Ứ Đan phối hợp cùng một chỗ, hiệu quả chính là khác nhau trời vực. Lúc này tên tam giai thuật luyện sư kia mới không ngừng gật đầu, mọi người cũng sáng tỏ, giữa các nguyên liệu phối hợp đừng nói chủng loại khác nhau, coi như là đồng nhất chủng loại, chỉ cần tỷ lệ khác nhau cũng là sai lệch rất nhiều. Lý Vân Tiêu tiếp tục nói, có thể thấy được thuật luyện sư lén nghiên cứu Hóa Ứ Đan giống như Ti Đức Đại Sư, căn bản không nhận biết Tử Anh Thiên Mã. Cho nên mới dùng hải mã thay thế, nghiên cứu ra Hóa Ứ Đan có độc, người nghĩ có phải như vậy hay không? Ti Đức Đại Sư. Sắc mặt Ti Đức Sa trắng bệch, cả giận nói. Liên quan gì tới ta? Huống chi hai loại kia vật chất hoàn toàn như nhau, người nói thiên mã là thiên mã sao? Ha ha, chỉ biết Đại Sư sẽ hỏi như vậy. Lý Vân Tiêu đẩy đoàn người ra,
bắt đầu ở trong quầy hàng tầm kiếm, rất nhanh liền lấy ra một bao bột phấn, thay đổi hai cái dụng cụ thủy tinh mới, đem bột phấn hòa tan vào, sau đó cầm trong tay hai khối vật chất phân biệt ném vào nói. Tuy rằng hải mã cùng thiên mã hạch thuộc tính đều là thủy, nhưng một ở nước biển, là quỳ thủy chi tính, mà một ở trên đất bằng, lại là canh thủy chi tính, kém cực lớn. Lúc này hai khối vật chất tiến nhập trong dung dịch, một khối bảy biện ra vẻ vàng nhạt, mà một khối khác thì bảy biện ra vẻ lục nhạt. Lý Vân Tiêu cười nói, bột phấn này là ngạnh thổ tinh hoa, hòa tan ra liền có thể phân biệt được thủy tính khác biệt, điểm ấy thường thức không biết Ti Đức Sa đại sư có học qua hay không. Sắc mặt Ti Đức Sa trắng bệch, kinh ngạc không nói. Lý Vân Tiêu tiếu ý dần dần rời khỏi, hàn khí bắt đầu phát ra, lạnh lùng nói. Thân là bát giai thuật luyện sư, làm sao có thể điểm ấy cũng không biết, không chỉ giả danh lừa bịp tổn hại danh tiếng thuật luyện sư, càng là cùng ác nhân đến mưu hại Tử Vân Thương Hội. Ti Đức đại sư, ngươi dám giả mạo thuật luyện sư, ngươi xong đời. Lý Vân Tiêu bước ra một bước, khí thế trên người bạo khởi, thoáng cái chấn đến đám người Ti Đức Sa liên tiếp lui về phía sau, trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Ti Đức Sa miệng kêu không hay, hơn nữa hắn hoảng sợ phát hiện hồn lực của mình hoàn toàn bị đối phương chấn áp xuống, không chỉ như vậy, ngay cả nguyên khí cũng bị ngăn chặn, ngay cả thanh âm cũng không thể phát sinh, đây chính là Lý Vân Tiêu muốn hắn vô pháp cãi lại. Bào! Phu Thành Song bỗng nhiên quát ra một tiếng, cùng huynh đệ của hắn chạy ra ngoài như bay. Cẩn Huyên nhìn bọn họ đào tẩu, một viên tâm treo cao rốt cục hoàn toàn để xuống, nếu bọn họ không chạy, một mực chắc chắn ngoan cường chống lại, mọi người còn có thể có nghi ngờ, hiện tại hốt hoảng trốn đi, trên cơ bản liền chứng thực Tử Vân Thương Hội oan uổng. Hừ, không đem sự tình nói rõ ràng liền muốn chạy trốn. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, đi về phía trước một bước, liền trực tiếp xuất hiện ở phía trước mọi người, trực tiếp lấy trưởng hóa kiếm, quét ngang ra. Thanh Liên kiếm ca. Phanh. Tổng cộng hơn 10 người, ở dưới một kiếm đều bị rung trở lại, từng cái một trọng thương trong người, thổ huyết không ngừng. Toàn bộ đều hoảng sợ nhìn thiếu niên áo trắng kia, làm sao cũng nghĩ không thông tại sao lại có tồn tại kinh khủng như vậy. Lý Vân Tiêu đưa tay chộp một cái, Phu Thành Song lập tức bị một cổ lực lượng lâm khoảng kéo tới, ở trên không trung hoàn toàn không làm được gì, đan điền ở dưới chiêu kiếm khí kia trực tiếp bị phong bế, hiện tại ngay cả một người thường cũng không bằng. Nội tâm của hắn dâng lên sợ hãi vô tận, hắn là vũ tôn cường giả A, có thể ngược đãi hắn như vậy, ít nhất cũng là cao giai vũ tôn, thiếu niên này mới bao lớn. Dĩ nhiên người mang tạo nghệ cao như vậy, tuyệt không phải là hạng đơn giản. Nói đi, cái âm mưu này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, là ai thiết kế? Từng lời nói rõ ràng, mới có khả năng thoát chết. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, trên mặt một mảnh tường hòa, lại làm cho người cực sợ. A. Sắc mặt Phu Thành Song trắng bệch, chật vật nuốt xuống một ngụm nước miếng, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Ti Đức Sa, người sau đã nói không ra lời, hai mắt lấp lánh hữu thần đã thành hạt châu cá chết. Không ai phái chúng ta tới, chúng ta là đến đòi lại công đạo. Phu Thành Song cắn răng nói. Ừ, tốt. Trong tay Lý Vân Tiêu hiện ra một tia hàn khí, ngưng tụ thành một thanh băng kiếm, từ từ đi qua, khóe miệng lại cười nói. Ta thích người có cốt khí. Ta trước sẽ cắt tiểu đệ đệ của ngươi, sau đó dùng lồng sắt đem hơn 10 người bọn ngươi cất vào, cho các ngươi ăn xuân dược, sau đó sẽ đi dạo phố. A, à, vừa nghe hắn nói xong, hơn 10 đại hán sợ đến quỳ một tảng lớn, từng cái cả người run rẩy. Trên mặt Phu Thành Song cũng mất huyết sắc, cắn răng nói. Ngươi không phải người, ngươi là súc sinh. Hừ, đợi lát nữa người toàn thành biết, rốt cuộc ta là súc sinh, hay các ngươi là súc sinh. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ti Đức Sa, cười nói. Đại sư không cần phải gấp gáp, đãi ngộ của ngươi như bọn họ. Sắc mặt Ti Đức Sa thảm biến, liều mạng giằng co, nhưng mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, yết hầu cũng không thể phát ra tiếng, tay liều mạng nện cổ họng của mình, trên mặt đỏ bừng một mảnh. Trên mặt Phu Thành Song xám trắng một mảnh, biết lần này là hoàn toàn xong đời, hắn cắn răng một cái, tựa hồ hạ quyết tâm nói. Ta nói nhưng ngươi phải bảo chứng ta an toàn ly khai Hải Thiên Trấn. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Chẳng lẽ muốn ta làm hộ vệ cho ngươi? Ta cũng không có thời gian rảnh rỗi này. Nói ra, ngươi còn có xác suất đào tẩu, không nói ra, vậy ở sinh thời phát huy ra chút sức lực còn lại, biểu diễn nghệ thuật có chút độ khó cao, chứa tính chất kích thích rất mạnh.
qua. Hơn 10 đại hán cũng đã có người nhìn không được nôn phun ra, sợ đến cả người run run, kêu khóc nói. Lão đại, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người nói mau a, lẽ nào bọn họ thật là oan uổng. Trong ánh mắt Phu Thành Song tràn đầy vẻ oán độc, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu nói. Tương lai người nhất định sẽ không chết tử tế được, Tử Vân Thương Hội thật là bị oan uổng, người xúi dục ta là. Đột nhiên một đạo quang mang cực nhanh lâm không mà đến, thẳng vào đầu Vu Thành Song. Sắc mặt Phu Thành Song trắng bệch, thanh âm ngừng lại, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng giữa tuyệt vọng tựa hồ còn mang theo một tia giải thoát. Phanh! Hàn quang tập tới, nhưng Vu Thành Song không chết, chỉ là băng kiếm trong tay Lý Vân Tiêu bị chấn thành băng tiết, tán trên không trung, từ từ hóa quang. Hừ, cuối cùng cũng xuất hiện sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp tế xuất đại bi mộ vân kính, quang mang chiếu xạ xuống, đem một phương không gian tập trung. Sau đó lãnh kiếm quét qua, một đạo kiếm quyết lâm không chém ra, trong nháy mắt đem bầu trời chém rách, một tiếng hét thảm truyền đến, liền thấy máu tươi nhiễm trời cao, một đạo thân ảnh ngã xuống đất, liên tục co quắp. Cái này, người này không phải là Lôi Phong Thương Hội Dương Văn Trưởng lão sao? Trời ạ, quả nhiên là một âm mưu hãm hại Tử Vân Thương Hội. Âm thầm ám toán người. Lẽ nào hắc thủ phía sau màn chính là Lôi Phong Thương Hội? Đây cũng quá ti tiện đi. Dĩ nhiên cầm sinh mệnh vũ giả đùa giỡn, quá đê tiện. Trước ngực Tề Dương Văn có một vết thương thật lớn, sắc mặt hắn trắng bệch, vội vàng nuốt chừng bó lớn đan dược, từ trên mặt đất vội la lên. Mọi người đừng hiểu lầm, ta chỉ là vừa lúc đi ngang qua đây mà thôi, việc này cùng Lôi Phong Thương Hội tuyệt không quan hệ. Nga! Tuyệt không quan hệ ngươi sẽ xuất thủ sát nhân. Lý Vân Tiêu cười nhạt, mọi người cũng lộ ra vẻ châm chọc, lời này quả thực chính là đang vũ nhục mọi chỉ số thông minh của người. Lúc này Vu Thành Song mới tỉnh hồn lại, chỉ vào Tề Dương Văn nổi giận dữ nói. Các ngươi thật không phải là người a, lại muốn giết ta diệt khẩu, vị đại nhân này, chính là Lôi Phong Thương Hội bọn họ chỉ thị ta, huynh đệ của ta cũng là bị bọn họ hại chết, đây hết thảy đều cùng Tử Vân Thương Hội không quan hệ. Mà Ti Đức Sa là đồng lõa mà bọn hắn ra giá cao tìm tới. Hắn vừa nói, lập tức khiến cho chúng nhân ồ lên, tuy rằng sự tình đã hết sức rõ ràng, nhưng chính miệng Vu Thành Song nói, mới là sự thật như đinh đóng cột. Tề Dương Văn cả giận nói. Vu Thành Song, người dám nói xấu Lôi Phong Thương Hội, người không muốn sống nữa sao? Vu Thành Song cười lạnh nói. Ta chính là muốn sống mới đem sự thực nói ra. Hắn từ trong giới chỉ lấy ra một cái túi đựng đồ ném ra ngoài, nói. Đại nhân, đây là 100 ức trung phẩm nguyên thạch ta thu của bọn họ, bán đứng huynh đệ của mình, hãm hại mọi người tới tình cảnh như vậy. Ngươi giết ta đi, nhưng cầu buông tha những huynh đệ này của ta, 100 ức trung phẩm nguyên thạch kia coi như là tiền ta thay bọn họ mua mệnh. Lão đại ngươi, hơn 10 vũ giả trên mặt từng cái dị thường khiếp sợ, căn bản không thể tin được. Đồng bạn cùng nhau vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, vậy mà tập thể bán đứng bọn họ. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Không tệ, ngươi có khả năng đi, có thể rời đi hay không, thì xem số mệnh của ngươi. Phu Thành Song sửng sốt, có chút không dám tin tưởng Lý Vân Tiêu có thể dễ dàng buông tha hắn như vậy, nhưng lập tức đại hỉ nói. Đa tạ đại nhân hôm nay ân không giết. Nói xong trực tiếp hóa thành một đạo quang mang bỏ chạy, hướng truyền tống đảo lao đi. Sự tình đến tận đây, đã hoàn toàn tra ra manh mối. Tề Dương Văn cùng Ti Đức Sa đều là vẻ mặt trắng bệch, đặc biệt Ti Đức Sa, thân phận địa vị đức cao vọng trọng của mình hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tề Dương Văn vẫn không cam lòng, cắn răng nói. Ta hiểu được, đây nhất định là các ngươi diễn trò, cố ý giá họa Lôi Phong Thương Hội chúng ta. Lý Vân Tiêu một cước đạp đi qua, trực tiếp đạp ở trên mặt của hắn, mắng. Ngươi nha! Coi chỉ số thông minh của mọi người giống ngươi sao? Hắn thu hồi hồn lực áp chế ở trên người Ti Đức Sa, mỉm cười nói. Đại sư, ngọn nguồn trong đó mời nói một câu đi, nếu như ngươi còn muốn tiểu đệ đệ, và không muốn thể hiện nghệ thuật độc đáo thì nhanh nói. Cả người Ti Đức Sa run run, ho kịch liệt lên, một khi thừa nhận, hắn cái gì cũng xong, nhưng nếu như không thừa nhận, thì càng xong. Hắn sầu thảm nói. Đều tại ta nhất thời lợi mê tâm trí, làm ra loại sự tình mất mặt này. Phu Thành Song nói một điểm cũng không sai, ta là cầm chỗ tốt của Lôi Phong Thương Hội, ba đan phương cửu giai,
lúc này mới theo chân bọn họ thông đồng vu tội Tử Vân Thương hội. Dầm. Thân phận địa vị của Ti Đức Sa không phải là Vu Thành Song có thể sánh bằng, vừa nói như vậy, liền không người hoài nghi, mỗi người đều là lòng đầy căm phẫn. Ti Đức Sa thoáng cái như già thêm chục tuổi, một bộ hình dạng lão hĩ cúi xuống, chán nản nói. Tình huống thực sự cùng ngươi suy đoán không sai biệt lắm, Lôi Phong vẫn muốn phá giải đan phương hóa ứ đan, tìm ta cùng nhau thử rất nhiều lần, đều không thể thành công, chỉ làm ra loại đan dược có độc này. Cho nên lúc này mới sinh tính toán. Muốn mượn cơ hội cướp đoạt đan phương của Tử Vân Thương hội, đồng thời triệt để diệt trừ Tử Vân Thương hội. Ta cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nên mới làm ra chuyện ngu xuẩn, chung quy hại người hại mình. Thật khiến cho người ta khó mà tin được, đây chính là thuật luyện đại sư sao. Ta phi. Ai, trước mặt chữ lợi, ai có thể bình tĩnh. Đại sư cũng là người a. Quá ác độc, Lôi Phong Thương hội uổng là một trong thất đại thương hội, hành vi ti tiện bỉ ổi. Thật là làm người giận sôi. Nào chỉ là giận sôi, căn bản không xem tính mệnh vũ giả chúng ta là một chuyện, ta xin thề, sau này sẽ không bao giờ tới Lôi Phong Thương hội. Ân, ta cũng vậy, ta còn muốn đem việc này tuyên dương ra ngoài, để cho tất cả mọi người không nên đi Lôi Phong Thương hội, nên cùng nhau bài trừ chống lại. Các loại tiếng mắng và căm giận không ngừng, hơn nữa người Tử Vân Thương hội ở bên trong ngôn từ kịch liệt, lập tức khiến cho công phẫn. Cẩn Huyên ở trong quá trình này thủy chung mặt mang mỉm cười, nàng mới đầu thì tin tưởng, chỉ cần có người đàn ông này ở đây, hết thảy đều có khả năng cứu vãn, nhưng lại không nghĩ là kinh thiên nghịch chuyển như vậy. Tề Dương Văn cả giận nói. Ngươi, các ngươi dám chửi bới Lôi Phong Thương hội ta, Lôi Phong Thương hội ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lý Vân Tiêu một cước qua, trực tiếp đá ở trên mặt hắn, mắng. Còn không buông tha chúng ta. Hiện tại bổn thiếu gia liền không buông tha các ngươi. Hắn cao giọng nói. Mọi người cùng nhau theo ta đi Lôi Phong Thương hội, đòi lại công đạo. Đúng, đòi lại công đạo, Tử Vân Thương hội chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Giang Thiên Đồng ở trong đám người quát, lập tức dẫn tới mọi người tình cảm quần chúng xúc động, từng cái hét lớn. Tựa hồ nữ tử rất có lực hiệu triệu, người các thương hội khác cũng gia nhập vào thét to, chờ xem náo nhiệt. Lý Vân Tiêu tự nhiên là mong muốn càng nhiều người càng tốt, sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Ô Thúc có chút ngưng trọng, ở bên tai Cẩn Huyên nói nhỏ. Hội trưởng đại nhân, Lôi Phong Thương hội tựa hồ có vũ đế cường giả tọa chấn, chúng ta mạo muội đi qua như vậy, sợ là đòi không được chỗ tốt. Không bằng báo cáo Thiên Nguyên Thương hội, lại đi tìm bọn họ phiền phức cũng không muộn. Hơn nữa Ti Đức Sa này mặc dù là đồng bọn, nhưng dù sao cũng là người của Phủ Thành Chủ, ở Hải Thiên Trấn. Làm sao cũng phải cho Phủ Thành Chủ mặt mũi a. Cẩn Huyên khẽ gật đầu nói. Ô lão phân tích hữu lý, nhưng lúc này tất cả do hắn làm chủ, ta chỉ có thể quan sát. Hắn cần gì, ta hỗ trợ cái đó. Hắn nói hiện tại giết Lôi Phong Thương hội, ta lập tức rút kiếm đuổi theo, tuyệt không hai lời. Cái này, ô lão bối rối, có chút không hiểu nhìn Cẩn Huyên. Hắn đối với Cẩn Huyên tuyệt không biết, nhưng nghe nói là một nữ nhân thông minh. Bằng không cũng không có khả năng đem Tử Vân Thương hội làm đến bây giờ. Nhưng lúc này vừa nghe ngôn luận của nàng, là loại nữ tử cực độ tâm tình hóa, để cho nội tâm ô lão không khỏi có chút thất vọng. Nhưng mình chung thuyền với Tử Vân Thương hội, người ta là lão đại, mình không có gì đáng nói. Lý Vân Tiêu cao giọng nói. Chuyện hôm nay, đúng sai công luận tự tại nhân tâm. Mong mọi người làm chứng, hiện tại chúng ta chuẩn bị một cái lồng sắt đem hai tiểu nhân ti tiện kia dạo phố. Sau đó sẽ đến trước cửa Lôi Phong Thương hội tụ tập, ta muốn nhìn Lôi Phong Thương hội làm sao thuyết pháp. Cái gì? Tề Dương Văn và Ti Đức Sa đều thất kinh, liều mạng dùng rằng giống lên, các loại tiếng chửi rủa không ngừng, giống như dã thú sắp bị đánh chết liều mạng. Các ngươi không chết tử tế được, Tử Vân Thương hội, Tề Dương Văn ta chết cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta là bát giai thuật luyện sư, do Hóa Thần Hải trực tiếp quản hạt, ngươi dám. Như vậy đối với ta, Hóa Thần Hải sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ti Đức Sa càng mang Hóa Thần Hải ra, nghĩ đến đối phương hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chỗ kiêng kỵ. Nhưng Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Đã có lòng hại người, thì phải làm tốt chuẩn bị bị người làm hại. Một phú tôn, một bát giai thuật luyện sư, cha cha, không tệ không tệ, nhất định có lực rung động a. Hiện tại lập tức câm miệng cho ta, bằng không ta không ngại ở trong lồng sắt gia tăng chút xuân dược, cho các ngươi một đường tôn vinh hành vi nghệ thuật.
hai người trong nháy mắt trắng bệch, một loại tuyệt vọng từ đáy lòng lan tràn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra được, trên đời lại có người ác độc như vậy. Cẩn Huyên lập tức phân phó nói. Chuẩn bị một chiếc xe chở tù, thương hội tạm thời đóng cửa, tất cả mọi người theo ta đi. Vâng. Giang Thiên Đồng lập tức chuẩn bị, mọi người công việc lu bù lên, quần chúng càng là từng cái tươi cười, chờ xem kịch vui. Đặc biệt nhìn hình dạng của Ti Đức Sa, không ít người nội tâm đều là một trận khoái ý. Những thuật luyện sư kia trong ngày thường đều là cao cao tại thượng, ai cũng bị bọn hắn chọc tức không ít, bây giờ thấy bọn họ như vậy, nội tâm rất thống khoái. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu đột nhiên rơi vào thân ảnh một cô bé, lộ ra thần sắc kinh ngạc đến. Chính là Tiểu Hồng lúc trước bị Vu Thành Song đánh bay, té xỉu ở trong góc, chẳng biết lúc nào tỉnh lại, cũng theo mọi người bận bịu, bộ dáng chỉ đồn khả ái, hình như chưa từng xảy ra chuyện. Nội tâm Lý Vân Tiêu dâng lên một loại cảm giác cổ quái, hắn tiến lên bắt lấy Tiểu Hồng, thần thức ở trên người nàng quét tới. Tiểu Hồng sợ đến sắc mặt trắng bệch, bị nâng ở trên không trung không làm được gì, hai tay liều mạng đấm tới Lý Vân Tiêu, hai chân cũng đá tới đá lui, trong miệng không ngừng kêu lên. Thả ta xuống, người muốn làm gì? Mau buông ta xuống. Cẩn Huyên cũng sững sờ, tiến lên cẩn thận nói. Vân Thiếu, làm sao vậy? Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên vẻ nghi hoặc nói. Cô bé này có vấn đề. Cẩn Huyên sửng sốt một chút, nàng không biết có vấn đề là có ý gì, xem ra phải hỏi Giang Thiên Đồng lai lịch cô bé này. Lý Vân Tiêu để Tiểu Hồng xuống nói. Xem chừng nàng, đừng cho nàng chạy. Lúc này Giang Thiên Đồng cũng tiến lên, Tiểu Hồng liền trốn đến phía sau nàng, vẻ mặt sợ hãi. Làm sao vậy? Giang Thiên Đồng hỏi. Lý Vân Tiêu nói. Cô gái này là từ đâu tới? Giang Thiên Đồng suy nghĩ trận nói. Lai lịch cụ thể ta cũng nói không rõ, đại khái nửa năm trước, ta thấy nàng một mình đi trên đường cái, toàn thân bẩn thỉu, hỏi người nhà đâu nàng đều không biết, xem nàng đáng thương liền mang nàng về thương hội. Đầu tiên là làm một chút việc vặt, sau từ từ bồi dưỡng nàng trở thành tiểu nhị. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên nàng làm tiểu nhị a. Nàng vỗ vỗ phía sau đầu Tiểu Hồng, an ủi. Tiểu Hồng đừng sợ, Cẩn Huyên đại nhân và vị công tử này đều không phải là người xấu. Tiểu Hồng thật sợ, lúc vị ca ca này nhìn ta chằm chằm, ta rất sợ. Tiểu Hồng ủy khuất thấp giọng nói, trốn ở phía sau Giang Thiên Đồng không chịu đi ra. Cẩn Huyên không hiểu hỏi. Vân Thiếu, có vấn đề gì không? Ta xem cô bé này rất bình thường a, chỉ là hình như chỉ độn một chút. Lý Vân Tiêu nói. Tạm thời ta cũng nói không rõ được. Nói chung ngươi xem chừng nàng, đừng cho nàng chạy mất, trước diệt trừ Lôi Phong thương hội lại nói. Cẩn Huyên sợ hãi nói. Diệt trừ. Nàng bị hai chữ này làm cho hoảng sợ, nguyên bản nội tâm nghĩ cũng chỉ là đi cho bọn hắn một chút giáo huấn, trả đũa một chút mà thôi, về phần diệt trừ là căn bản không dám nghĩ tới. Ân, nếu Lôi Phong thương hội muốn diệt trừ chúng ta, vậy dĩ nhiên là phải làm tốt tâm tư bị chúng ta diệt trừ. Lý Vân Tiêu lơ đễnh nói. Làm sao, mềm lòng, lúc bọn họ đối phó chúng ta có từng nghĩ tới lưu lại đường sống không? Trong lòng Cẩn Huyên cảm động, có lẽ là bởi vì hai chữ chúng ta, để cho nàng sinh lòng vui sướng, nói. Cẩn Huyên không phải mềm lòng, mà là tự đánh giá thực lực kém quá lớn. Cho dù diệt trừ phân bộ của bọn họ ở Hải Thiên Trấn, nhưng khiến cho tổng bộ bọn họ bất mãn, phản công trở về, lấy lực lượng của Tử Vân Thương hội căn bản đỡ không được. Hừ. Tổng bộ của bọn họ sợ là đã sớm bất mãn đối với các ngươi. Mấy lần tương ép, lần này không cho bọn hắn chút bóng ma, sợ còn tưởng rằng Tử Vân Thương hội là trái hồng mềm. Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra hàn khí, lạnh lùng nói. Lần này để cho bọn họ ăn chút đắng. Trong lòng Cẩn Huyên dùng mình, tựa hồ cảm nhận được hàn khí trên người Lý Vân Tiêu, trái lại một trận nhiệt huyết ở trong người lưu sướng. Nếu như có một phu quân như hắn thay ta trưởng quản việc thương hội, một nữ nhi như ta không cần khổ cực chống đỡ như thế, thật là ước ao linh nhi muội muội a. Bên trong thương hội rất nhanh chuẩn bị tới một xe tù, đem Tề Dương Văn cùng Ti Đức Sa ném vào xe chở tù, hai người đầu tiên là cực lực phản kháng, nhưng rất nhanh thì đàng hoàng xuống. Đồng tử trong đôi mắt hai người đều tan giả, dáng dấp si ngốc, chính là bị nhãn thuật nhiếp hồn của Lý Vân Tiêu, ở trong xe tù một bên cười khúc khích, một bên kêu. Chúng ta hỗn đản! Bị Lôi Phong thương hội chỉ thị đi hãm hại Tử Vân thương hội,
hiện tại rơi vào kết quả như vậy là tự làm tự chịu, Lôi Phong thương hội tiểu nhân hèn hạ, cuối cũng sẽ không có kết quả tốt. Hai người biểu hiện để cho mọi người thấy cả kinh, đều biết là chúng tà pháp, từng cái toát ra mồ hôi lạnh, đều cảm giác Tử Vân thương hội cũng không phải biểu hiện ra nhỏ yếu cùng giản đơn như vậy. Ùng ục ùng ục, xe chở tù thôi động, một đám người bắt đầu diễu hành dạo phố. Lúc này bởi vì Thiên Nguyên thương hội quảng cáo, dẫn đến muôn người đều đổ xô ra đường, đều chen đi Thiên Nguyên thương hội mua trang bị cùng đan dược, cho nên phương hướng Du Thành cũng lựa chọn con đường đi tới Thiên Nguyên thương hội. Hơn nữa vì để tránh cho phủ thành chủ can thiệp, trước tập trung tinh lực đối phó Lôi Phong thương hội, bọn họ cố ý tránh ra chỗ phủ thành chủ. Lôi Phong thương hội, các ngươi không chết tử tế được a? Ta là bát giai thuật luyện sư Ti Đức Sa, bị Lôi Phong thương hội xúi dục hãm hại Tử Vân thương hội, ta là tội nhân phải bị trừng trị. Ta là Lôi Phong thương hội trưởng lão Tề Dương Văn, Lôi Phong thương hội bí mật đánh cắp cơ mật buôn bán của các thương hội khác, còn thi triển thủ đoạn ti tiện công kích đối thủ. Hai người ngồi ở trong xe tù liều mạng hô to, rêu rao như vậy nhất thời hấp dẫn ánh mắt toàn thành, khi thấy rõ người trong xe chở tù, sắc mặt đều đại biến, hoảng sợ không thôi. Một gã bát giai thuật luyện sư, một phú tôn cường giả, vậy mà giống như người điên không ngừng lên án Lôi Phong thương hội làm ác, tràng diện làm cho người khiếp sợ. Vì vậy các loại hỏi thăm dồn dập, người Tử Vân thương hội còn có quần chúng, từng cái nước miếng văng tung tóe giảng giải. Rất nhanh ngọn nguồn mọi chuyện liền huyên náo cả thành đều biết. Hơn nữa đoàn người cũng gia nhập trong đội ngũ du hành, chờ xem kịch vui. Lý Vân Tiêu gặp người vây xem không sai biệt lắm, phương hướng xoay chuyển, bắt đầu hướng Lôi Phong thương hội mênh mông cuồn cuộn mà đi. Các đại thương hội còn lại đều khiếp sợ không thôi, đều phái người tiến vào trong đội ngũ, muốn nhìn một chút sự tình phát triển. Bọn hắn cũng rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện, cũng kinh hãi không thôi, lấy Lôi Phong thương hội bố cục. Thủ đoạn, cùng phái ra cao thủ đến xem, là bố cục hết sức cẩn thận, tại sao lại bị Tử Vân thương hội phá vỡ. Hơn nữa hiện tại phản công đến, trực tiếp lâm vào bị động to lớn. Bọn họ đều ngửi được người tính kế của Tử Vân thương hội lần này vô cùng không đơn giản, Lôi Phong thương hội phỏng chừng muốn ăn quả đắng a. Bên Lôi Phong thương hội kia cũng đồng thời nhận được tin tức, lập tức tiến nhập trạng thái cảnh giới, sắc mặt hội trưởng Lưu Cảnh Sơn cực kỳ khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Tất thắng chi cục, không hề kẽ hở, tại sao lại bị đối phương đâm phá, ngay cả Ti Đức Sa cùng Tề Dương Văn cũng bị bắt vào. Nhưng duy nhất có khả năng khẳng định là, thương hội đối phương nhất định ẩn giấu cao thủ, bằng không bằng vào Tề Dương Văn thất tinh vũ tôn, đủ để nắm trong tay toàn cục, tuyệt không thể huyên náo động tĩnh lớn như vậy, ngay cả mình cũng bị bắt vào. Đội ngũ diễu hành trùng trùng điệp điệp đi tới trước cửa Lôi Phong thương hội, từ lâu là một đám vũ giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên mặt đầy vẻ giận dữ cùng sát khí. Lưu Cảnh Sơn tự mình tiến lên, lạnh lùng nói. Là ai lớn gan như vậy, dám bắt Ti Đức Đại Sư cùng trưởng lão thương hội ta, còn một đường chửi bới Lôi Phong thương hội. Không có chửi bới, chúng ta nói là thật. Tề Dương Văn liền gào thét kêu lên, tựa hồ cùng Lôi Phong thương hội có thù không đội trời chung, hai mắt đỏ bừng lên án nói. Ta thân là Lôi Phong thương hội trưởng lão. Đối với hành vi ti tiện của bọn họ những năm gần đây nhất thanh nhị sở, không chỉ đối với các đại thương hội tiến hành ăn cắp luyện phương, âm thầm hãm hại, còn làm việc phẩm đức hư hỏng vô sỉ. Ti Đức Sa cũng điên cuồng kêu lên. Ta có khả năng làm chứng sự việc xảy ra. Có một lần Lưu Cảnh Sơn nhìn chúng một tiểu nam hài của hộ người bình thường, để thỏa mãn thú tính yêu thích nam đồng của hắn, liền đem người một nhà kia giết, sau phủ thành chủ biết được, hắn cũng bằng vào thủ đoạn thông thiên của mình ép xuống. Nam đồng kia bị hắn đùa bỡn một tháng liền chết thảm ở trong thương hội, là ta tiến hành xử lý thi thể. Tề Dương Văn kêu rên nói. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta thật không phải là người A, không chỉ có nam đồng, các ngươi xem vũ giả phía sau hắn, mỗi một người đều bị hắn xâm phạm qua, thảm A. Hai người thống khổ lên án như vậy, lập tức để cho mặt của Lưu Cảnh Sơn tái rồi, cảm thụ được bốn phía truyền tới ánh mắt dị dạng. Thậm chí vũ giả phía sau đều là từng cái sắc mặt trắng bệch, hắn thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, tại chỗ ngất đi. Câm miệng, tất cả đều là vu khống. Lưu Cảnh Sơn tức giận đến cả người run run, chuyện hôm nay xử lý không tốt, một đời danh tiếng của mình liền triệt để phá hủy, đồng thời hắn cũng bị thủ đoạn ngoan lệ của đối phương chấn kinh lạnh cả người toát mồ hôi lạnh. Chửi bới, Lưu hội trưởng, nếu ngươi vẫn là đàn ông mà nói, liền thẳng thắn thừa nhận đi.
Tề Dương Văn gầm hét lên. Súc vật hèn hạ, chờ ta nói từng việc cho mọi người thưởng thức, để cho mọi người đều biết Lưu Cảnh Sơn ngươi là một người thế nào, biết Lôi Phong Thương Hội đến tột cùng ô uế dơ bẩn như thế nào. Câm miệng. Lưu Cảnh Sơn hoàn toàn bị chọc giận, điên cuồng quát một tiếng liền xông lên, một chưởng hướng trong xe tù vỗ tới. Chung quanh người các đại thương hội đều âm thầm lắc đầu, chiêu này của Tử Vân Thương Hội rõ ràng cho thấy để làm tức giận đối phương, trước để cho Lôi Phong Thương Hội thân bại danh liệt, sau đó làm hậu sự. Hôm nay xem ra, chẳng những Lưu Cảnh Sơn không thể vãn hồi cục diện, trái lại đang lâm vào trong mưu kế của Tử Vân Thương Hội. Không tốt, hắn muốn giết người diệt khẩu, mau cứu người. Lý Vân Tiêu kinh hãi một tiếng, có vẻ thập phần hốt hoảng, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia trang nhã, đợi cho Lưu Cảnh Sơn một trưởng bổ ra lồng sắt, trưởng lực chấn nhập vào, hắn phi thân nhẹ nhàng một chảo, liền cứu Tề Dương Văn, mà tùy ý Ti Đức Xa ở lại trong lồng. Phanh! A à, Lưu Cảnh Sơn ngươi! Lồng sắt bị chấn nứt ra, Ti Đức Xa bị một trưởng đánh trúng, ngũ tạng bể nát, đồng thời cũng từ trong trạng thái nhiếp hồn tỉnh táo lại, nhưng sinh cơ đã hoàn toàn không có, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc nhìn chằm chằm Lưu Cảnh Sơn, chết không nhắm mắt. Lưu Cảnh Sơn, người vậy mà sát nhân diệt khẩu. Lý Vân Tiêu cả giận nói. Hơn nữa sát hại bát giai thuật luyện sư Ti Đức Xa đức cao vọng trọng, người thực sự là gan lớn như trời a, xem phủ thành chủ làm sao thu thập ngươi, xem hóa thần hải làm sao thu thập ngươi. Bát giai thuật luyện sư đã là nhân vật thuật đạo thượng tầng, hóa thần hải trực tiếp thống nhất quản lý, thân phận cao thượng, vạn người kính ngưỡng. Mỗi một bát giai thuật luyện sư tấn chức, khi tử vong, hóa thần hải sẽ làm tốt ghi lại tường tận, nếu bị người sát hại, hóa thần hải sẽ truy cứu tường tận, tuyệt không buông tha. Thiết! Lưu Cảnh Sơn cũng trong nháy mắt phản ứng lại, cả kinh thở một hơi lãnh khí, thất thần tại chỗ. Hắn bản ý là muốn giết chết Tề Dương Văn, nhưng đối phương cứu Tề Dương Văn đi, cố ý lưu lại Ti Đức Xa, hiển nhiên là từ lâu tính kế rồi, chờ đợi mình nhập hủ a. Trời ạ, trong Tử Vân Thương Hội rốt cuộc là người phương nào đang mưu đồ. Vậy mà đem tình hình mình nổi giận cũng tính kế vào, để cho mình từng bước một tiến vào bẫy dập. Lưu Cảnh Sơn chỉ cảm thấy cả người rét run, biết lần này đã phải thiết bản, phiền phức lớn rồi. Hắn nổi giận đùng đùng quát. Ti Đức Đại Sư chết, tuy là bị mất mạng dưới trưởng của ta, nhưng làm sao không phải là một loại giải thoát. Người đem Đại Sư nhốt trong lồng sắt, đây mới là tội đáng chết vạn lần, mặc dù ta giết Đại Sư, cũng chỉ là bất đắc dĩ thành toàn hắn, vãn hồi tôn nghiêm của Đại Sư. Ti Đức Xa chết ở trong tay hắn đã nhiều người thấy, chống chế không xong, nhưng mà tội danh mưu hại này nhất định phải giao cho đối phương, mình tuyệt đối không thể ôm trong người, bằng không đợi mình chính là hóa thần hải điều tra, trên cơ bản chính là xử tử. Ha ha, thiên hạ chê cười. Lý Vân Tiêu giận dữ, khiển trách. Sở dĩ Ti Đức Đại Sư cùng Tề Dương Văn trưởng lão chen ở trong cũi, là bởi vì giúp ngươi làm ác mà cảm thấy hối hận, nên lấy tư thái chịu đòn nhận tội như vậy sám hối. Lấy thân dạy người, khuyến thiện thế nhân, đồng thời mạo hiểm nguy hiểm bị trả thù vạch trần các ngươi xấu xa, hiện tại quả nhiên bị diệt khẩu, đáng trách thực lực ta không đủ, chưa kịp cứu đại sư, nhưng trước khi đại sư chết, ánh mắt căm hận, phát ra từ chỗ sâu trong linh hồn đối với hung thủ, cũng rung động thiên thiên vạn vạn người ở đây. Lý Vân Tiêu nghiêm nghị cao giọng nói, đại sư trừng ác dương thiện, tinh thần không sợ tà ác vĩnh viễn không chết. Tinh thần vĩnh viễn không chết. Giết Lưu Cảnh Sơn tên đao phủ này. Diệt Lôi Phong Thương Hội báo thù cho đại sư. Từng tiếng hô to ở trong đám người vang lên, lập tức khiến cho cộng minh, trong lúc nhất thời người người bi phẫn, lên án công khai. Trong đó ngoại trừ Tử Vân Thương Hội nằm vùng ra, còn có người thương hội khác cũng theo ồn ào, cái này gọi là bỏ đá xuống giếng a, xem ra Lôi Phong Thương Hội rất khó qua lần này, tất cả mọi người cam tâm tình nguyện đánh rơi một đối thủ cạnh tranh, từng bước xâm chiếm chỗ trống thị trường. Người Tử Vân Thương Hội cùng một nhóm quần chúng biết nội tình sớm nhất, đều là từng cái toát ra mồ hôi lạnh, thời điểm trước khi Ti Đức Xa chết, mặc cho người đánh chửi lăng nhục, quả thực giống như chó đối xử, còn kém không có ở trên đầu hắn tiểu tiện. Hiện tại chết vậy mà đưa đến độ cao như vậy, quả thực chính là đứng đầu đạo đức, tinh thần mẫu mực, tâm linh soi sáng muôn đời. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, Lưu Cảnh Sơn, ngươi là tự mình chém đầu đền tội. Hay là muốn chính nghĩa chi sĩ khắp thiên hạ cùng nhau động thủ? Phốc! Lưu Cảnh Sơn tức giận phun ra một ngụm máu, tinh khí thần cả người trong nháy mắt uể oải xuống,
hiện tại một người mình đối mặt thiên thiên vạn vạn khiển trách cùng châm chọc, coi như là trăm miệng cũng khó biện, cái này là triệt để ngã quỵ. Hừ, một đám hầu tử nhảy nhót ngang ngược, không có thực lực cũng dám động Lôi Phong Thương Hội ta, quá làm càn, hôm nay ta muốn nhìn, ai dám nói Lôi Phong Thương Hội không phải. Một thanh âm lạnh như băng từ bên trong thương hội vang lên, sau đó phong vân biến sắc, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, một đạo uy áp lâm không ép xuống, nhiệt độ chợt giảm xuống, tất cả mọi người nhìn không được dùng mình một cái. Vũ đế, quả nhiên là vũ đế cường giả. Cẩn Huyền tới giờ mới lộ ra có chút lo lắng, nhưng lúc nàng quay đầu nhìn về phía Lý Vân Tiêu lại thấy trong mắt đối phương lộ ra vẻ cười lạnh và mỉa mai, lúc này mới lần nữa yên lòng, an tâm quan chiến. Nội tâm của nàng thầm nghĩ, nam tử trước mắt này chính là nam nhân được tôn vinh là đệ nhất nhân trong đám thiên tài mới xuất hiện tại thiên võ giới A. Lê trưởng lão, Lưu Cảnh Sơn bi phẫn kêu một tiếng, lập tức trước mắt đột nhiên xuất hiện một gã lão giả nghênh đón lấy. Lão giả kia trực tiếp vươn tay ra làm ra thủ thế chặn lại, chậm rãi nói. Ta cũng biết rồi, may mắn lần này lão phu lần này có đến Chấn Thiên Hải một chuyến, nếu không thật sự không thu thập được cục diện này rồi. Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh sợ, âm thầm biến sắc, cơ hồ mỗi người đều đã ý thức được lão giả trước mặt này chính là Cửu Thiên Võ Đế. Thực lực tổng thể Chấn Hải Thiên không tốt lắm, một gã cường giả võ đế đủ để gây ra chấn động cực lớn rồi, người các đại thương hội đều bắt đầu thầm than đáng tiếc, thế cục trước đây đã hoàn toàn biến hóa, bên phía thương hội Lôi Phong có võ đế tỏa chấn, vậy thì hữu kinh vô hiểm rồi. Về phần tổn hại mặt danh dự, tùy tiện diễn một chút là có thể lấy về. Hiện giờ duy nhất khó làm chính là Lưu Cảnh Sơn giết Ti Đức Viễn, phải tiếp nhận sự điều tra của Hóa Thần Hải. Nhưng vậy cũng dễ xử lý, chỉ cần triệt để bắt lấy Thương hội Tử Vân, đến lúc đó đổ hết trách nhiệm lên đầu Thương hội Tử Vân thì được rồi. Thành thế cường đại như thế, ở trước mặt một gã võ đế lại không chịu nổi một kích a. Thế giới này, tất cả âm mưu quỷ kế chẳng qua đều chỉ là tôm tép nhãi nhép, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng. Các ngươi là tự mình quỳ xuống nhận sai, hay là muốn lão phu động thủ? Lê trưởng lão kia không nhanh không chậm nói, thần sắc trên mặt một mảnh lười biếng, tựa hồ thiên thiên vạn vạn người trước mắt trong mắt hắn cũng chỉ là một đám con sâu cái kiến, không đáng để quan tâm. Người thương hội Tử Vân sắc mặt trắng bệch, nguyên một đám như lâm đại địch, không ai dám lên tiếng. Cát! Lý Vân Tiêu khinh thường mỉa mai nói. Sao hả, ngươi là muốn dùng vũ lực trấn áp chính nghĩa sao? Chính nghĩa, ha ha. Lê trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, khinh miệt nhìn Lý Vân Tiêu, cười nhạo nói. Trên đời làm gì có chính nghĩa? Nắm đấm lớn chính là chính nghĩa, con nít chưa mọc lông, về nhà bú sữa mẹ thêm vài năm nữa hẳn ra lăn lộn a. Bất quá điều kiện tiên quyết là, phàm là người thương hội Tử Vân đều phải quỳ trước cửa thương hội chúng ta, quỳ một loạt chỉnh tề, quỳ đến ngày nào chúng ta hài lòng thì mới có cơ hội giữ lại được cái mạng của mình. Ngươi cũng quá khinh người đi. Trong đám người đột nhiên vang lên thanh âm phẫn nộ, tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, vào lúc lại có người dám đi ra làm chim đầu đàn sao? Đây không phải là ông thọ thắt cổ, ngại mạng quá dài sao? Chỉ thấy đám người tách ra, có một lão giả đi ra, tiến lên ôm quyền gật đầu nói. Tại hạ hội trưởng phân hội của Thương hội Thiên Nguyên tại Trấn Hải Thiên, cứ an nhiên, điều kiện mà các hạ đưa ra cũng quá hà khắc rồi. Thì ra là người thương hội Thiên Nguyên, tất cả mọi người không khỏi bắt đầu suy đoán sau lưng chuyện lần này, có thể nào có bóng dáng thương hội Thiên Nguyên hay không đây? Lê trưởng lão cười lạnh nói. Một tên phân hội trưởng cũng dám đánh rắm trước mặt ta sao? Chuyện hôm nay nếu để ta tra ra được có các ngươi ở sau màn, vậy thì đừng trách ta không niệm tình thương minh, cho các ngươi một giáo huấn cả đời khó quên. Sắc mặt Cư An Nhiên đại biến, nhưng vẫn theo lý cố gắng nói. Chuyện thế gian tuy nói dùng thực lực phi tôn, nhưng thiên lý công đạo vẫn ở lòng người. Cho dù Lê trưởng lão hôm nay dùng võ ép được chúng ta, ngày khác sau khi tổng bộ biết được tất sẽ phái võ giả càng mạnh hơn nữa đến đây, thế tất sẽ khiến lưỡng hội đại chiến. Đến lúc đó trách nhiệm này sợ rằng Lê trưởng lão cũng khó mà gánh chịu a. Ha ha, trách nhiệm, cao tầng thương hội Thiên Nguyên sao có thể vì đám con sâu cái kiến như các ngươi mà khai chiến với thương hội Lôi Phong ta được. Các ngươi không khỏi quá tự đề cao mình rồi đấy. Lê trưởng lão cười lạnh không chút che giấu. Một đám lâu la ở trước mặt ta làm ra vẻ, ta nhổ vào. Hắn phun một cục đờm ra ngoài, hóa thành một đạo kình phong, lao thẳng tới mặt Cư An Nhiên.
Cư An Nhiên chấn động, hoảng sợ rút ra trường đao, thi triển ra một bộ đao pháp tuyệt diệu, lập tức lòe ra tầng tầng đao mang, phun ra nuốt vào không thôi. Phanh! Tầng đao mang trùng điệp cộng lại kia lại bị cục đờm chấn động trực tiếp chôn vùi, cả người Cư An Nhiên đều bị đánh bay ra ngoài, khiến đám người ở phía sau cũng bị ép một mảng lớn. Mọi người càng cảm thấy hoảng sợ, đây chính là võ đế chi uy a, không còn ai dám lên tiếng nữa. Ha ha, ha ha, ha ha. Đột nhiên có một người nở nụ cười, từ cười khẽ ban đầu, ngược lại hóa thành cười to, sau đó càng vỗ tay, liên tục trầm trồ khen ngợi, nói. Lợi hại, cục đờm này của Lê trưởng lão phun thật diệu a. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Lý Vân Tiêu, thầm nghĩ chẳng lẽ người này điên rồi sao? Hay là đã bị khuất phục dưới uy thế của võ đế, muốn lâm trận đào ngũ? Ngoại trừ Cẩn Huyền ra, mọi người thương hội Tử Vân đều lộ vẻ khó coi, trên mặt Ô lão càng là một mảnh cho tàn, trong lòng thở dài không thôi, hội trưởng đại nhân không nghe hắn khuyên, mà lại nghe theo tên tiểu tử vô tri tựa như lăng đầu thanh này, hiện giờ cuối cùng cũng gây ra họa rồi, mình sợ rằng phải lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Lê trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, dừng ở Lý Vân Tiêu nói. Sao hả, người cũng muốn hưởng thụ một ngụm sao? Ha ha, không sao cả, chỉ là... Nụ cười trên mặt Lý Vân Tiêu dần ngưng lại, lạnh lùng nói. Chỉ là con người ta có chút thích sạch sẽ, thấy có người phun đờm tùy ý, cũng nhịn không được muốn hắn nuốt về lại đấy. Ân, muốn chết. Lê trưởng lão nộ quát một tiếng, Lâm Không chào một cái, đế khí ngưng tụ lại, thần thể Lý Vân Tiêu trực tiếp bị một cổ lực lượng nhiếp tới. Lê trưởng lão biến sắc, đột nhiên có một loại cảm giác xấu lan tràn trong lòng, thân thể Lý Vân Tiêu bị hắn chụp lấy, đang Lâm Không bay tới. Nhưng trên mặt đối phương lại không chút bối rối, ngược lại còn lộ ra vẻ mỉa mai. Loại chấn định tự nhiên này tuyệt đối không phải giả vờ, bởi vì ánh mắt sẽ không bao giờ gạt người cả. Mà trong ánh mắt Lý Vân Tiêu giờ phút này lại tràn đầy sát ý và thương cảm. Cái gì, hắn đang thương cảm ta? Chẳng lẽ hắn bị tâm thần sao? Trong đầu Lê trưởng lão hiện lên một dấu hỏi lớn, nhưng loại bất an và sợ hãi ở sâu trong đáy lòng cũng tăng lên nhiều. Đột nhiên một cổ hơi gió thổi tới, khiến hắn cảm thấy chút man mát, lập tức một hồi hoảng hốt, lấy thực lực và tu vị của hắn, sao có thể bị gió thổi lạnh run người được, hắn vội vàng bổ ra một trường. Trên bầu trời đột nhiên hiện ra đám mây màu sắc rực rỡ, gió cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng lạnh. Mà Lý Vân Tiêu dưới thải vân kia, tựa hồ chân đạp gió nhẹ lao đến, nhẹ nhàng đánh ra một trường, một cổ quy tắc chi lực lại lăng không ngưng tụ, hóa thành một trường đánh xuống. Phong vân do ta. Cái gì, quy tắc chi lực? Lê trưởng lão lúc này triệt để sợ tráng váng, quy tắc chi lực chỉ có võ đế mới có thể thi triển ra vậy mà lại xuất hiện trên người một gã võ tôn. Hắn vội vàng tăng thêm lực lượng, rót toàn bộ nguyên lực vào trong trường, hống lớn vỗ ra. Mặc dù đối phương có thể không hiểu thấu thi triển ra quy tắc chi lực, nhưng dù sao mình mới chính là võ đế hàng thật giá thật, nghĩ đến điểm này, tin tưởng hắn thoáng cái khôi phục lại, gầm thét đánh qua. Phanh! Dưới hai cổ cự lực, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn tới. Lê trưởng lão lúc này mới biết mình đã nghĩ sai rồi, toàn bộ đầu óc lập tức mất đi năng lực suy nghĩ, ngũ tạng lục phủ lập tức nghiền nát, cả người phun ra một miệng lớn máu tươi, bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất xa xa. Cái này! Tất cả mọi người trong nháy mắt này đều như đã mất đi năng lực suy nghĩ, toàn bộ trong tràng trở nên hoàn toàn yên tĩnh, như mọi người đều đổ xô ra đường vậy. Không có một tia thanh âm, yên tĩnh như quỷ dị. Lê trưởng lão kia không phải cường giả võ đế sao? Ánh mắt của mọi người ngốc trệ nhìn qua, chỉ thấy Lê trưởng lão đang run rẩy nuốt lấy rất nhiều đan dược, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt lộ ra một mảnh hoảng sợ. Mà Lý Vân Tiêu bị mọi người cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ lại mang vẻ mặt phong khinh vân đạm, đang đứng chắp tay, thảnh thơi lạnh lùng nhìn qua mọi người thương hội Lôi Phong. Lưu Cảnh Sơn phản ứng lại đầu tiên, đột nhiên hít một hơi lạnh, tựa như gặp quỷ quát to một tiếng, dốc sức liều mạng lui ra phía sau. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Lúc này hắn đã triệt để sợ rồi, cường giả võ đế vậy mà không đỡ được một trưởng của hắn. Thiếu niên này rốt cuộc là người phương nào? Trong lòng tất cả mọi người đều nổi lên nghi vấn này, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Cư An Nhiên sửng sốt một chút, lập tức cười khổ không thôi, thì ra mình cưỡng ép đứng ra chỉ là người thừa. Ngược lại còn làm trò cười. Nhưng trong lòng hắn cũng cực kỳ khiếp sợ,
không ngừng suy đoán về thân phận Lý Vân Tiêu. Mọi người thương hội Tử Vân sau ngốc trệ ngắn ngủi lập tức bạo phát ra trận trận ủng hộ, nguyên một đám kích động không thôi. Một trưởng đánh bay võ đế, loại chiến đấu này đã ai thấy qua chứ? Ô lão càng như hóa đá, đầu óc không thể suy nghĩ được nữa, hắn cuối cùng đã hiểu rõ loại tự tin gần như mù quáng kia của hội trưởng đại nhân là từ đâu, thì ra là do mình kiến thức ngắn. Tình thế nghịch chuyển quá đột ngột, khiến tất cả mọi người thoáng cái khó có thể thích ứng được, thẳng đến khi Lưu Cảnh Sơn kêu rên lên mới nhao nhao phục hồi tinh thần lại. Ta không phải hoa mắt đấy chứ, thiếu niên này một trưởng đánh bay võ đế. Giả dối à, chẳng lẽ hai thương hội bọn họ liên thủ diễn kịch sao? Nhất định thiếu niên lát nữa sẽ xuất ra đan dược và trang bị để bán. Chậc chậc, có thể mời được võ đế đến biểu diễn, cái này phải phí hết bao nhiêu tiền chứ? Mọi người ở đây đều im im lặng lặng chờ đợi Lý Vân Tiêu lấy đan dược ra bán, lại thấy Lý Vân Tiêu từng bước đi tới chỗ thương hội Lôi Phong lạnh lùng nói. Vừa rồi Lê trưởng lão đã cho chúng ta một đề nghị rất tốt. Đến đây, tất cả mọi người quỳ thành một hàng, thẳng thắn thành khẩn tự mình sám hối, nói ra mọi việc hãm hại thương hội Tử Vân ra sao, một ít việc ác mà bản thân từng làm, không thể thiếu cái nào cả. Hai con người hắn dần dần hóa thành huyết nguyệt. Bắt đầu thi triển ra đồng thuật với người thương hội Lôi Phong. Bởi vì đưa lưng về phía những người còn lại, tất cả mọi người đều không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ khiếp sợ nhìn mọi người thương hội Lôi Phong nguyên một đám thành thành thật thật quỳ xuống, mà ngay cả Lưu Cảnh Sơn cũng ở trong đó, còn quỳ rất chỉnh tề nữa. Lưu Cảnh Sơn ngươi! Xa xa Lê trưởng lão đang trọng thương nuốt đan dược giận dữ nói. Vậy mà một chút cốt khí cũng không có sao. Lời Lưu Cảnh Sơn đáp lại lại khiến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, hắn hô lên. Cốt khí, ta đây không phải là không có cốt khí, mà là biết sai liền sửa, vậy mới có thể tiến bộ. Lê trưởng lão, người cũng không nên gian ngoan mất linh R nữa, chúng ta hảo hảo ở đây quỳ thành một hàng, tranh thủ cầu thương hội Tử Vân tha thứ, cầu một được xử lý khoan dung, có thể lần nữa có cơ hội làm người thì tốt hơn đấy. Phốc, Lê trưởng lão vừa mới uống đại lượng đan dược. Thương thế thoáng chuyển biến tốt đẹp lại lần nữa tức đến mức phun ra một búng máu, nội thương liền thêm nặng. Không tệ không tệ, biểu hiện của Lưu hội trưởng rất tốt, có thể đạt được cơ hội xử lý khoan dung. Lý Vân Tiêu híp mắt cười nói. Hiện giờ, người mau nói ra mọi việc xấu xa mà mình đã làm đi, chỉ cần có thể được mọi người bỏ qua, thương hội Tử Vân chúng ta cũng sẽ không làm khó người đâu. Đúng, đúng, cảm ơn mọi người khoan hồng độ lượng. Lưu Cảnh Sơn vẻ mặt hối cải, bắt đầu khóc giống nước mặt giàn giụa kể lại việc xấu của mình, đám võ giả quỳ bên cạnh cũng thỉnh thoảng bổ sung vài câu, tranh nhau sám hối. Cảnh tượng này tuy rằng lộ ra thập phần buồn cười, khiến mọi người phải thầm cười trộm, nhưng lọt vào mắt các thế lực lớn lại tràn đầy vẻ ngưng trọng. Thương hội Lôi Phong, vô luận là từ phương diện nào cũng đều đè ép thương hội Tử Vân gắt gao, huống chi còn có thuật luyện sư bát giai như Ti Đức Viễn tương trợ. Càng có võ đế ẩn núp trong đó, quyết không thể nào thất thủ được. Nhưng không ngờ trong tình cảnh tất thắng như vậy vậy mà lại thua, hơn nữa còn thua thương tích đầy mình, triệt để tan tác. Lực lượng mà thương hội Tử Vân bày ra khiến tất cả mọi người đều cực kỳ khiếp sợ, đặc biệt là thiếu niên trước mắt này, một trưởng đánh thương võ đế, như vậy bản thân hắn nhất định cũng là cường giả võ đế. Ban đầu tất cả mọi người đều có chút hả hê nhìn bọn người Lưu Cảnh Sơn sám hối. Nhưng nghe đến sau, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Cái gì, chúng độc quy mô lớn lần trước dĩ nhiên là do các ngươi hạ thủ, mục đích là vì bán ra giải độc đan sao? Không thể tưởng được chuyện dâm ô nam đồng dĩ nhiên là thật, khó trách thành nội kinh thường nghe nói có tiểu nam hài mất tích, đáng chết a. Nói bậy, một bên nói bậy nói bạ, vậy mà Vu Hãm Kim Tiền Bang ta có cấu kết với các ngươi, Lưu Cảnh Sơn, ta trước giờ không quen biết ngươi a. Trừ đi một ít chuyện xấu xa, Lưu Cảnh Sơn càng nói ra chuyện tất cả các đại thương hội âm thầm lục đục với nhau, kéo bè kết phái, trong lúc nhất thời không ít người các đại thương hội đều thay đổi sắc mặt, nhao nhao đứng ra giận dữ mắng mỏ. Giết hắn đi, mau giết hắn, miệng đầy nói bậy. Một lão giả đứng dậy, hướng Giang Thiên Dung nói. Thiên Dung hội trưởng, người này một bên nói bậy nói bạ loạn ngữ, chửi bới mọi người, quả thực tội không thể tha thứ, quyết không thể tha được. Giang Thiên Dung lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người này, lạnh giọng nói. Thì ra lần trước cướp đi nguồn cung cấp của chúng ta, dĩ nhiên là các ngươi âm thầm ra tay,
Lão thất phu, đợi tính xong sổ sách với thương hội Lôi Phong sẽ lại tới tính toán với ngươi. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói. Cẩn Huyên, lấy sổ sách ra ghi chép, phàm là hành vi tranh giành với chúng ta hoặc là thương hội Thiên Nguyên, cùng với một ít thương hội bằng hữu đều ghi chép lại hết. Chờ sau khi bọn hắn sám hối xong, chúng ta lại đến từng nhà thẩm tra đối chiếu. Cẩn Huyên cười một tiếng, lộ ra một loại vũ mị động lòng người nói không nên lời. Nữ nhân chỉ có ở trước mặt nam tử mình yêu thích mới có thể biểu hiện ra vẻ xinh đẹp nhất của bản thân. Lời này vừa ra, lập tức có không ít hội trưởng thương hội đều biến sắc, toàn thân trở nên run rẩy. Tranh đấu giữa thương hội cực kỳ gay gắt, cho tới bây giờ cũng chưa từng dừng lại, kéo bè kết phái, âm thầm ra tay cũng là chuyện thuốc tinh, tranh giành đối với thương hội Thiên Nguyên, công kích thương hội phụ thuộc cũng chỉ là chuyện thường ngày. Giờ lại bị Lưu Cảnh Sơn nói ra toàn bộ. Mọi người thương hội khác nghe được đều cau mày, thầm than. Ngay lúc Lưu Cảnh Sơn khóc giống lên án, đột nhiên xa xa truyền đến tiếng bánh xe ngựa ọt 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 ọt. Tất cả mọi người quay đầu đi, lập tức có người kinh hô lên, nói. Là xe ngựa của thành chủ đã đến. Lập tức có người tránh ra một lối ra, để cỗ xe ngựa đẹp đẽ quý giá kia chạy trên đường, đi tới trước cửa thương hội Lôi Phong. Tất cả mọi người đều nín hơi. Biết rõ chuyện lần này lớn rồi, không chỉ võ đế bị thương, thương hội Lôi Phong triệt để mất mặt, hơn nữa còn liên quan đến cái chết của thuật luyện sư Bát Giai, nếu như xử lý không tốt, hóa thần hải phái người đến đây điều tra, thân là thành chủ cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Xe ngựa chạy nhanh đến trước mặt Lưu Cảnh Sơn mới ngừng lại, phía sau đi theo hơn 10 hộ vệ tỷ nữ, tư thế 10 phần. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong xe truyền đến thanh âm nghiêm khắc nói. Ti Đức Viễn đại nhân đâu, ta nghe nói cũng bị bắt tới sao? Là thanh âm của thành chủ. Có người thấp giọng kinh hô lên. Lưu Cảnh Sơn đối với thành chủ đến làm như không thấy, vẫn đang tiếp tục đau đớn sám hối, tựa hồ như sám hối đến nghiện rồi. Lê trưởng lão cả kinh, vội giãy giụa tiến lên, kêu lên. Thành chủ đại nhân minh giám, ngài phải làm chủ cho thương hội Lôi Phong chúng ta a. Hắn sợ thương hội Tử Vân vượt lên trước. Bởi vậy vội vàng nói. Thương hội Tử Vân dẫn người nháo sự, không chỉ đả thương nhiều người thương hội Lôi Phong ta, mà càng hại chết ta Ti Đức Viễn đại sư. Cái gì, ngươi nói cái gì? Trong xe ngựa truyền đến một tiếng tức giận, ngay sau đó một đạo nhân ảnh bắn ra, liền thấy được một gã nam tử trực tiếp nhấc Lê trưởng lão lên, giận dữ hét. Ngươi nói cái gì, Ti Đức Viễn đại sư chết rồi sao? Lê trưởng lão bị khí thế đối phương trực tiếp chấn nhập vào cơ thể nội. Thân hình vốn đã trọng thương lập tức bị áp lực cực kỳ khó chịu, hoàn toàn nói không ra lời, chỉ có thể dùng ngón tay chỉ xe chở tù đã bị hủy ở xa xa, cùng với thi thể bên trong. Nam tử trực tiếp ném bay Lê trưởng lão, lập tức liền đi đến cạnh thi thể kia, lập tức xác nhận đích thật là Ti Đức Viễn. Giận, đáng giận a, ai, là ai làm hả? Nam tử đúng là thành chủ Liêu Dương Băng, vốn cho rằng đây chỉ là một lần tranh đấu thương hội lớn một chút thôi. Hắn cũng là nghe nói Ti Đức Viễn bị quấn vào trong, lúc này mới chạy đến xem, không thể tưởng được thoáng cái đã thấy thi thể Ti Đức Viễn rồi. Há lúc này giống như một tòa núi lửa sắp bộc phát, liên tục gào thét, sát khí bức nhân, ánh mắt của hắn đảo qua trên người mọi người, lạnh giọng nói. Là ai, rốt cuộc là người phương nào gây nên? Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, võ đế tứ tinh, đích thật là một phương hào cường. Hắn cười lành lạnh nói. Ti Đức Viễn đại sư vì sao bỏ mình, ngàn vạn người đều tận mắt nhìn thấy, thành chủ đại nhân tùy tiện tìm một người hỏi chút là được thôi mà. Ân, đại sư rốt cuộc chết như thế nào? Khí thế trên người Liêu Dương Băng tràn ra, lập tức khiến người không rét mà run, tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, rốt cuộc có người nhìn không được nói. Là Lưu Cảnh Sơn một trưởng đánh chết. Cái gì? Liêu Dương Băng cả kinh, trực tiếp thuấn di đến trước người Lưu Cảnh Sơn. Giận dữ muốn chụp xuống một trưởng lực kia chụp đến một nửa, đột nhiên ngừng lại, lạnh lùng mà hỏi. Đại sư thật là do ngươi giết sao? Ô ô, là ta giết, ta nghiệp chướng nặng nề, chết chưa hết tội. Lưu Cảnh Sơn khóc giống, vẻ mặt bi phẫn, khóc kêu trời kêu đất, thê thảm đến cực điểm. Đáng chết! Lưu Dương Băng giận dữ, không còn hoài nghi nữa, trực tiếp đá ra một cước, oanh một tiếng đá cho hắn dính vào tường, ngất đi. Lấy cơn giận của hắn, không bầm thây vạn đoạn đối phương thì không thể nguôi được, nhưng hiện giờ có thể hóa thần hải sẽ phái người đến điều tra, trước hết cứ lưu lại hắn một mạng để ứng phó với hóa thần hải đã.
đại nhân, Ty Đức Viễn đại sư tuy rằng là do Lưu Cảnh Sơn giết chết, nhưng là bị người thương hội tử vấp hãm hại a. Lê trưởng lão kinh hãi, chịu đựng đau xót giấy rụa tiến lên, hiện giờ Lưu Dương Băng đã trở thành cứu tinh duy nhất của thương hội Lôi Phong bọn hắn rồi, nhất định phải nắm chặt mới được. Ngươi lại là người phương nào? Lưu Dương Băng cũng nhìn ra tu vị võ đế của Lê trưởng lão, trong lòng cũng thầm giật mình, nơi đây cũng không phát hiện ra cường giả có thể đánh thương võ đế a. Lý Vân Tiêu mở miệng nói. Hắn là trưởng lão thương hội Lôi Phong, cũng là đồng lõa hại chết Ty Đức Viễn đại sư. Thành chủ đại nhân có thể hỏi đám người sám hối này là biết. Ánh mắt của hắn quét về phía đám võ giả đang quỳ xuống đất kia, lập tức có một gã võ giả vội mở miệng nói. Chỉ có điều hắn chỉ nói sơ qua việc Lý Vân Tiêu nhốt Ty Đức Viễn vào xe tù, trọng điểm nói đến âm mưu thủ đoạn của thương hội Lôi Phong, việc xấu của Ty Đức Viễn, sau đó là Lưu Cảnh Sơn và Lê trưởng lão cùng nhau giết người diệt khẩu, mà người thương hội Tử Vân lại không kịp cứu viện, bởi vậy mới khiến Ty Đức Viễn bỏ mạng. Thương hội Lôi Phong đáng chết, khinh người quá đáng, chết không có gì đáng tiếc. Lưu Dương Băng dưới cơn tức giận trực tiếp đá ra một cước, phanh một tiếng trực tiếp đá nát đan điền Lê trưởng lão, triệt để đánh chết hắn. Lê trưởng lão đáng thương cho rằng cứu tinh đã đến, không nghĩ tới lại là sát tinh, cứ như vậy uổng mạng. Lưu Dương Băng sau một cước đột nhiên trong lòng thầm kêu không tốt, tựa hồ có chút không ổn, nhưng người đã chết không thể chết thêm được nữa, đã hết cách xoay chuyển rồi. Hắn cuối cùng cũng cảm thấy trong đó có gì đó không đúng, tựa hồ không nên đơn giản như vậy mới đúng. Ba, ba, ba. Lý Vân Tiêu vỗ tay, cười to nói. Tốt, giết tốt lắm, thành chủ đại nhân phạt ác dương thiện, thật đại khoái nhân tâm a. Mọi người thương hội Tử Vân cũng dần vỗ tay theo, nguyên một đám lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, trên mặt mỗi người đều tràn đầy dáng cười. Mặt Lưu Dương Băng dần đen lại, chỉ cảm thấy trong lời người vừa rồi có rất nhiều điểm đáng ngờ, hiện giờ cẩn thận nghĩ lại, hoàn toàn là trăm ngàn chỗ hở. Ví dụ như bọn hắn vì sao lại quỳ ở đây sám hối, Ty Đức Viễn đại sư sao lại chọc giận Lưu Cảnh Sơn. Tất cả đều không được rõ ràng. Hắn cũng không phải là kẻ ngu dốt, thoáng cái đã biến mình trúng quỷ kế người khác. Giết Lê trưởng lão là việc nhỏ, chỉ sợ chọc giận thương hội Lôi Phong ở sau lưng hắn, một khi truy trách thì chút thực lực ấy của mình quả thật cũng chẳng là gì cả. Nhưng hiện giờ trước mặt ngàn vạn ngươi, hắn cũng không thể lộ vẻ trúng kế và hối hận được. Nếu không mặt mũi và tôn nghiêm để vào đâu nữa. Nhìn chung việc này, theo thế cục hiện giờ mà xem, tất nhiên là thương hội Tử Vân giở trò chủ tính. Nhưng hiện giờ thế cục đã không cách nào thay đổi, như vậy gán cho thương hội Lôi Phong tội danh hại chết Ty Đức Viễn rồi, như vậy đối với Hóa Thần Hải và tổng bộ thương hội Lôi Phong cũng đều là một cái công đạo. Ánh mắt Lưu Dương Băng tràn đầy sát ý trừng Lý Vân Tiêu, lúc này mới chậm rãi nói. Tuy rằng ác nhân sát hại Ty Đức Viễn đại sư đã đền tội, nhưng đây chỉ là thay đại sư báo thù thôi. Chuyện hôm nay ta thấy chưa hẳn đã đơn giản như vậy, ta nhất định sẽ triệt để điều tra rõ ràng, chư vị đều lăn lộn ở Trấn Hải Thiên, kính xin hoặc nhiều hoặc ít cấp cho Lưu Mỗ ta một chút mặt mũi, sau này tận lực khống chế hành vi của mình thì hơn. Nhất định nhất định. Chúng hội trưởng thương hội đều liên tục gật đầu, Lưu Dương Băng chính là đệ nhất cao thủ Trấn Hải Thiên, ai dám không cho hắn mặt mũi chứ? Lưu Dương Băng lúc này mới nói. Chư vị đều tán đi, hội trưởng các đại thương hội ngày mai tới chỗ ta một chuyến, nói rõ ràng chân tướng chuyện hôm nay. Hơn nữa, Lưu Mỗ còn có chuyện khác muốn thương lượng với chư vị nữa. Lưu Dương Băng đã nhận ra chuyện hôm nay là một cái vòng rất lớn, lại ở thêm có lẽ sẽ có thêm sự cố, hắn hiện giờ cần làm chính là trước tiên hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện, không thể lại bị người dắt mũi đi được. Sau khi hét một tiếng hắn liền trực tiếp ngồi lên xe ngựa hoa Mỹ kia rời đi, hắn cũng không đợi mọi người trả lời là có đồng ý hay không, hoặc là mọi người có rảnh không. Nhưng không ai dám không rảnh cả, không rảnh cơ bản chính là chờ chết. Cho dù hắn không ra mặt, nhưng vụng trộm cũng có thể đùa chết ngươi rồi. Mà Lưu Cảnh Sơn cũng bị người của hắn trực tiếp mang đi, đây chính người phải bàn giao cho Hóa Thần Hải, không thể chết được. Đợi sau khi Lưu Dương Băng rời đi, Lý Vân Tiêu mới nói. Thành chủ đại nhân quả nhiên cao thượng, vừa xuất hiện đã khiến đầu sỏ tội ác đền tội, khiến thương hội Lôi Phong tan rã. Lần này trong hoạt động đã kích thương hội bất lương, thương hội Tử Vân có công đầu, ta đề nghị thị trường của thương hội Lôi Phong ở Trấn Hải Thiên sẽ do thương hội Tử Vân tới tiếp quản, mọi người có ý kiến gì không? Cái gì? Lần này lập tức nổ tung rồi,
Ngoại trừ thương hội bên phe phái thương hội Thiên Nguyên ra, tất cả đều nhao nhao lắc đầu, tiếng kháng nghị vang lên liên tục, mỗi người đều phản đối. Mọi người phản ứng kịch liệt như thế khiến Lý Vân Tiêu cũng có chút ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ tới. Cẩn Huyên nhẹ nhàng truyền âm nói. Thương nhân yêu tiền, thị trường chính là tánh mạng bọn hắn. Tuy rằng ngươi dùng thủ đoạn trấn nhiếp mọi người, nhưng muốn độc chiếm số định mức của thương hội Lôi Phong, sợ rằng không dễ dàng vậy đâu. Hội trưởng thương hội Kim Tiễn lạnh lùng nói. Thương hội Lôi Phong rời khỏi, khối bánh ngọt cực lớn lưu lại này, chỉ dựa vào thương hội Tử Vân sợ rằng nuốt không trôi đâu. Có câu tục ngữ gọi là lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi, không sợ khiến mình no bể bụng sao. Lý Vân Tiêu khẽ nói. Ăn không hết thì có thể phân cho bằng hữu ăn, nhưng chúng ta vất vả đuổi đi hổ lang, để người không phải bằng hữu đến kiếm một chén canh, cái này cũng không còn lời nào để nói nữa rồi. Ha ha, các ngươi đuổi đi hổ lang. Hội trưởng thương hội Kim Tiễn cười lạnh nói. Nếu không phải mọi người đồng tâm hiệp lực đứng bên phía các ngươi, thương hội Lôi Phong có thể khuất phục sao? Huống hồ nếu một nhà các ngươi nuốt vào, hừ hừ, sợ rằng chúng ta phải cùng nhau chống lại thương hội Tử Vân các ngươi. Cùng nhau cô lập các ngươi ra ngoài, trở thành đứa trẻ bơ vơ không có bạn chơi cùng rồi. À, ghê gớm vậy sao? Lý Vân Tiêu du du lạnh lùng nói. Đã như vậy, vậy thì cũng đừng chơi cùng nhau nữa. Ngày mai ta sẽ bắt đầu phái người tiếp nhận sạp hàng thương hội Lôi Vong. Đứa trẻ nào không vui thì có thể đứng ra nói chuyện, ta không ngại cũng thu luôn địa bàn của các ngươi đâu. Cùng lắm thì thương hội Tử Vân ta vất vả một chút. Một người ăn hết toàn bộ sinh ý ở trấn Hải Thiên, ta thật sự không tin ta sẽ bị ăn no bể bụng đâu. Hừ, cuồng vọng. Hội trưởng thương hội Kim Tiễn cười lạnh nói. Cho rằng mình là võ đế đã vô địch thiên hạ rồi sao? Trong thất đại thương hội nhà nào mà không có đại lượng cường giả võ đế tọa trấn, nếu ngươi làm càn quá mức, khó bảo toàn bên trên sẽ không phái người tới thu thập cục diện, đến lúc đó thương hội Tử Vân các ngươi sẽ không có gì tốt lành đâu. Xem thử ai sợ ai. Thương hội Tử Vân ở trong thương minh dù sao cũng chỉ thuộc hạng thường thôi. Hắn vừa nói ra lập tức khiến mọi người cộng minh, nhao nhao lên tiếng ủng hộ, một bộ thể sống chết không lùi. Cẩn Huyên cũng vụng trộm truyền âm nói. Vân Thiếu, việc này tạm thời gác lại đã, có thể đánh ngã thương hội Lôi Phong đã là kinh hỉ ngoài ý muốn rồi, khối thị trường này quá lớn, dùng lực lượng thương hội Tử Vân rất khó một mình nuốt vào được. Lý Vân Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ. Mà chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hội trưởng thương hội Kim Tiễn, cười lạnh nói. Thương hội Kim Tiễn đúng không? Cẩn Huyên, vừa rồi TANG tội trạng mà Lưu Cảnh Sơn cung cấp có nói đến chuyện thương hội Kim Tiễn mưu hại chúng ta không? Có. Cẩn Huyên xuất ra cuốn sổ ghi chép vừa rồi thì thầm. Vào năm trước có một đám nội đan hải thu vừa thu mua được, sau khi trở ra ngoài trấn Hải Thiên liền bị người cướp đi, là thương hội Lôi Phong và thương hội Kim Tiễn liên thủ gây nên. Hội trưởng thương hội Kim Tiễn biến sắc, quả quyết bác bỏ nói. Tuyệt không việc này, đây là Lưu Cảnh Sơn một bên nói bậy nói bạ. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Có phải là một bên nói bậy nói bạ không, chờ ta phái người tới lục soát thương hội Kim Tiễn các ngươi thì tự nhiên sẽ biết rõ thôi mà. Cái gì, ngươi muốn lục soát thương hội Kim Tiễn sao? Hội trưởng thương hội Kim Tiễn nghe xong, lại càng hoảng sợ, cho rằng mình nghe lầm. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Không lục soát thì sao có thể chứng minh trong sạch của các ngươi được chứ? Võ giả thương hội Tử Vân nghe lệnh, hiện giờ liền tới chỗ thương hội Kim Tiễn đào sâu ba thước, tìm xem thử có nội đan kia không, thân là đám trẻ nhỏ cùng nhau chơi đùa, chúng ta có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ này, phải cấp cho thương hội Kim Tiễn một cái trong sạch mới được. Cái gì, bọn hắn thật sự muốn lục soát thương hội Kim Tiễn? Tiểu tử này điên rồi sao? Trời ạ! Đây là thế đạo gì thế này? Vừa diệt đi thương hội Lôi Phong, lại muốn động thủ với thương hội Kim Tiễn sao? Giả dối a, nhất định chủ là hù dọa người, ta không tin trên đời này lại có người to gan lớn mật như vậy. Trong tiếng nghi vấn không tin của mọi người ở đây, Lý Vân Tiêu mang theo người thương hội Tử Vân bắt đầu hạo hạo đáng đáng đi tới chỗ cửa hàng thương hội Kim Tiễn. Tiểu tử, ngươi dám? Hội trưởng thương hội Kim Tiễn rốt cục ý thức được đó cũng không phải là lời nói đùa. Lập tức đổ mồ hôi lạnh, vội vàng gọi người ngăn ở trước mặt đội ngũ, gào thét không thôi. Các ngươi dám can đảm bước vào thương hội Kim Tiễn một bước, tổng bộ nhất định sẽ phái cao thủ đến phấn thân toái cốt bọn ngươi ngay. Cút! Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhổ ra một chữ, theo tay vung lên, trường lực chấn tới,
lập tức đánh bay tên kia, khiến hắn biến mất không còn thấy bóng dáng ở phía chân trời. Tất cả mọi người hít một hơi lạnh, dĩ nhiên lại động thật. Bọn hắn đều không biết Lý Vân Tiêu, kể cả Cẩn Huyên cũng như thế, nếu không quyết sẽ không dám phản đối hắn ngầm chiếm địa bàn thương hội Lôi Phong. Lý Vân Tiêu là người nào? Là người mà ngay cả Thánh Vực và Hóa Thần Hải cũng không quan tâm, há lại quan tâm đến ý kiến và cách nhìn của những thương hội này chứ? Huống chi chỉ là một đám phân hội lâu la, trong mắt hắn căn bản chẳng có gì quan trọng cả. Dám giơ tay ra ngăn cản xe, vậy thì liền trực tiếp nghiền ép qua là được. Trong biểu lộ kinh ngạc đến ngây người của tất cả mọi người, người thương hội Tử Vân cứ vậy ở trước mắt bao người, triệt để cướp sạch thương hội Kim Tiễn. Mà ngay cả Cư An Nhiên của thương hội Thiên Nguyên cũng không nhìn được nữa rồi, nhiều lần lên tiếng ngăn lại, nhưng Lý Vân Tiêu cũng chỉ cười cười ha ha, không chút để ý đến. Rất nhanh, cả thương hội to như vậy đã bị cướp sạch không còn, mười mấy tên võ giả bị hắn một chiêu đánh ngã xuống đất không dậy nổi, có chút thực lực hơi mạnh hơn một chút cũng thấy rõ tình thế, nằm dạp trên mặt đất không dám đứng lên nữa. Rốt cục cũng có một vị hội trưởng thương hội thật sự không nhìn được nữa rồi, lòng đầy căm phẫn đứng dậy, nổi giận nói. Các ngươi dám làm ra chuyện tày đình vậy sao? Không phải là ỷ vào thực lực của mình không tầm thường sao? Nhưng thực lực có mạnh hơn nữa chẳng lẽ có thể thẳng được các thương hội liên thủ sao? Lý Vân Tiêu thương cảm nhìn hắn một cái, nói. Vì sao luôn có người thích cho rằng mình là thứ gì đó vậy nhỉ? Hắn nhíu mắt lại, cười hì hì hỏi. Lão nhân gia, ngài thuộc thương hội nào thế? Mong rằng hãy xưng tên ra đi. Tên hội trưởng thương hội kia biến sắc, vội vàng che miệng không dám lên tiếng nữa. Hừ! Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía, lạnh lùng nói. Phàm là vừa rồi bị Lưu Cảnh Sơn khai ra đã từng hạ thủ với thương hội Tử Vân, tình tiết nghiêm trọng thì bồi thường 2/3 thị trường, tình tiết bình thường thì bồi thường một nửa là được rồi. Nghiêm trọng hay không tự các ngươi phán đoán đi, nếu bồi thiếu đi, chúng ta sẽ tự mình đến cửa đấy, lấy bao nhiêu ta cũng không chắc đâu. Cái gì, đây không phải muốn giết chết mọi người sao? Rốt cục lần nữa dẫn tới công phẫn. Các loại thanh âm phản kháng liên tiếp, rất có hương vị trên dưới một lòng. Hừ, tiểu tử không khỏi quá mức cuồng vọng đi, lão phu cũng không nhìn được nữa rồi. Một giọng nói như lôi đình vang lên, ầm ầm truyền đến, như mây đen che đỉnh, cửu thiên đế khí chấn áp xuống, chấp áp khiến tất cả võ giả thương hội Tử Vân đều không cách nào nhúc nhích. Tiểu tử này có chút cổ quái, nếu triển bản huynh cũng xuất thủ, vậy thì ta cũng không thể ẩn nấp nữa rồi. Không cho hắn chút giáo huấn thì hắn thật sự không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu rồi. Lại một tiếng lạnh như băng vang lên, ngay sau đó một đạo nhân ảnh xẹt qua trên không trung, trực tiếp đáp xuống trên nóc nhà, hai tay ôm ngực mà đứng. Ha ha, Giang Sơn luôn xuất nhân tài, vậy hôm nay để cho ba gia hỏa chúng ta kiến thức thử hậu bối trẻ tuổi đi. Trên một nóc nhà khác, chẳng biết lúc nào đột nhiên nhiều ra một người, lười biếng nằm ở kia, giơ một bầu rượu tự uống tự vui. Thì ra là Nghi Quang huynh và Hướng Thần huynh, ngày bình thường cũng không trông thấy bóng dáng các ngươi, ta còn tưởng rằng đã ra biển lịch lãm rèn luyện rồi chứ. Đạo thanh âm lúc trước lần nữa vang lên, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lại mang theo vẻ vui sướng. Người uống rượu Hướng Thần kia cười to nói. Ha ha, mấy năm chưa từng gặp mặt, đợi sau khi xong chuyện này rồi, ba người chúng ta phải hảo hảo tụ tập, tỉ thí luận bàn với nhau mới được. Hừ, ngươi là một tên võ cuồng. Sợ rằng đã học được không ít thứ tốt ha. Nghi Quang chắp tay đứng trên nóc nhà sắc mặt lạnh như băng, nhưng trong mắt cũng dấy lên một tia chiến ý. Thanh âm triển bản truyền đến, nói. Ân, đích thật là cơ hội khó được, nhất định phải hảo hảo chiếu cố, trao đổi lĩnh ngộ võ đạo với nhau a. Tiểu tử này các ngươi ai đi giáo huấn hắn đây? Nghi Quang khẽ nói. Triển bản huynh đã xuất thủ, hai người chúng ta liền vui mừng quan sát. Cũng vừa hay kiến thức được phong thái của triển bản huynh, không biết đã tiến bộ tới trình độ nào rồi. Ha ha, ta thấy Nghi Quang huynh phải thất vọng rồi. Hướng Thần cười to nói. Dùng thực lực triển bản, đối phó thiếu niên này nào cần gì phong thái, còn không phải chỉ là chuyện lật tay sao. Sự xuất hiện của ba người lập tức khiến người thương hội bên dưới đại hỉ, nguyên một đám như xối cam lộ, tâm tình bị đè nén đều bị quét sạch. Ha ha. Là cường giả võ đế ẩn nấp trong thương hội a. Lão giả lúc trước chất vấn Lý Vân Tiêu cất tiếng cười to. Hiện giờ đã biết mình gây ra đại họa rồi chứ.
Ngay cả cường giả ẩn nấp cũng bị ngươi dẫn ra, ngươi đây là chơi với lửa có ngày chết cháy, tự gây nhiệt không thể sống a, ha ha. Tất cả mọi người thương hội đều lộ vẻ tươi cười, nguyên một đám chờ xem trò hay của thương hội Tử Vân, trên mặt lộ vẻ trào phúng lạnh như băng. Thanh âm triển bản truyền đến, nói. Người thiếu niên, thiên phú của ngươi cực cao, nhưng mọi thứ không thể quá tuyệt, nếu không sẽ rất dễ chết non đấy. Hiện giờ lập tức trả lại toàn bộ đồ cho thương hội Kim Tiễn, hơn nữa không được nháo sự nữa, lão phu có thể tha cho ngươi một lần. Lão giả thương hội kia cả kinh, vội vàng kêu lên. Đại nhân, không thể kẻ này tâm tư kín đáo, thực lực cao tuyệt, thủ đoạn ác độc, mong rằng đại nhân ra tay trấn áp hắn, để vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lý Vân Tiêu thương cảm nhìn lão già này, hướng phía bầu trời lạnh nhạt nói. Niệm tình ngươi còn có thiện niệm tha ta một mạng, ba người các ngươi rời đi đi. Tính, đám người đứng ngoài xem thoáng cái đều đột nhiên yên tĩnh lại, đều cảm thấy ngạc nhiên và im lặng bởi lời Lý Vân Tiêu nói. Ha ha! Người trẻ tuổi tâm tính rất cao đấy, đáng tiếc không biết trời cao biển rộng, hôm nay ta liền thay đại nhân nhà ngươi dạy ngươi một bài học, để ngươi biết được cái gì là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Nói xong, trên bầu trời mây đen hội tụ, thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một đạo quyền mang, đánh xuống chỗ Lý Vân Tiêu. Quyền mang như thiên thạch, sinh ra dị tượng khủng bố trên trời cao, tất cả mọi người cảm thấy phảng phất như tận thế đến. Nguyên một đám bị đè nén khiến hô hấp cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Cẩn Huyên ở một bên cũng biến sắc, lo lắng nhìn qua Lý Vân Tiêu, rất sợ hắn không ngăn nổi, trong mắt lộ vẻ ân cần nồng đậm. Lý Vân Tiêu nhìn qua ánh mắt của nàng, khẽ cười nói. Yên tâm đi, chẳng qua chỉ là ba tên võ đế đê giai mà thôi. Ánh mắt của hắn nhấc lên, không còn chút vui vẻ nào nữa, hóa thành một mảnh lăng lệ ác liệt, âm thanh lạnh lùng nói. Không biết trời cao biển rộng chính là ba người các ngươi đấy. Hắn khẽ điểm quyết, ba thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm hiển hiện trước người, Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng khu chỉ bắn ra, nói. Trảm yêu, long cong, một thanh trường kiếm hóa thành một đạo thanh mang, xông thẳng lên, như long dược tại uyên. Tinh diệt, lại là ngón trỏ bắn ra, chuôi kiếm thứ hai hóa thành một đạo hắc mang, phảng phất đêm tối vô tận, một ít quy về tĩnh mịch. Thần quang. Đệ tam chỉ bắn ra, thanh kiếm cuối cùng như tia nắng ban mai tảng sáng, nghênh đón luồng ánh sáng đầu tiên, mang đến cho người hy vọng và hướng tới vô cùng vô tận. Trong nháy mắt ngắn ngủi, ba kiếm chém ra, phân biệt bắn về phía ba gã cường giả võ đế, ba loại kiếm ý vô cùng vô tận nhộn nhạo trên không trung, phân chia cả bầu trời thành ba khu vực, tất cả bất tương dung. Trảm yêu chi kiếm lập tức liền phá vỡ quyền mang của võ đế kia, như phi long tại thiên, nhảy vào trong mây đen. Truyền đến tiếng long ngâm mơ hồ, đánh tan dị tượng trên bầu trời, thân ảnh một gã lão giả hiển hóa ra, trong lúc hoảng hốt vội rút ra bảo kiếm nghênh đón lấy. Phanh! Hắn dương kiếm nghênh đón, trường kiếm bị chấn đến run rẩy, phát ra tiếng rên rĩ, bản thân hắn cũng bị trùng kích kịch liệt, bị kiếm khí ép cho liên tục lui về sau, không khí bị đè ép trực tiếp bốc cháy lên. Hai người khác cũng không dễ chịu bao nhiêu, Nghi Quang và Hướng Thần dưới hai đạo kiếm khí đột nhiên ngất lịm. Lúc này mới phát hiện tình thế cực kỳ không đúng, nhao nhao ra tay nghênh đón, lại hoảng sợ phát hiện uy lực kiếm quyết này lại hơn xa thực lực bản thân. Phanh! Phanh! Hai tiếng buồn bực vang lên, phòng ngự của hai người bị trực tiếp đánh tan, sau khi để lại một vệt máu tươi trên trời cao liền bị chấn té rớt ở xa xa, không ngừng thổ huyết. Ba thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm sau khi chém ra, lập tức trở về tới, đứng ở trước mặt Lý Vân Tiêu, bị hắn điểm một cái lập tức đều trở lại cơ thể. Hắn thở dài nhớ tới, nói. Ai, không có cửu thiên đế khí, uy lực vẫn chưa được a. Quá trình này chẳng qua chỉ nháy mắt, tất cả mọi người đều ngốc trệ, thoáng cái hoàn toàn không kịp phản ứng. Ba người vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm, giờ một người bị đánh đi đâu không thấy, hai người còn lại đang nằm trên đất thổ huyết, tương phản cực lớn này khiến mọi người đều sững sốt, cả đám không thể phản ứng kịp. Cẩn Huyên và Ô Lão cũng triệt để ngốc trệ. Đây chính là ba gã võ đế a, vậy mà đồng thời ra tay, đánh bại ba gã võ đế, cái này. Thanh âm lạnh nhạt của Lý Vân Tiêu vang lên, nói. Hiện giờ các ngươi biết rõ trời cao bao nhiêu, biển rộng bao nhiêu rồi chứ? Sắc mặt Cẩn Huyên dần hồi phục lại, nhưng kinh hãi trong lòng trong thời gian ngắn căn bản không cách nào tiêu trừ. Tuy rằng nàng biết rõ Lý Vân Tiêu là đệ nhất nhân trong số nhân tài mới xuất hiện, nhưng không nghĩ đến lại khủng bố như vậy. Lúc ở thành Ly Hỏa,
Lúc ấy tông chủ Bắc Đẩu Tông Trương Lăng Hoa chẳng qua chỉ vừa mới đột phá đến võ đế, đã có thể đơn giản trấn nhiếp đánh bại hắn, lúc này mới qua bao lâu? Hắn lại có thể một lần đánh bại ba gã cường giả võ đế thành danh đã lâu. Nghe đồn thành chủ Thành Hồng Nguyệt Khương Sở Nhiên đã tự mình mở miệng, Lý Vân Tiêu mấy chục năm sau sẽ là đệ nhất nhân dưới phiến thiên không này, ban đầu Cẩn Huyên còn cảm thấy quá mức nói phét, hiện giờ đã hoàn toàn tin tưởng rồi. Một cổ hơi lạnh lan tràn, tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy nhiệt độ hạ thấp, toàn thân rét run, cả đám đều trở nên run rẩy. Đặc biệt là lão giả thương hội kia, hắn sợ tới mức trực tiếp quỳ xuống, bờ môi lạnh đến phát xanh phát tím. Một đạo quang mang từ phía trên không bắn xuống, rơi vào bên người Nghi Quang và Hướng Thần, chính là Triển Bản, vẻ mặt trắng bệch, hắn nhìn qua thương thế hai người, trầm trọng nói. Hai vị sao rồi? Hai người đều đã uống một ít đan dược, cảm giác tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng bớt đi tái nhợt. Hướng Thần khổ sở nói. Lần này thật là dẫm phải miếng sắt rồi, tiểu tử này rốt cuộc thực lực gì? Chẳng lẽ cố ý giảm thấp xuống tu vị, ngay cả ta và ngươi cũng không nhìn ra sao? Sắc mặt Nghi Quang cũng trắng bệch, có chút sợ hãi nói. Thực lực của hắn ít nhất đạt đến võ đế tam tinh đỉnh phong, nếu không không có khả năng lấy một địch ba, còn hời hợt như thế, tựa hồ căn bản không dốc hết toàn lực. Võ đế tam tinh đỉnh phong sao? Triển Bản xem như là người tốt nhất trong ba người, chẳng qua chỉ bị chút thương nhẹ thôi, hắn ngưng giọng nói. Nếu không ba người chúng ta liên thủ lại thử lần nữa đi. Sắc mặt Nghi Quang thoáng cái trở nên khó coi, nói. Theo tình hình bây giờ thì hắn không định giết chúng ta, nếu lại mạo phạm thì sẽ không tốt như vậy nữa đâu. Hắn hiển nhiên đã sợ rồi. Hướng Thần cũng lo lắng nói. Từ ba chiêu kiếm pháp kia mà xem, vậy mà ẩn chứa ba loại kiếm ý hoàn toàn bất đồng, mỗi một đạo đều khiến người sinh lòng sợ hãi. Tiểu tử này thật là đáng sợ, tuổi của hắn thật sự trẻ như vẻ ngoài sao. Cách nghĩ muốn thử một lần của Triển Bản cũng đã dập tắt, liên tục lắc đầu nói. Chẳng lẽ bố cục thương hội ở Trấn Hải Thiên cứ như vậy để hắn làm ẩu sao? Nghi Quang khổ sở nói. Không có thực lực thì gọi là làm ẩu, có thực lực thì không gọi là làm ẩu nữa, mà gọi là chỉnh đốn. Việc này ba người chúng ta đã vô lực, toàn bộ Trấn Hải Thiên người duy nhất có thể khắc chế hắn sợ rằng chỉ có thành chủ Liêu Dương Băng thôi. Ba người một hồi chán nản. Thấy Lý Vân Tiêu cũng không có ý làm khó bọn hắn, liền dìu nhau đứng lên, cũng không chào hỏi liền trực tiếp hóa thành một đạo quang mang biến mất tại chỗ. Lần này tất cả người thương hội đều lặng yên không lên tiếng, không còn ai dám phản đối đề nghị của Lý Vân Tiêu nữa. Lý Vân Tiêu chỉ tay về phía hội trưởng thương hội lúc trước nói. Vị lão nhân gia này nên về hưu bảo dưỡng tuổi thọ được rồi, thương hội của ngài cứ nhượng lại toàn bộ thị trường đi, người còn lại cứ theo ta nói lúc trước mà làm. Bản thiếu gia không rảnh tốn thời gian trên người đám con sâu cái kiến các ngươi đâu, lại để cho ta nghe được một tia thanh âm không hài hòa thì ta liền trực tiếp làm cỏ các ngươi luôn đấy. Lão giả lúc trước lập tức trở nên uể oải, hai chân mềm nhũn, như heo chết nằm dạp trên mặt đất, không còn chút khí lực nào nữa. Người còn lại cũng đều giận mà không dám nói gì, nguyên một đám cúi đầu rời đi. Rất nhanh, ngày đó liền có đại lượng tin tức từ Trấn Hải Thiên truyền ra ngoài. Đều là cái đại thương hội báo cáo tình huống lên trên, loại chuyện đột nhiên bị thốn tính thị trường này bọn hắn ai cũng không cam lòng cả, hơn nữa cũng không đảm đương nổi. Tất cả cảm xúc mặt trái đều tạm thời bị đè xuống, công việc của người thương hội Tử Vân bắt đầu trở nên bận rộn hơn, bắt tay vào tiếp nhận địa bàn các đại thương hội. Lý Vân Tiêu và đám người Cẩn Huyên thì trở về tổng bộ thương hội Tử Vân. Trong phòng khách, Cẩn Huyên bảo mọi người lui lại, chỉ để lại Lý Vân Tiêu. Hai người bèn nhìn nhau cười. Cẩn Huyên chân thành hữu lễ, gật đầu nói. Vân Thiếu lại cứu thương hội Tử Vân một lần, Cẩn Huyên vô cùng cảm ơn, thật sự không biết làm sao báo đáp. Lý Vân Tiêu cười nói. Cẩn Huyên ngươi có thể không khách sao vậy có được không? Không thể tưởng được có thể gặp ngươi ở Trấn Hải Thiên, quả nhiên là đúng dịp. Cẩn Huyên nở nụ cười, hai mắt tràn đầy lưu ba, tràn đầy điềm nhiên chi sắc, dịu dàng nói. Lần trước từ biệt, cho rằng sau nay xa xa không hẹn, không nghĩ đến mới hơn nửa năm lại có thể may mắn nhìn thấy Vân Thiếu. Hơn nữa hôm nay vừa gặp, Vân Thiếu đã từ một thiếu niên yên lặng trưởng thành đến trình độ khiến người phải nhìn lên. Vừa rồi thấy Vân Thiếu ra tay, tôn vinh tuổi trẻ đệ nhất nhân quả thật hoàn toàn xứng đáng. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Tôn vinh này là họa không phải phúc a,
được nói ra từ miệng Khương Sở Nhiên, thiên hạ không biết bao nhiêu người sẽ tìm đến ta gây phiền toái. Khương Sở Nhiên nhìn qua là người trung thực, không thể tưởng được lại âm hiểm như vậy. Cẩn Huyên nhịn không được cười lên, cũng chỉ có người tiêu sái như hắn mới dám bình luận thế đại tông chủ như thế a. Khương thành chủ tuyệt không phải là người miệng lưỡi, lời hắn nói ra, hơn phân nửa là thật. Trận chiến với vương giả hải tộc tựa hồ mới xảy ra gần đây, thương thế trên người Vân Thiếu đã tốt rồi chứ. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ ân cần, tuyệt không phải chỉ khách sáo. Lý Vân Tiêu ôn hòa nói. Thương thế đã khỏi hẳn, chính là nhờ trận chiến ấy, thực lực của ta mới tăng lên không ít. Lần này tới Trấn Hải Thiên là vì Đông Hải Nguyệt Minh Châu, Cẩn Huyên có nghe qua vật ấy chưa? Đông Hải Nguyệt Minh Châu. Cẩn Huyên ngây ngốc một chút, lập tức nhớ ra gì đó nói. Nghe đồn Đông Hải có giao nhân nhất tộc, vào đêm trăng sáng sẽ rơi lệ với Nguyệt, nước mắt hóa thành chân châu, chính là vật ấy sao? Đúng vậy. Lý Vân Tiêu lấy ra một quả, nằm trong tay từ từ chiếu sáng, phát ra hào quang nhu hòa, mang đến cho người một loại xinh đẹp thông thấu thuần khiết. Chân châu thật xinh đẹp. Cẩn Huyên khen. Vật ấy ta cũng chỉ nghe qua, nếu Vân Thiếu đã cần, vậy ta liền sai người truyền lệnh xuống, thu mua với giá cao. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Vậy thì vất vả rồi. Cẩn Huyên cười nhạt một tiếng, ngón tay khẽ vuốt tóc mai, du du nói. Nếu không có Vân Thiếu hai lần ra tay, thương hội Tử Vân đã sớm không còn gì rồi. Đừng nói chỉ là chân châu, cho dù bảo Cẩn Huyên chắp tay tặng ra thương hội cũng chỉ là một câu thôi. Lời của nàng du du, mùi son phấn nhàn nhạt lan tỏa, bên ngoài vải mỏng đêm tối yên tĩnh, trăng sáng có chút sáng, một loại thẹn thùng ghi hiện trên mặt. Lý Vân Tiêu thiên tư thông minh, lại là người của hai thế giới, há có thể không rõ ý nàng, ngượng ngùng cười nói. Đã như vậy thì ta cũng không cảm ơn nữa. Trong mắt Cẩn Huyên hiện lên vẻ cô đơn, hoa rơi hữu ý, chỉ tiếc nước chảy vô tình, để hoa tự mình tổn thương. Nàng miễn cưỡng cười cười, nói. Vậy ta liền sai người đi an bài, trời đã vào đêm, Vân Thiếu cũng đi nghỉ sớm đi. Nàng cúi thấp đầu, bóng hình xinh đẹp lướt qua bên người Lý Vân Tiêu, lưu lại một tia dư hương, lan khắp trong không khí. Cẩn Huyên rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi mất thất nghỉ ngơi cho Lý Vân Tiêu, đồng thời cũng đáp ứng yêu cầu yêu cả Lý Vân Tiêu, dẫn Tiểu Hồng vào theo. Giang Thiên Dung cảm thấy rất không ổn, dù sao cô nam quả nữ, mà tuổi Tiểu Hồng lại quá nhỏ, sợ rằng nàng sẽ chịu thiệt. Cẩn Huyên nhìn ra lo lắng của nàng, bình tĩnh nói. Yên tâm đi, đừng nói chỉ một nha đầu đần, mà sợ rằng thiên tư quốc sắc ở trước mặt hắn, hắn cũng không động tâm đâu. Trên trán Cẩn Huyên, tựa hồ có một tia không thoải mái. Giang Thiên Dung lộ ra vẻ nghi hoặc ra, nói. Hội trưởng đại nhân tựa hồ cực kỳ hiểu rõ người này thì phải, không biết lai lịch người này là. Trong lòng nàng cũng hết sức tò mò về thân phận Lý Vân Tiêu. Cẩn Huyên nhìn nàng một cái, mới thở dài nói. Thiên hạ ai không biết hắn. Vài ngày trước, ở trong thành Hồng Nguyệt, một lần hành động đánh bại vương giả hải tộc, được thành chủ thành Hồng Nguyệt xưng là đệ nhất nhân trong lớp trẻ. A Lý Vân Tiêu. Giang Thiên Dung đột nhiên cả kinh, bất giác thất thố, vội vàng che miệng, trong mắt lọ vẻ khiếp sợ khó có thể che giấu. Cẩn Huyên nhẹ gật đầu, nói. Đúng là hắn. Giang Thiên Dung lập tức ngậm miệng lại, nghi kỵ trong lòng lập tức tiêu tán. Ba chữ kia đủ để nói rõ tất cả, mà nàng không thể tưởng được hội trưởng đại nhân khó có thể che giấu vậy mà lại có giao tình với nhân vật truyền kỳ như vậy. Cái này đối với tiền đồ phát triển tương lai của thương hội Tử Vân sợ rằng khó có thể hạn lượng. Nhưng chẳng biết tại sao, hội trưởng đại nhân dường như lại không được cao hứng, phản phất như lộ vẻ ưu sầu nhàn nhạt vậy. Đêm này nhất định không bình tĩnh, tất cả các thương hội đều trắng đêm khó ngủ, ngoại trừ báo cáo tin tức lên tổng bộ ra, cũng đều hợp thành nguyên một đám đoàn thể, bắt đầu thương nghị cách ứng đối. Mà phủ thành chủ cũng phái người đến, bắt đầu điều tra chân tướng sự việc. Toàn bộ Trấn Hải Thiên đều đèn đuốc sáng trưng. Lý Vân Tiêu cũng không nhập định tu luyện, mà hai mắt hóa thành huyết nguyệt, bắt đầu dò xét trên người Tiểu Hồng, sau nửa canh giờ, mới dần dần dừng lại. Nhìn ra được gì rồi sao? Thanh âm yêu long truyền đến. Ân, nhưng có thể xác định là cô gái nhỏ này không phải nhân loại, cụ thể là gì, ta thật sự không nhìn ra được, có một cổ lực lượng cản trở tinh thần lực của ta. Lý Vân Tiêu nâng cằm lên trầm tư nói. Mà khiến ta cảm thấy kỳ quái chính là cổ lực lượng này tựa hồ có chút quen thuộc.
Quen thuộc, Yêu Long kinh ngạc nói. Nếu đã quen, ngươi sao lại không nghĩ ra? Lý Vân Tiêu nói. Không phải là không nghĩ ra, chỉ là tương tự thôi, đến cùng là vật gì đây? Đột nhiên đồng tử hắn co lại, tựa hồ nhớ ra gì đó, sắc mặt đại biến. Hắn tự tay điểm một cái, giới thần bị bắn ra từ mi tâm, sau đó nâng lấy Tiểu Hồng vẫn còn trong mê ngủ thoáng cái bay vào trong. Thời gian trong giới thần bi là do hắn tùy tâm sở dục khống chế nên giờ vẫn là ban ngày, Lý Vân Tiêu tâm niệm vừa động, liền có một tảng đá phủ hiện tơi trước người hắn, hòn đá kia bộ dáng bình thường, lại khiến Lý Vân Tiêu sinh lòng kiêng kỵ, không dám xích tới quá gần nó. Nghê Thạch, thân ảnh Yêu Long hiển hóa ra, lộ ra vẻ kinh ngạc, cả kinh nói. Khí tức trên người cô nương này tương tự với Nghê Thạch sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không giống. Nhưng cũng mang đến cho ta cảm giác cực kỳ quái dị. Ngay sau khi Nghê Thạch xuất hiện, trạng thái vốn bình thường như hòn đá đột nhiên nổi lên biến hóa, xoáy lên trên không trung, chậm rãi biến lớn, thật giống như một cái bọt biển ngâm trong nước, dần kéo dài ra, giống như sống lại vậy, tuy rằng vẫn hình thái thể rắn, nhưng lại biến hóa liên tục không có hình dáng cố định. Hai người đều kinh hãi, vội vàng cảnh giác, mấu chốt là Nghê Thạch bị chữ Khả Nguyệt nói vô cùng kỳ diệu, khiến hắn không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Nghê Thạch sau khi bành trướng lên, bỗng nhiên giống như quái thú mở ra cái miệng rộng, đột nhiên khẽ hấp, lập tức trực tiếp nuốt Tiểu Hồng đang lơ lửng trên không trung vào trong bụng. Cái gì? Lý Vân Tiêu và Yêu Long đều chấn động. Lý Vân Tiêu đột nhiên chém tới một đạo kiếm quyết, quát. Nhổ ra. Oanh. Kiếm quyết trực tiếp bổ vào trên Nghê Thạch, bầu trời đều rung động lắc lư. Nhưng lại chỉ để lại bên mặt ngoài Nghê Thạch một vết cắt mờ. Hai người đều biến sắc, dùng thực lực của Lý Vân Tiêu ở trong giới thần bi, ít nhất cũng là trình độ võ đế cao giai, mặc dù là tùy ý chém, sợ rằng huyền khí cửu giai bình thường cũng phải rung động lắc lư ba phần, nhưng giờ chỉ để lại một chút vết mờ. Yêu Long ngưng giọng nói, tính chất Nghê Thạch này sợ rằng hơn xa trình độ lý giải của chúng ta, ngay cả ta còn sống qua vô số tuế nguyệt, cũng chưa từng nghe qua đồ vật bực này. Giờ phút này Nghê Thạch sau khi nuốt vào Tiểu Hồng, hình thái dần cố định lại, giống như một tượng người lớn, lẳng lặng hoành trên không trung, khí tức trên đó so với lúc trước đã có biến hóa cực lớn, ngoại trừ quái dị ra, còn tràn đầy lệ khí. Sắc mặt Lý Vân Tiêu khó coi đến cực điểm, kinh sợ nói. Tiểu Hồng bị nuốt, Nghê Thạch biến dạng, ta nên bàn giao thế nào với Cẩn Huyên và Khả Nguyệt đây? Hắn trầm tư một lát, rốt cục vươn tay khẽ điểm. Phượng Hoàng chân hỏa tựu lâm không đốt tốt, hỏa diễm phun ra nuốt vào lập tức bao lấy toàn bộ Nghê Thạch vào trong, dần thiêu đốt lấy. Đồng thời thần thức cường đại của hắn cũng lan qua, cẩn thận quan sát biến hóa Nghê Thạch, sợ bị thiêu hủy nguy hiểm đến tánh mạng Tiểu Hồng. Nhưng được một hồi, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, tầng ngoài Nghê Thạch quả thật có chút dấu vết bị đốt, nhưng cực mỏng, hơn nữa hắn phát hiện một chuyện khác thường. Đó chính là nhiệt độ mặt ngoài thạch đầu bị hỏa diễm thiêu đốt không những không tăng cao, ngược lại còn bắt đầu chậm rãi hạ thấp, càng ngày càng lạnh. Đến đằng sau, Phượng Hoàng chân hỏa vậy mà dần bị một cổ hàn khí ngăn trở, thậm chí không đốt tới được bản thể Nghê Thạch nữa, chỉ có thể ở bên ngoài hàn khí phun ra nuốt vào ngọn lửa. Cái này, hai người đều ngạc nhiên, Phượng Hoàng chân hỏa chính là vật thập giai a, trên căn bản không gì không thể đốt. Hàn khí có thể ngăn trở nó, trong thiên hạ căn bản chưa từng nghe qua. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trở nên ngưng trọng, thu hỏa diễm về, đồng thời gọi ra hồ lô tiểu kim cương, bảo nó tiến tới dùng tay chạm vào Nghê Thạch. Bàn tay cực lớn của hồ lô tiểu kim cương vừa hạ xuống, còn chưa đụng vào bản thể Nghê Thạch cánh tay đã cứng ngắc, trên cánh tay kết xuất một tầng vật chất màu sắc rực rỡ hơi mỏng, trong chốc lát đã trải rộng toàn thân nó. Cả người giống như bị đông cứng vậy, định dạng ở đằng kia không thể nhúc nhích chút nào. Vật chất màu sắc rực rỡ hơi mỏng kia tựa hồ là loại tồn tại băng thuộc tính cực kỳ lợi hại. Yêu Long trầm giọng nói. Thứ này hẳn là lực lượng bản thân Nghê Thạch, bị Phượng Hoàng hỏa diễm của ngươi thiêu đốt, cho nên tự động kích phát ra, trở thành một loại trạng thái bảo hộ bản thân. Giờ muốn cứu Tiểu Hồng ra lại càng thêm phiền toái. Hơn nữa tình huống hôm nay, Tiểu Hồng sống hay chết còn chưa biết được. Lý Vân Tiêu trầm mặc không nói, loại hiện tượng này hắn cũng chưa từng thấy qua, mở miệng nói. Tiểu Hồng vốn cũng không phải là nhân loại, hơn nữa có lẽ còn có liên quan nào đó đến Nghê Thạch, tính nguy hiểm có lẽ không lớn. Yêu Long khẽ nói. Ta cũng không lạc quan như ngươi đâu.
Người có nghĩ qua chưa, bản thể của tiểu nữ hài này không chừng chính là tài liệu mà Nghê Thạch Thích thôn phệ cũng nên. Một câu nói kia lập tức khiến sắc mặt Lý Vân Tiêu trở nên cực kỳ khó coi, nếu thật sự là thế vậy thì tiểu hồng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn cả giận nói. Miệng ngươi có thể nói lời dễ nghe chút không? Có tin ta cũng ném ngươi qua cho Nghê Thạch ăn không? Yêu Long lập tức câm miệng rồi, bởi vì hắn tin. Phanh! Đột nhiên một tiếng thanh thúy vang lên, miếng băng màu sắc rực rỡ trên người hồ lô tiểu kim cương vỡ tan, hóa thành ánh huỳnh quang đầy trời, sắc thái rực rỡ. Hồ lô tiểu kim cương như đã bị trọng thương, thân thể cực lớn ngã ngược về sau, trực tiếp rơi xuống từ trên không trung. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, ý niệm khẽ động, hồ lô tiểu kim cương kia lập tức bị truyền tống đến trước người hắn, thần trí của hắn dò xét vào, muốn hiểu rõ biến hóa trên thân thể tiểu kim cương. Cái gì? Hắn một mực đều bình tĩnh như thường rốt cục nhịn không được kinh kêu lên, trong hốc mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ở trên không trung lùi lại liền mấy bước, tựa hồ không thể tin được. Sao vậy? Yêu Long cũng kinh hãi, hắn rất ít khi thấy bộ dáng Lý Vân Tiêu thất thố như vậy. Sắc mặt Lý Vân Tiêu cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm vào thân hình hồ lô tiểu kim cương kia, tựa hồ rất khó tin những gì mình thấy. Yêu Long cũng phân ra một đạo thần thức dò xét tới, cả kinh nói. Chết rồi sao? Hồ lô tiểu kim cương giờ phút này không còn chút khí tức sinh mệnh nào cả, như một cỗ huyền khí im im lặng lặng lập trên không trung, biểu lộ chất phác. Trên trán Yêu Long cũng bắt đầu chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh, nói. Có thể ở trong giới thần bi vô thanh vô tức trực tiếp lấy mạng hồ lô tiểu kim cương như vậy, chẳng lẽ ngươi không chút phát giác sao? Sắc mặt Lý Vân Tiêu thay đổi, cắn răng nói. Hẳn là một sát na khi bị đóng băng đã chết rồi, hơn nữa không chỉ có thế. Thân thể của nó còn cường đại hơn cả huyền khí cửu giai bình thường, nhưng giờ phút này cũng bị phá hư hầu như không còn, biểu hiện thì không có gì, nhưng kết cấu của những tài liệu này đã hoàn toàn bị hủy hoại rồi. Trực tiếp phá hư từ kết cấu vạn vật sao? Yêu Long hoảng hốt, khiếp sợ tột đỉnh. Trong mắt của hắn toát ra một tia trầm thống, tuy rằng hồ lô tiểu kim cương chỉ số thông minh không cao, nhưng dù sao cũng là yêu thú, hơn nữa đã vào sống ra chết với bọn hắn lâu như vậy, bây giờ nói chết liền chết, khiến hắn có chút khó có thể tiếp nhận, trầm giọng nói. Có hy vọng cứu sống không? Hai hàng lông mày Lý Vân Tiêu cũng lộ ra một đạo yêu thương, nói. Thân hình ta có thể thay nó đúc lại, nhưng hồn phách thì sao? Yêu Long ngưng âm thanh nói. Nơi này là trong giới thần bi, quy tắc vạn vật đều do ngươi khống chế, cho dù chết rồi, hồn phách cũng vẫn ở trong phương thế giới này chứ. Lý Vân Tiêu có chút nhíu mày nói. Ta thử xem a. Hắn cũng vì chuyện mình để hồ lô tiểu kim cương đi mạo hiểm mà cảm thấy một tia áy náy, sắc mặt bắt đầu nghiêm nghị, một tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu yên lặng vận chuyển đại giới thần quyết. Siêu hồn khắp toàn bộ giới thần bi. Nhất niệm nghìn vạn dặm, nhất niệm mấy trăm năm. Thời không toàn bộ thế giới đều nằm dưới cảm giác của hắn, dù là Đoạn Việt đang ngoáy mũi, lực lượng lôi điện lưu chuyển trong cơ thể Huyền Lôi Kinh Vân Hống cũng đều nằm trong cảm giác của hắn, nhưng sắc mặt Lý Vân Tiêu lại ngày càng khó coi hơn. Sao hả, chẳng lẽ ngươi cũng không cảm giác được sao? Yêu Long kinh hãi không thôi. Lý Vân Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra, hóa thành huyết nguyệt. Nhìn về phía thân thể hồ lô tiểu kim cương đã chết, một cái thân thể nguyên vẹn bắt đầu phóng đại vô hạn trong mắt hắn, bị phân giải ra, các loại tình huống rất nhỏ lần lượt hiện ra. Một lúc sau, ánh mắt Lý Vân Tiêu thu về, chậm rãi nhắm mắt lại, hiển nhiên hồn lực đã hao tổn rất nhiều. Một hồi sau, hồn lực liền khôi phục đến đỉnh phong, lúc này mới mở mắt ra, nói. Tầng băng màu sắc rực rỡ kia tuy rằng đã triệt để phá hủy thân thể nó, nhưng lại tạo thành một đóa băng hoa hoa mỹ, vây khốn hồn phách hồ lô tiểu kim cương ở trong trái tim, cũng không tiêu vong. Yêu Long đại hỉ nói. Nói vậy là còn cứu được sao? Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Trên lý luận là thế, nhưng ngươi làm sao phá vỡ băng hoa kia, phóng xuất linh hồn ra? Hơn nữa trái tim mấu chốt nhất của nó cũng bảo tồn hoàn hảo, chỉ là bị triệt để đóng băng lại, phảng phất như thời gian ngưng lại vậy. Yêu Long thở dài. Ít nhất đây cũng xem như là may mắn trong bất hạnh rồi, giữ lại một mạng tại, chung quy cũng sẽ có cách thôi mà. Lý Vân Tiêu nói. Thật khó tin, hơn nữa bộ thân thể này đã bị trực tiếp phá hủy vạn vật kết cấu, dùng đặc tính chữa trị của hồ lô tiểu kim cương cũng không biết có thể khôi phục lại không, trừ phi nó có thể bước vào đế cảnh cửu giai,
dẫn động quy tắc chi lực, mới có thể tự mình chữa trị được. Hắn đau đầu nói. Hiện giờ tiểu hồng sinh tử không rõ, ta làm sao ăn nói với Cẩn Huyên đây? Hiện giờ Nghê Thạch lại phát sinh biến hóa lớn như thế, không biết Khả Nguyệt sẽ có biểu lộ gì nữa. Hắn nói xong, liền trực tiếp ra khỏi giới thần bi, trở lại trong mật thất. Giờ phút này trời đã tảng sáng, Lý Vân Tiêu trực tiếp ra khỏi mật thất. Chuyện thương hội còn chưa chấm dứt, tất nhiên sẽ có một ít biến cố. Hắn định sau khi ổn định tất cả sẽ rời đi Trấn Hải Thiên, trước khi địa lão thiên hoang mở ra đi tới Hóa Thần Hải một chuyến. Công tử, ngài ra rồi sao? Ngoài cửa có một nữ tỳ đang chờ đợi, thấy Lý Vân Tiêu đi ra, nàng lập tức đánh một đạo phù văn vào ngọc bội trong tay, truyền tin tức ra ngoài. Rất nhanh, bọn người Cẩn Huyên và Giang Thiên Dung nháy mắt đã đến, thân sắc trên mặt cực kỳ vui vẻ, cười nói. Đã chờ Vân Thiếu từ lâu. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ân, ta theo Cẩn Huyên đi phủ thành chủ một chuyến, những thế lực thương hội kia có lẽ sẽ tập trung phản công cũng nên. Cẩn Huyên kinh ngạc nhìn vào mật thất, nói. Tiểu Hồng đâu rồi? Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ xấu hổ, đây là vấn đề không thể tránh được, may là hắn đã sớm nghĩ kỹ nên trả lời thế nào rồi, hắn nói. Nàng hiện giờ ở vào một loại trạng thái hết sức kỳ quái, mặc dù biểu hiện như đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng trên thực tế vẫn còn. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không rõ là ý gì. Giang Thiên Dung lộ ra vẻ lo lắng, nói. Nàng bây giờ có an toàn không? Lý Vân Tiêu trầm mặc thoáng một phát, vẫn ăn ngay nói thật nói. Ta cũng không biết. Cái này. Giang Thiên Dung vội vàng đi vào trong mật thất, nhưng lại không phát hiện bóng người, sắc mặt liền biến thành xám trắng. Tiểu Hồng là nàng mang về, tuy rằng vụng về một chút, nhưng rất đáng yêu, đối với nàng giống như là thân muội muội vậy, hiện giờ xem ra là lành ít dữ nhiều rồi. Mặc dù đã biết thân phận Lý Vân Tiêu, nhưng Giang Thiên Dung vẫn không nén được lửa giận trong lòng, cắn răng nói. Xin hỏi Vân Thiếu, Tiểu Hồng nàng có chỗ nào không bình thường, lại có thể khiến Vân Thiếu ngươi tự mình ra tay điều tra, hiện giờ còn không rõ sống chết nữa. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ vẻ xấu hổ, nói. Thật có lỗi, là ta sơ sót, nhưng ta sẽ tận hết khả năng cứu cô gái nhỏ kia về. Giang Thiên Dung ngơ ngác một chút, liền im lặng không nói nữa. Nàng cũng chỉ là quá quan tâm nên mới ra mặt chống đối Lý Vân Tiêu như vậy, nếu là vào lúc bình thường tất nhiên không dám thế, không thể tưởng được đối phương vậy mà lại xin lỗi mình, ngược lại khiến nàng cảm thấy khá lúng túng. Trong vô số dân cư tại thiên võ giới, những cường giả siêu cấp kia động một chút liền tàn sát hàng loạt dân trong thành, diệt tộc, mỗi lần ra tay đều khiến thiên thiên vạn vạn phàm nhân bỏ mạng, coi phàm nhân như con sâu cái kiến, cọng rơm cái rác, những lời này tuyệt không khoa trương. Tiểu Hồng tuy rằng là do nàng thu dưỡng, nhưng cũng chỉ là một tiểu cô nương bình thường, chỉ số thông minh ngốc nghếch kia có lẽ ngay cả bình thường cũng không đúng, phàm nhân như vậy dù có chết hơn trăm triệu vạn, cũng sẽ không khiến một gã cường giả siêu cấp nhíu mày một chút nào, nhưng lúc này lại khiến Lý Vân Tiêu cảm thấy áy náy, còn thấp giọng nói xin lỗi, ngược lại khiến trong lòng Giang Thiên Dung có chút thấp thỏm lo âu. Cẩn Huyên nói, việc đã đến nước này, trách cứ vô dụng. Huống hồ ta tin tưởng Vân Thiếu tuyệt không phải cố tình, nhất định sẽ tận lực cứu vãn mà. Tuy rằng nàng không biết nội tình, nhưng đối với Lý Vân Tiêu nàng luôn luôn tin tưởng vô điều kiện, nàng nói. Giờ cũng không còn sớm nữa, ta sợ bên phía Liêu Dương Băng đã không còn kiên nhẫn nữ rồi. Cỗ xe của Thương hội Tử Vân đã sớm chuẩn bị tốt, một đám người hạo hạo đáng đáng đi về phía phủ thành chủ. Trên đường có rất ít người, rất nhiều cửa hàng đều ở trạng thái đóng cửa. Thỉnh thoảng còn có người rình coi cỗ xe của Thương hội Tử Vân, trao đổi tin tức với nhau. Tất cả cái này tự nhiên không thể gạt được thần thức của Lý Vân Tiêu, bất quá toàn bộ Trấn Hải Thiên cũng không có cường giả gì cả, hắn cũng không cần kiêng kỵ gì. Cho dù Thương Minh thật sự phái cường giả hàng lâm, chỉ cần không phải võ đế cao giai, căn bản không thể làm gì được hắn cả. Mọi người rất nhanh đã tới phủ thành chủ, bên ngoài đã sớm đỗ không ít xe ngựa, xem ra những người kia đã tới từ rất sớm rồi. Chư vị yên tâm, chuyện ta đã rõ ràng, tuyệt đối sẽ không để Thương hội Tử Vân kia làm ẩu, tuy rằng ta không phải người Thương Minh các ngươi, nhưng là chủ nhân Trấn Hải Thiên, tuyệt đối sẽ không để hành vi phá hư mậu dịch của Trấn Hải Thiên xảy ra đâu. Trong phủ thành chủ, trên thủ tọa, Liêu Dương Băng sắc mặt lăng lệ, khẽ nói. Con người ta rất không cho phép có chuyện lục đục với nhau, lần này ngay cả Ti Đức Viễn Đại Sư cũng hàm oan mà chết,
Thương hội Lôi Phong, mặc dù có tội, nhưng cũng không đến mức phải bị xóa tên. Đúng vậy, đầu sỏ tất cả mọi chuyện đều là Thương hội Tử Vân cả. Một gã lão giả ngồi trên xe lăn, tràn ngập phẫn nộ tố cáo lấy, đúng là hội trưởng Thương hội Kim Tiễn bị Lý Vân Tiêu một trưởng đập bay lúc trước, nhìn bộ dáng của hắn thì dường như đã bị trọng thương rồi. Hội trưởng Thương hội Thiên Nguyên Cư An Nhiên cười lạnh nói. Chuyện Thương hội Tử Vân ta cũng cảm thấy có chút không ổn, nhưng muốn nói đầu sỏ gây nên, trong lòng mọi người hẳn đều rõ ràng. Hừ, hiện giờ Thương hội Lôi Phong đã hóa toàn bị xóa tên hỏi Trấn Hải Thiên, tất cả nhân quả đều là do các ngươi hồ ngôn loạn ngữ, có ai tin tưởng chứ? Hội trưởng Thương hội Kim Tiễn lạnh lùng khẽ nói, bộ dạng như ước gì Thương hội Tử Vân chết không có chỗ chôn vậy. Đúng vậy. Có ai tin tưởng chúng ta không tin? Tất cả mọi người đều bắt đầu ầm ĩ, tuy rằng hôm qua đều tận mắt nhìn thấy, nhưng Thương hội Tử Vân đã chọc khiến nhiều người tức giận, bởi vậy nên tất cả mọi người đều cực kỳ ăn ý nói hùa theo với nhau. Cư An Nhiên vẻ mặt sầu lo, cũng biết Thương hội Tử Vân lần này làm quá mức, chuyện hôm qua ngay cả hắn cũng tự mình tới nói chuyện, nhưng Cẩn Huyên kia lại ngoảnh mặt làm ngơ, hiện giờ không cẩn thận sẽ rước lấy tai họa ngập đầu mất. Một gã nam tử ngồi ở phía trên cười nhạt nói. Nhưng nghe nói gã cường giả ca của Thương hội Tử Vân có thể đồng thời đánh bại ba vị võ đế thành danh đã lâu, cái này quả thật khó lường. Theo ta được biết, Thương hội Tử Vân chưa bao giờ xuất hiện qua người mạnh như thế, không biết lai lịch và thực lực người này chư vị có rõ ràng không? Ha ha, cái gì mà võ đế thành danh đã lâu, Lai Phong công tử không nên bị lừa gạt. Liêu Dương Băng cười nói. Ba người kia tuy rằng đã sớm là võ đế, nhưng mấy chục năm qua tiềm tu, tiến bộ lại quá mức bé nhỏ, vẫn một mực bị ta chú ý, chẳng qua chỉ là ba gã võ đế nhị tinh mà thôi, hơn nữa tư chất cực kém, chiến lực nha, lại càng chẳng ra làm sao. Vốn chuyện hôm nay ta còn muốn kéo ba người bọn hắn vào, nhưng không thể tưởng được thực lực lại thấp kém như thế, xem ra cũng không cần thiết nữa rồi. Nam tử trẻ tuổi kia đúng là Bắc Minh Lai Phong, hắn có chút nhíu mày nói. Thiếu niên có thể một chiêu đánh bại ba gã võ đế nhị tinh, làm sao có thể? Người nổi bật trong lớp trẻ ta đều biết, chưa từng nghe qua có cao thủ như thế, chẳng lẽ là đệ tử thế gian lánh đời sao? Liêu Dương Băng cười nói. Lai Phong công tử đa tâm, sao có thể là thiếu niên được? Hắn tất nhiên là có thuật chú nhan, hoặc là pháp bảo nơi thân, bởi vậy mới lộ ra bộ dáng thiếu niên như thế. Theo lời mọi người nói lại, người này nhiều nhất chỉ là võ đế tam tinh thôi. Ân, nếu hắn thức thời thì có thể cân nhắc lôi kéo cũng không tệ. Cư An Nhiên hỏi. Thành chủ đại nhân triệu mọi người đến đây, muốn nói một chuyện, rốt cuộc là chuyện gì? Mọi người cũng đều rời mắt qua, Liêu Dương Băng tuy rằng là chủ nhân Trấn Hải Thiên, nhưng bình thường rất ít khi tiếp xúc với thương hội, chỉ cần thương hội mỗi tháng thành thành thật thật giao nộp phí bảo hộ cho hắn là được rồi, một năm cũng khó mà thấy hắn một lần. Liêu Dương Băng cười nói. Là đại hảo sự. Nhưng chuyện này từ từ nói sau, trước tiên giải quyết chuyện Thương hội Tử Vân đã rồi nói sau. Liêu Dương Băng mỉm cười không nói, nhưng trong lòng lại thập phần thoải mái, Thương hội Tử Vân vào lúc mấu chốt này gây nháo sự, chẳng khác gì đã giúp hắn đại ân. Nghiêm chỉnh mà nói lần này hắn có việc cần chúng Thương hội giúp đỡ, mà bây giờ một cái nhân tình thiên đại đang bày ra trước mắt, chỉ cần hắn giải quyết tốt chuyện Thương hội Tử Vân thì đám người thương minh này cũng không có lý do gì mà không xuất thủ giúp đỡ cả. Thương hội Tử Vân đã đến. Không biết ai đột nhiên kêu một tiếng, lập tức hào khí trong đại sảnh trở nên nghiêm nghị, mỗi người đều trợn mắt trừng trừng, sát khí lăng liệt trên người phóng xuất ra, hùng hổ nghênh trận. Bọn người Lý Vân Tiêu còn ở bên ngoài đã cảm nhận được cổ hào khí nghiêm nghị này. Ô lão trầm giọng nói. Mọi người cẩn thận, lần này chỉ sợ không đơn giản đâu. Lý Vân Tiêu lơ đễnh, vừa đi vào vừa cao giọng cười nói. Ao cạn rùa nhiều, nhưng nhiều hơn nữa cũng chỉ là rùa mà thôi. Thanh âm rõ ràng truyền vào tai mỗi người, khiến cả đám tức đến sắc mặt xám ngắt, nguyên một đám tròn mắt muốn nứt, tức giận muốn mắng to. Sắc mặt Liêu Dương Băng cũng đại biến, hai mắt hắn dần lạnh lại, hắn vốn còn có ý mời chào, nhưng hiện giờ trong mắt đã tràn ngập lửa giận rồi. Bắc Minh Lai Phong trong lòng chấn động mãnh liệt, thanh âm kia rất quen thuộc, khí diễm hung hăng càn quấy cũng cực kỳ quen thuộc. Đợi đến khi ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy được gương mặt đáng ghét mà hắn muốn dẫm lên cả trăm lần kia, chợt cả kinh nói. Lý Vân Tiêu, ba chữ kia thốt ra, tựa hồ có loại ma lực, lập tức khiến sát khí trong chàng bị chấn nhiếp, tiếng gào rú chửi bới cũng đều ngừng lại,
trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Ồ, đây không phải Bắc Minh Lai Phong đứng đầu Tây Vực Tứ Tú sao? Lý Vân Tiêu sau khi thấy Bắc Minh Lai Phong cũng rất kinh ngạc. Cái gì, Lai Phong công tử vừa rồi gọi người này là gì? Ta sẽ không nghe lầm chứ? Hắn gọi là Lữ Vân Tiêu, hay là Lý Dạ Tiêu? Lý Vân Tiêu, nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân. Người được thành chủ thành Hồng Nguyệt xưng là đệ nhất nhân thiên võ giới tương lai sao? Trời ạ, hắn dĩ nhiên là Lý Vân Tiêu. Lập tức đám người đứng ngoài xem đều sợ hãi, sắc mặt tất cả mọi người đều trắng bệch, mà ngay cả người thương hội Tử Vân theo tới, ngoại trừ Giang Thiên Dung ra, kể cả Ô Lão cũng như bị sấm đánh, nguyên một đám ngây người tại chỗ. Sắc mặt hội trưởng thương hội Kim Tiễn lập tức như gan heo, toàn thân bắt đầu run rẩy, thiếu niên như ác ma kia, dĩ nhiên lại là Lý Vân Tiêu danh dương thiên hạ. Liêu Dương Băng cũng phục hồi thần trí lại sau ngốc trệ ngắn ngủi, quay đầu nhìn Bắc Minh Lai Phong một cái, nhìn vẻ giật mình và đắng chát trên mặt hắn, trong lòng lập tức xác nhận thân phận người trước mắt này, khiến hắn cũng thoáng cái có chút ngạc nhiên, những cách ứng đối đã suy nghĩ kỹ trước kia, tựa hồ thoáng cái đều không còn dùng được nữa rồi. Bắc Minh Lai Phong cười khổ nói. Thật sự là nhân sinh không đâu không gặp lại, Vân Tiêu huynh không phải vẫn còn ở thành Hồng Nguyệt dưỡng thương sao? Sao lại chạy đến Trấn Hải Thiên rồi? Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, cười lạnh nói. Đã sớm nói ta và Bắc Minh Thế Gia các ngươi không có giao tình, hơn nữa sớm muộn gì cũng có thù, xin đừng có lôi kéo làm quen nữa có được không? Hắn không chút khách khí gạt mặt mũi Bắc Minh Lai Phong khiến mọi người cảm thấy một hồi choáng váng. Cho tới bây giờ đều chỉ có người khác phải nể mặt Bắc Minh gia, còn chưa từng có chuyện Bắc Minh gia nể mặt người khác như thế a. Bất quá dùng thân phận đệ nhất của hắn, ngược lại cũng có tư cách nói lời như vậy, chỉ là quá mức cuồng vọng thôi. Trong lòng Bắc Minh Lai Phong cũng thầm buồn bực, Lý Vân Tiêu này từ lâu đầu gặp mặt đã không chào đón hắn, tựa hồ như trời sinh có thù với Bắc Minh Huyền Cung vậy, trong lòng hắn cũng ẩn ẩn dâng lên lửa giận, khẽ nói. Nghe nói Vân Tiêu công tử trong trận chiến với vương giả hải tộc đã vô ý bị hủy đan điền, triệt để hư mất căn cơ võ đạo, sao lại không nghĩ cách bổ khuyết, ngược lại đi tới thị trấn ven biển này, chẳng lẽ là không còn cách nào nữa, cho nên mới đến đây giải sầu sao? Cái gì, đan điền bị hủy, hư mất căn cơ võ đạo? Mọi người cũng đều cực kỳ sợ hãi, mặc dù có ít người đã từng nghe qua các lời đồn đại, nhưng căn bản đều không để ở trong lòng, lời đồn rất nhiều cái đều không thực tế. Nhưng bây giờ từ trong miệng Bắc Minh Lai Phong nói ra lại không giống thế, độ tin cậy rất cao. A, à, Cẩn Huyên cũng kinh hô một tiếng, dùng tay che miệng lại, sắc mặt lập tức trắng bệch, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng vô hình đặt ở ngực, cả người đều có chút lung lay sắp đổ, ngay cả hô hấp cũng khó thông thuận, nàng không dám cũng không muốn tin tưởng việc này, run rẩy rời mắt qua, nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Trong mắt Bắc Minh Lai Phong lộ vẻ hả hê, nhẹ khẽ cười nói. Vị này chính là hội trưởng thương hội Tử Vân sao, vốn tưởng rằng đã tìm được chỗ dựa cường đại, không thể tưởng được vậy mà lại là một tên bán phê a. Ánh mắt Lý Vân Tiêu hơi đổi, chỉ thấy trong ánh mắt rung động của mọi người trong đại sảnh, đều lộ ra một cổ thần sắc nhẹ nhàng thở ra, hắn lạnh lùng cười cười, nói. Lai Phong công tử nói không sai, đan điền của ta tổn hại, căn cơ võ đạo bị hủy, cho nên. Thanh âm của hắn đột nhiên biến lạnh. Như gió lạnh từ cửu u địa phủ thổi tới, lạnh lùng nói. Cho nên ta bây giờ là vò đã mẻ lại thêm sức, không vừa mắt ai sẽ giết cả nhà kẻ đó. Đám người đứng ngoài xem vừa mới thả lỏng một hơi, lập tức liền bị lời nói tràn đầy sát ý kia dọa sợ, toàn thân đại chấn, sắc mặt cả đám đều trắng bệch, trán toát ra mồ hôi lạnh, thầm nghĩ quả nhiên là một tên điên. Nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân, thiên phú thiên hạ vô song, cứ vậy bị hủy căn cơ võ đạo. Tu vị không cách nào tăng lên được nữa, mặc cho ai cũng sẽ khó mà chịu nổi, làm ra một loạt chuyện điên khùng cũng rất bình thường, ai dám đi sờ lông mày hắn, đó chính mình chán sống, tự muốn chết. Nghĩ vậy, tất cả mọi người đều nhao nhao cúi đầu xuống, không dám chính diện nhìn vào mắt hắn nữa. Hội trưởng thương hội Kim Tiễn càng không ngừng run rẩy, đầu trực tiếp vùi vào trong cổ áo, không dám vươn ra nữa. Bắc Minh Lai Phong sửng sốt một chút. Cũng bị sát khí trên người hắn chấn nhiếp khiến trong lòng thất kinh, nhưng nghĩ đến thực lực người này cả đời đều dừng ở đây, cũng không có gì phải sợ cả, hắn bất giác nở nụ cười lạnh nói. Vân Tiêu công tử uy phong thật to, tiền đồ triệt để bị hủy cũng còn khí phách như vậy. Chậc chậc, thật khiến tại hạ bội phục a. Hừ,
Lý Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng, tiến tới một bước, lạnh giọng nói. Kéo theo tiểu bối có tiền đồ nhất Bắc Minh Huyền cung theo làm đệm lưng cho ta, nghĩ đến cũng là chuyện thập phần khoái ý rồi. Khí thế trên người hắn ngưng tụ, hóa thành một cổ kình phong trực tiếp chân tới. Bắc Minh Lai Phong trong lòng kinh hãi, hắn biết rõ thực lực Lý Vân Tiêu mạnh mẽ, cũng không phải hắn có thể ngăn cản liền vội vàng lui về sau. Giờ phút này hai gã hộ vệ Bắc Minh Huyền cung cùng tới với hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, cùng tiến tới một bước, đế khí trên người tung hoành mà lên, ngăn cản cổ khí thế kia của Lý Vân Tiêu lại, khí kình chấn khai, toàn bộ đại sảnh đều vang lên một hồi ông ông, những hội trưởng thương hội kia nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, khí huyết trong cơ thể quay cuồng không thôi. Một người trong đó lạnh lùng nói, Lý Vân Tiêu, chúng ta kính ngươi là anh hùng, ở thành Hồng Nguyệt đã lấy thể diện cho tộc ta. Nhưng nói trắng ra thì kỳ thật cũng chỉ thường thôi. Nếu dám bất kính đối với công tử, coi như là anh hùng cũng phải gục xuống cho ta. Hai người đều là võ đế tứ tinh, trận chiến ở thành Hồng Nguyệt bọn hắn cũng tận mắt nhìn thấy, nhưng tự hỏi chiến lực đỉnh phong của Lý Vân Tiêu nhiều nhất cũng chỉ sàn sàn bọn hắn, huống chi đan điền tổn hại nào dễ khỏi hắn như vậy, mà bọn hắn còn có hai người, tự nhiên không có gì phải lo lắng cả. Lý Vân Tiêu càng không sợ. Thực lực hai người này một mình Mạc Tiểu Xuyên đủ để ứng phó. Mặc dù tên Liêu Dương Băng kia nhúng tay vào, hắn cũng có nắm chắc 10 phần có thể trấn áp được. Song phương đều có chỗ dựa vững chắc, không chút nhường nhịn nhau, hào khí trong đại sảnh lập tức trở nên khẩn trương và áp lực dị thường. Đám hội trưởng thương hội kia mỗi người đều hoảng sợ không thôi, sợ mấy người kia đánh nhau, vậy thì bọn họ chính là cá gặp nạn trong chậu rồi. Liêu Dương Băng tâm niệm xoay chuyển, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đột nhiên cười to nói. Ha ha, hai vị đều anh kiệt hiếm thấy trên đời. Liêu mỗ hôm nay gặp được, thực là tam sinh hữu hạnh a. Liêu mỗ hôm nay triệu mọi người đến đây, thật sự là có chuyện tìm chư vị hỗ trợ, không cần thiết phải tổn thương hòa khí. Hộ vệ kia lạnh lùng nói. Nếu Liêu thành chủ đã mở miệng, mặt mũi này tự nhiên không thể không cho đấy, nhưng nếu có người còn dám không chú ý miệng lưỡi, thì đừng trách Bắc Minh Huyền cung ta nghiền áp hậu bối. Hai gã hộ vệ đều lộ vẻ lãnh ngạo, lui xuống, Bắc Minh Lai Phong mới dám lần nữa tiến đến. Lý Vân Tiêu phất phất tay nói. Việc này tạm thời thôi, ta cũng muốn nghe xem thành chủ đại nhân nói gì, nhưng mà... Hắn vươn tay ra chỉ vào tên kia hộ vệ, lạnh lùng nói. Đợi lát nữa ngươi đừng đi, ta muốn đánh ngươi. Cái này... Mặt tất cả mọi người đều lộ hắc tuyến, cảm thấy một hồi chóng mặt, đây nào giống như đối thoại giữa cao thủ. Quả thực chính là du côn lưu manh mà. Tên hộ vệ kia cũng sững sốt, nhìn không được cười to nói. Ha ha, tốt, đợi lát nữa ta sẽ kiến thức xem tên tiểu bối ngươi, xem thử nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân là thế nào. Trong ánh mắt của hắn lóe ra hàn quang và trận trận sát ý. Liêu Dương Băng cũng cảm thấy đổ mồ hôi, khẽ lắc đầu, thầm nghĩ Lý Vân Tiêu này hơn phân nửa là đan điền thật sự bị phế, cho nên mới vậy. Mà ngay cả Cẩn Huyên cũng bắt đầu có loại ý nghĩ này, nội tâm một hồi quặn đau, nàng đột nhiên nghĩ đến Lý Vân Tiêu đến Trấn Hải Thiên là để tìm Đông Hải Nguyệt Minh Châu, chẳng lẽ hạt châu kia có thể chữa tốt tổn thương đan điền của hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng mới thoáng dễ chịu lại, đợi lát nữa trở về liền truyền lệnh xuống, phải coi việc tìm kiếm thứ kia là đại sự hạng nhất mới được. Nhưng nào ai biết được tâm tư Lý Vân Tiêu hiện giờ. Theo thực lực dần dần tiếp cận võ đế. Loại dục vọng muốn khôi phục thực lực cũng càng ngày càng mạnh, tư thái của cường giả đỉnh phong cũng dần được hiển lộ, hắn truy cầu là loại khoái ý kích trường không, ngư tường thiền đề kia, những người trước mắt này đối với hắn chỉ là một đám con sâu cái kiến qua đường, tăng thêm trước đây có cửu oán với Bắc Minh Huyền Cung, cho nên thái độ dĩ nhiên không thể tốt được rồi. Liêu Dương Băng tạm thời nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt quét qua trong đại sảnh, những thủ đoạn đã chuẩn bị tốt lúc trước để nhằm vào thương hội Tử Vân tự nhiên đã quên mất toàn bộ rồi. Hắn bắt đầu nói. Liêu mỗ triệu chư vị đến đây, thực là có chuyện muốn hiệp thương với mọi người. Chư vị đều xem như lão nhân ở Trấn Hải Thiên, có từng nghe qua về vương tộc Đông Hải chưa? Sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến, chẳng lẽ chuyện hôm nay lại có quan hệ đến vương tộc Đông Hải sao? Thần sắc Lý Vân Tiêu càng nghiêm nghị, đối với Đông Hải hắn tuyệt đối không xa lạ gì, mọi người ở đây sợ rằng không ai hiểu rõ hơn hắn. Năm đó vương tộc Đông Hải từng bị hắn giết không ít người. Ánh mắt Liêu Dương Băng nhìn về phía Lý Vân Tiêu, nói. Vân Tiêu công tử trước đó không lâu vừa cùng đánh một trận với vương tộc Bắc Hải,
biết được thực lực của bọn hắn phi phàm. Hải tộc so với nhân loại chúng ta chiếm cứ quá nhiều ưu thế thiên phú và ưu thế tài nguyên, Vân Tiêu công tử có thể bằng chừng ấy tuổi thắng được vương tộc Bắc Hải, thật sự rất không đơn giản. Trong giọng hắn tràn đầy tán thưởng chân thành, hắn tiếp tục nói. Thiên võ giới trải qua một thời gian dài, tài nguyên tu luyện mà trên đại lục có thể cung cấp đã càng ngày càng ít thôi, một chút linh sơn bảo địa cũng bị tranh giành đến đầu rơi máu chảy, mà trong những năm qua, biến hóa nhỏ nhất chính là trong tứ hải cũng ẩn chứa tài nguyên tu luyện kinh người, chư vị ở đây chắc hẳn đều rõ ràng chứ. Cư An Nhiên mở miệng nói. Đúng là như thế, Cư Mỗ đã ngây người ở Trấn Hải Thiên hơn 50 năm rồi, đối với tài nguyên ở phụ cận Đông Hải cũng cảm thấy rất khiếp sợ. Ở đáy biển càng sâu hơn có trời mới biết là tình hình thế nào. Nhưng người hải tộc cường hãn, Liêu đại nhân sẽ không phải là muốn cướp đoạt tài nguyên Đông Hải đấy chứ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến, cướp đoạt tài nguyên Đông Hải, vậy thì thật là tự mình tìm chết rồi. Liêu Dương Băng cũng bị lời này dọa cho hoảng sợ, cười to nói. Ha ha, Cư hội trường đừng nói giỡn, ta cũng không ngại mệnh dài đâu. Lén lút làm một chút thì còn được. Đoạt, chữ này cũng quá mức dọa người rồi. Hắn cười nói. Bởi vì hải tộc tài nguyên phong phú nên cũng có không ít cường giả nhân tộc rời đến hải ngoại, mở ra tông môn hoặc tự mình tu luyện, cùng hải tộc tranh đoạt một đường tài nguyên. Phàm là môn phái có thể sống sót không cái nào mà không phải là tồn tại cực kỳ cường hãn, Liêu Mỗ cũng có một vị lão hữu như vậy, chính là một mình một người ở trên hoang đảo linh khí dồi dào, luôn dốc lòng tu luyện năm này qua năm khác. Mà hảo hữu này chính là một gã hộ pháp của Bắc Minh Huyền Cung, gọi là Bắc Minh Thiên Lộc. Tất cả mọi người đều yên lặng nghe, biết rõ chuyện kế tiếp nhất định có quan hệ đến Bắc Minh Thiên Lộc này. Quả nhiên, Liêu Dương Băng thở dài. Thiên Lộc huynh đi hải ngoại một chuyến đã là mấy chục năm, tin tức cũng không có, ta còn tưởng rằng hắn đã sớm bị chết trên biển cả rồi. Không nghĩ tới trước đó không lâu vậy mà truyền ra một đạo tin tức. Liêu Dương Băng tiện tay đánh ra một đạo quang mang, biến ảo ra trên không trung, dần dần hiển lộ ra một bộ thực cảnh hải đồ. Trước đồ là một hải cảnh cực lớn, sau đó bắt đầu chậm rãi di động, tuy rằng màn sáng nhìn qua rất chân thật, nhưng không ai biết rõ, bên trong thoáng biến hóa một chút sẽ không biết là bao nhiêu hải lý, đã là khoảng cách cực xa rồi. Trên mặt biển nếu không có các loại tọa độ như hòn đảo gì đó thì vô luận ngươi phi hành bao lâu, đều sẽ có cảm giác như dậm chân tại chỗ. Trong hải đồ mà Liêu Dương Băng bày ra bởi vì tốc độ di chuyển cực nhanh, cho nên sinh ra một loại cảm giác tiến lên. Thỉnh thoảng sẽ có điểm đen phi tốc hiện lên trong đó, đó đều là từng tòa hải đảo chưa kịp nhìn thấy rõ đã bị trôi vút về phía sau rồi. Tất cả mọi người trong lòng đều rung động, không biết quang cảnh đồ này được tạo ra thế nào. Rốt cục, cảnh tượng kia cũng bắt đầu chậm lại, một hồi lâu như không nhúc nhích, kỳ thật chỉ là vì không có điểm tham chiếu cho nên nhìn mới có vẻ bất động. Một cái chấm đen rất nhỏ dần hiển hiện trước mắt mọi người, sau đó bắt đầu chậm rãi phóng lớn, thật giống như từ trên không trung quan sát xuống dưới vậy, dần dần lộ ra hình dáng một hòn đảo. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, sau khi điểm đen kia dần biến lớn, đúng một hòn đảo kéo dài, cũng không phải là một tòa đảo hoang, liên miên không ngớt, rộng chí ít cũng hơn 1.000 hải lý. Trên hải đảo linh khí bốn phía, lộ ra một mảnh xương trắng mịt mờ. Vừa nhìn qua đã biết là Linh Sơn bảo địa tuyệt diệu rồi. Bắc Minh Lai Phong sợ hãi than nói. Không thể tưởng được Thiên Lộc thúc thúc lại có số mệnh như thế, có thể ở trong Đông Hải mênh mông tìm được diệu cảnh như thế. Liêu Dương Băng cũng hâm mộ nói. Tài nguyên trong tứ hải quá mức phong phú rồi, tùy tiện xuất hiện một chút cũng có lực hấp dẫn khó có thể chống cự đối với nhân tộc chúng ta. Hòn đảo mà Thiên Lộc huynh tìm được chẳng qua chỉ là một hòn đảo nhỏ trong tỷ tỷ đảo trên Đông Hải thôi. Nhưng từ tình hình bên trong mà xem, tựa hồ linh khí còn nồng đậm hơn cả thất đại tông phái. Hắn bất giác nhìn Lý Vân Tiêu, nói. Sợ rằng chỉ có Thành Viêm Vũ mới có thể sánh được a. Lý Vân Tiêu khẽ hừ một tiếng, lạnh nhạt nói. A, chẳng lẽ Liêu Thành Chủ đã đi qua Thành Viêm Vũ rồi sao? Liêu Dương Băng cười to nói. Ha ha, ta đã một đống tuổi rồi, ở tại Trấn Hải Thiên dưỡng già là được, nào từng đi qua chứ? Thành Viêm Vũ đại danh như sấm rền bên tai, ta từng nghe qua chư vị hội trưởng Thương Hôi nói tới rất nhiều a. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt cười cười, nhưng trong lòng lại nổi lên cảnh giác, mình rời khỏi Thành Viêm Vũ cũng đã được một năm, cũng không biết tiểu đồng bạn ra sao. Hơn nữa linh khí Thành Viêm Vũ tựa hồ bị rất nhiều người theo dõi,
mặc dù có thánh vực thiết lệnh ở đó, những thế lực này bên ngoài không dám làm gì, nhưng khó bảo toàn sau lưng không có mở ám. Vốn lấy thực lực trước mắt của hắn, muốn triệt để khống chế Thành Viêm Vũ, không để cho người khác nhúng chàm nửa phần, cũng rất không thực tế. Chỉ có mau chóng trùng kích võ đế, đến lúc đó Thành Viêm Vũ mới có thể được xưng tụng là thiết bản, hiện giờ vẫn chỉ là một khối thịt mỡ mà thôi, cũng không biết lực ước thúc của thánh vực thiết lệnh có thể chống được bao lâu nữa. Trong mắt Bắc Minh Lai Phong cũng chớp động hào quang, không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt của mọi người lần nữa trở lại trên hải đồ kia. Bắt đầu dần dần triển lộ ra cảnh sắc trên đảo rồi, dưới một đám ánh nắng mặt trời chiếu xuống, linh khí trên đảo lượn lờ bay lên, trong mơ hồ có hào quang ẩn hiện, một mảnh dấu hiệu thần tiên. Trong lòng Lý Vân Tiêu hơi động một chút, bên trong hào quang như ẩn như không kia, nhìn như giống như chiết xạ dương quan, nhưng hắn lại cảm thấy đó giống như là một loại trận pháp cấm chế vậy. Liêu Dương Băng cũng không mở miệng nói gì, hắn cũng im lặng không nói, tiếp tục nhìn xem. Ở trên đảo là từng mảng núi rừng, các loại cây cối và hoa cỏ kỳ dị chưa từng thấy qua đại lục, nở ra đủ loại màu sắc, bên trong còn có một ít động vật nhỏ hình thù kỳ quái. Nhưng quang cảnh rất nhanh liền từ rời khỏi trong đảo, bắt đầu tiến vào trong mặt biển, nước biển mấy chục thước đều có thể thấy được rõ ràng, thẳng đến sau mấy trăm mét mới dần biến thành màu xanh lá cây đậm, sau thời gian uống cạn chung trà mới lặn xuống biển sâu. Hải đồ kia đã bắt đầu có chút mơ hồ, nhưng vẫn còn trong phạm vi có thể thấy được, phía trước loáng thoáng hiện ra một ít thứ giống như kiến trúc. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, vừa rồi chìm xuống ước chừng thời gian uống cạn một chung trà. Tính ra cũng đã xuống dưới hơn vạn thước, ở nơi này còn có thể nhìn thấy kiến trúc thì tuyệt đối không đơn giản rồi. Quang cảnh bắt đầu chậm rãi di động về trước, vật trước mắt dần dần rõ ràng, đúng là một mảnh kiến trúc hoang phế đã lâu trước. Khu kiến trúc giống như vậy ở sâu trong nước kỳ thật có rất nhiều, bởi vì hải tộc trong tứ hải nội có rất nhiều, tiêu vong cũng nhanh, sẽ thường xuyên lưu lại đại lượng kiến trúc. Nhưng phiến phế tích trước mắt lại cực kỳ không đơn giản, bởi vì tồn lưu một cửa đá vụn vỡ. Trên đó có khắc một đồ án chân long. Vương tộc Đông Hải. Lý Vân Tiêu khiếp sợ, vương tộc Tứ Hải đều là hậu duệ chân long, chỉ có bọn hắn mới có tư cách dùng chân long đồ án làm dấu hiệu đồ đằng, còn lại bất luận chủng tộc nào một khi sử dụng loại đồ án này, đó là họa diệt tộc. Quang cảnh tiếp tục rời về trước, mảnh phế tích kia cũng trở nên rõ ràng hơn, đột nhiên toàn bộ quang cảnh đều dừng lại, tựa hồ có một đạo lực lượng vô hình khuếch tán ra, khó có thể tiến thêm nửa phần. Thời gian dần qua quang cảnh hải đồ kia biến thành một mảnh đen kịt, toàn bộ màn nước cũng vỡ tan ra, hóa thành ánh huỳnh quang biến mất. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nguyên một đám lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, tựa hồ vẫn còn dư vị quá trình trong đó. Liêu Dương Băng nói, đây là một trong hai đạo tin tức mà Thiên Lộc Huynh truyền lại, còn có một đạo tin tức là văn tự tạo thành, nhưng trong đó liên quan đến một ít bí mật, cho nên không cách nào bày ra cho mọi người xem được. Lý Vân Tiêu nói, quang cảnh hải đồ này chúng ta đã xem qua rồi, Liêu Thành Chủ cũng nên nói ra định mời chúng ta đi làm gì được rồi chứ. Liêu Dương Băng cười nói, đương nhiên, Thiên Lộc Huynh ở trong một đạo tin tức khác đã nói rõ tình huống mảnh phế tích này, vô cùng có khả năng là Vương Cung Đông Hải. Cái gì, Vương Cung Đông Hải? Tất cả mọi người đều chấn động, danh như ý nghĩa, Hoàng Cung chính là chỗ mà Vương tộc Đông Hải dừng chân. Địa vị cũng ngang với thất đại thế lực siêu cấp trên đại lục, sao có thể hóa thành một mảnh phế tích được? Lý Vân Tiêu cũng nhíu mày, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không toàn hoàn bác bỏ, chỉ nói. Vương Cung Đông Hải cũng không ở phiến hải vực này, nhưng vừa rồi có xuất hiện đồ đằng chân long, ngược lại chỉ có người vương tộc mới có thể dùng, có lẽ là một chi nhánh của vương tộc cũng không chừng. Liêu Dương Băng cười nói, quả thật có loại khả năng này. Nhưng trong tin tức của Thiên Lộc Huynh tựa hồ nói thập phần xác định. Hắn truyền ra hai đạo tin tức này chính là muốn xin giúp đỡ, bởi vì hắn ở trong phế tích gặp một chút phiền toái, bị nhốt trong cấm chế rồi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Nói như vậy mục đích Liêu Thành Chủ triệu chúng ta tới chính là muốn ra biển cứu người sao? Ở đây không phải có cao thủ gia tộc Bắc Minh sao? Đám chúng ta thì có công dụng gì chứ? Mọi người cũng đều nhao nhao gật. Lần đầu tiên cảm thấy lời Lý Vân Tiêu nói lại êm tai như vậy. Hải vực mà quang cảnh kia biểu hiện đã là ở sâu trong Đông Hải rồi, võ giả bình thường có thể an toàn tới được đó không cũng đã là vấn đề, huống hồ nếu không có tọa độ chính xác, cho dù thực lực thông thiên cũng khó mà tìm được,
Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, Bắc Minh Thiên Lộc gì đó có ai biết hắn? Dựa vào gì phải mạo hiểm đi cứu? Ha ha, nhiều người lực lượng lớn mà. Trong mắt Liêu Dương Băng mang theo vẻ cười lạnh, nói. Còn có, đương nhiên sẽ không để cho chư vị ra tay không công. Trong tin tức mà Thiên Lộc huynh truyền lại có nói đến, đây là di chỉ vương cung Đông Hải thời xa xưa, không chỉ bảo tồn trận pháp vận chuyển vô số năm, mà còn có bảo tàng cự đại chôn trong đó. Nếu thuận lợi thì đến lúc đó tất cả mọi thứ đạt được mọi người phân theo công bỏ ra. Chư vị đều là thương nhân, đây cũng là một cuộc mua bán, có làm hay không thì phải xem mọi người rồi. Việc này quá mức mơ hồ, căn bản không có căn cứ rõ ràng, làm sao làm chứ? Nói cái gì mà di chỉ hoàng cung chứ, quá mức vô nghĩa rồi, nói không chừng là chủng tộc không biết sống chết nào đó lấy chân long làm đồ đằng, bởi vậy mới bị diệt tộc như thế. Ân, cho dù thực sự di chỉ hoàng cung, vương tộc Đông Hải sao lại không biết? Bảo tàng gì đó hoàn toàn chỉ là mồi nhử thôi. Ha ha, đích thị là Bắc Minh Thiên Lộc kia bị khốn ở bên trong không thể ra, cho nên mới biên ra câu chuyện này khiến mọi người phải mạo hiểm đi tới. Tất cả mọi người đều lộ vẻ khinh thường và hừ lạnh, hiển nhiên không hề có hứng với chuyện này. Liêu Dương Băng lạnh lùng nhìn mọi người, phát hiện Lý Vân Tiêu ngược lại yên tĩnh ngoài ý định, ngồi ở đó không nói một lời, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, hắn tò mò hỏi. Vân Tiêu công tử không biết thấy thế nào. Lý Vân Tiêu sở dĩ không lên tiếng, là vì hắn hiểu rõ Đông Hải hơn mọi người rất nhiều. Vương cung Đông Hải hiện giờ đích thật đã trải qua di chuyển đến, phiến di tích kia cho dù không phải vương cung Đông Hải lúc trước lưu lại, nhưng ít nhất cũng là nơi trọng yếu trong vương tộc. Bởi vì đồ đằng chân long chỉ có vương tộc chính thống của Tứ Hải mới có thể sử dụng, biểu tượng cho quyền lợi chí cao và tín ngưỡng của hải tộc. Mặc dù là chi nhánh vương tộc, cũng chỉ có thể sử dụng đồ đằng tổ tiên, cũng chính là chân long chi tử. Ở nơi đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm như hải tộc, sẽ không có chủng tộc nào ngốc đến mức lấy chân long làm đồ đằng cả, đây là uy áp đẳng cấp đã thấm vào trong máu, căn bản khó có thể vượt qua. Mà phiến đại môn tổn hại nhìn thấy trong quang cảnh đồ trước kia quả thật có chút giống với vương cung Đông Hải hiện giờ. Lý Vân Tiêu mở miệng nói. Quá ít tin tức, không có cái nhìn gì cả. Nếu như Liêu Thành Chủ có thể đưa phần văn tự nguyên vẹn khác mà Bắc Minh Thiên Lộc kia truyền đến ra cho mọi người xem, ta tin tưởng nhất định sẽ có sức thuyết phục cực cao đấy. Đúng, đúng vậy. Mọi người cũng đều phụ họa theo. Bắc Minh Lai Phong thản nhiên nói. Trong phần tin tức kia có không ít chuyện bí mật, tạm thời không tiện lộ ra. Nhưng nếu có người nguyện ý gia nhập thì đến lúc đó tự nhiên sẽ công khai với mọi người. Lý Vân Tiêu cười nói. Quả thật buồn cười, cũng giống như mua đồ vậy, không phải phải xác định mua, mới báo giá. Sinh ý của Bắc Minh gia các ngươi quả nhiên làm tốt ha. Trong mắt Bắc Minh Lai Phong lóe ra vẻ trang nhã, khẽ nói. Lý Vân Tiêu, ngươi không cần ở đây âm dương quái khí. Nếu ngươi tham gia ta tự nhiên hoan nghênh, nếu không tham gia thì có thể câm miệng rồi. Về phần thù lao, ngoại trừ bảo tàng tìm được phân phối theo lời Liêu Thành Chủ nói lúc trước ra, Bắc Minh thế gia ta còn có trọng thù khác, phàm là cường giả võ đế gia nhập, mỗi người đều được một kiện huyền khí cửu giai. Mà võ tôn thì một kiện huyền khí bát giai và ba miếng đan dược bát giai tăng lên tu vị. Cái gì? Huyền khí cửu giai? Tất cả mọi người chấn động, huyền khí cửu giai cũng không phải hàng vỉa hè a. Có bao nhiêu cường giả võ đế cả đời cũng không thể có được một món. Gương mặt Liêu Dương Băng cũng run rẩy thoáng một phát, tựa hồ đã bị thù lao này dọa cho kinh hãi. Trong lòng Lý Vân Tiêu càng xác nhận di chỉ kia chính là cựu chỉ vương cung Đông Hải, Bắc Minh Lai Phong nhất định đã nắm giữ tin tức nào đó, cho nên mới dám ưng thuận trọng thưởng như thế. Có người nhìn không được hỏi. Lai Phong công tử nói có thật không? Bắc Minh Lai Phong khinh miệt cười nói. Chẳng qua chỉ là một ít huyền khí cửu giai thôi, chuyện Đông Hải lần này, bên phía Bắc Minh huyền cung do ta toàn quyền phụ trách, tài nguyên có thể điều động rất nhiều, ta đã dám nói ra, vậy thì dĩ nhiên là có nắm chắc rồi. Lần này tất cả mọi người đều lâm vào trầm tư, nếu không nói ra điều kiện lúc trước, căn bản không ai có cách nghĩ muốn ra biển cứu người cả, nhưng thù lao kinh người kia, còn có nếu thật sự tìm được bảo tàng, ngẫm lại đã khiến nhiệt huyết sôi trào rồi. Hơn nữa Bắc Minh Lai Phong cũng nói hắn đại diện Bắc Minh Huyền Cung toàn quyền phụ trách việc này, chứng minh Bắc Minh Huyền Cung đối với lần ra biển này cũng cực kỳ trọng thị, nhưng lại phái ra một gã hậu bối, tất nhiên là muốn rèn luyện người này, lấy thân phận đứng đầu Bắc Vực Tứ Tú, tương lai hắn tất nhiên sẽ là cung chủ đời sau của Bắc Minh Huyền Cung.
Bằng không thì hậu bối dù có ưu tú thế nào, cũng không có khả năng có quyền lợi hứa hẹn nhiều huyền khí cửu giai như vậy, đây đã là đại thủ bút cấp bậc đại tông chủ rồi. Cư An Nhiên hỏi, dùng thực lực Bắc Minh huyền cung, chẳng lẽ còn không phái ra được nhân thủ sao? Tùy tiện tụ tập mười mấy tên võ đế vẫn không thành vấn đề a. Ánh mắt Bắc Minh Lai Phong liếc qua Liêu Dương Băng, trong mắt tên kia bất giác hiện lên vẻ lo lắng, Bắc Minh Lai Phong cũng bất giác lạnh lùng cười cười, nói. Lúc trước sau khi Liêu Thành Chủ đạt được tin tức mà Thiên Lộc Tộc Thúc đưa tới đã tự mình thử phá vỡ thủ pháp cấm chế trên đó, kết quả khiến cho tin tức bị mất đi rất nhiều, tuy rằng đã được Bắc Minh Thế Gia chữa trị, nhưng có ít nội dung vẫn mơ hồ không rõ, cho nên trong huyền cung đối với chuyện này cũng không quá mức coi trọng, mà theo ta phỏng đoán, gia tộc rất có khả năng đã đánh giá thấp nghiêm trọng tin tức mà Thiên Lộc Tộc Thúc mang về, ở phương diện nhân thủ cấp cho thật sự không đủ. Bổn công tử lúc này mới tự ý chủ trương đối ngoại nhận người. Bất quá mọi người yên tâm, đối với điều phối tài nguyên Bắc Minh huyền cung ta vẫn có quyền nói chuyện rất lớn, không cần lo lắng ta có thực hiện được hứa hẹn hay không. Trong mắt Liêu Dương Băng lộ ra một tia tức giận, nhưng trên mặt vẫn cười nhẹ nhàng, nói. Lúc trước trên tin tức mà Thiên Lộc Huynh truyền lại quả thật có cấm chế, nhưng Liêu Mỗ nóng vội cho an nguy của Thiên Lộc Huynh, bởi vậy mới vội phá giải trước muốn nghĩ cách cứu viện, ai nghĩ đến một mảnh hảo tâm lại xảy ra chuyện, ai. Tất cả mọi người đây đều không phải người ngu, ai cũng biết nguyên do trong đó, nhưng đều giả bộ tiếc hận, cùng ai thán theo. Cư An Nhiên cũng nói, Liêu Thành Chủ đích thật là cao thượng, nhưng Trấn Hải Thiên cũng không có cao thủ gì, muốn tụ tập một đám người, sợ rằng có chút khó khăn rồi. Nghe nói Đông Vực Tiên Cảnh sắp mở ra, đến lúc đó tất nhiên cường giả thiên hạ sẽ tụ tập đến, nếu dùng huyền khí cửu giai làm thù lao, tất nhiên sẽ hấp dẫn được một đống lớn người a. Trong mắt Bắc Minh Lai Phong hiện lên một tia sầu lo, nói. Địa lão thiên hoang mở ra, ta sợ sẽ đưa tới đám long ngữ hỗn tạp, hơn nữa gì chỉ vương cung Đông Hải trước khi chưa tìm hiểu được rõ ràng, người biết rõ việc này không nên quá nhiều. Chư vị có thể hỗ trợ khuếch tán tin tức ra ngoài, nhưng lại không nên quá mức. Cư An Nhiên gật đầu nói. Thì ra là thế, Lai Phong công tử lo lắng rất đúng. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói. Các ngươi có tọa độ chỗ hải vực mà Bắc Minh Thiên Lộc ở không? Thông qua phương thức gì để tiến đến? Bắc Minh Lai Phong nhìn hắn một cái, khẽ nói. Sao hả? Vân Tiêu công tử cũng động tâm. Dùng thực lực Vân Tiêu công tử, tự nhiên không thể coi như võ tôn được. Thù lao phải là huyền khí cửu giai mới đúng. Nhưng ta nhớ công tử tựa hồ không thiếu huyền khí cửu giai a. Huyền khí cửu giai trên người Lý Vân Tiêu rất nhiều. Đây là chuyện mà thiên hạ đều biết. Sợ rằng huyền khí cửu giai mà thất đại tông chủ dùng cũng không nhiều như hắn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ta thiếu hay không thiếu huyền khí cửu giai, có quan hệ với ngôi sao? Bây giờ là Bắc Minh Lai Phong người thiếu người chiêu hiền, chẳng lẽ còn muốn tính toán nhiều như vậy sao? Bắc Minh Lai Phong tức đến ngực phập phồng, nhưng nghĩ đến đây là đại sự mình độc lập phụ trách, cũng là lần khảo nghiệm năng lực mà gia tộc giao cho, nhất định phải làm ra thành tích kinh người. Đặt mình ở thân phận cung chủ tương lai mới được, cũng không nên kết quả nhiều thù hận. Lúc này mới nhịn hờn dỗi, nói. Vị trí đại thể thì biết rõ, nhưng không có tọa độ chính xác. Chẳng lẽ trong tin tức mà Bắc Minh Thiên Lộc đại nhân truyền lại không có tọa độ chính xác sao? Hải vực cực kỳ mênh mông, sợ rằng vài chục năm trên trăm năm cũng chưa chắc tìm được a. Có người nhịn không được mở miệng nói. Bắc Minh Lai Phong nói. Tọa độ tinh chuẩn đã bị Liêu Thành Chủ không cẩn thận làm tổn hại rồi, nhưng vị trí đại khái đã tính ra được, tuyệt đối không sai đâu. Ta dự tính thời gian đi ngắn thì 3 tháng, nhiều thì 1 năm a. Người nọ lộ ra thần sắc suy nghĩ, nói. Lai Phong công tử đoán chừng cũng quá lạc quan rồi, dùng quang cảnh hải đồ vừa rồi biểu hiện, không biết bao nhiêu vạn dặm đường biển, nếu không có truyền tống chi trận, sợ rằng vài năm cũng chưa hẳn tới được a. Tất cả mọi người đều có quan điểm này, nhao nhao gật đầu, bọn hắn đã ở bên bờ Đông Hải hồi lâu, hiểu rất rõ về Đông Hải, sợ rằng thiên võ giới không ai qua được bọn hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Bắc Minh Lai Phong đồng ý với quan điểm của Liêu Dương Băng, tìm những người này tới hiệp thương. Bắc Minh Lai Phong khẽ cười nói. Nếu là phi hành bình thường, tự nhiên phải cần đến mấy năm thậm chí lâu hơn. Nhưng hành động lần này ta sẽ xin gia tộc một chiếc chiến hạm cửu giai, ta diễm. Dùng tốc độ của chiến hạm tà diễm, coi như là kéo dài qua toàn bộ Đông Hải thì nhiều nhất chỉ 1 năm là cùng. Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, nguyên một đám khiếp sợ không thôi,
ngay cả Lý Vân Tiêu cũng hơi hơi biến sắc, xem ra Bắc Minh Huyền Cung quả thật đã coi Bắc Minh Lai Phong là cung chủ tương lai rồi a. Chiến hạm cửu giai là huyền khí phi hành đỉnh cấp mà chỉ có thất đại thế lực siêu cấp và hai đại thánh địa mới có được, giá trị cực kỳ cao, uy lực cũng lớn đến kinh người, trong chiến tranh quy mô lớn, cơ hồ là tồn tại chí mạng. Ngoại trừ bản thân thất đại thế lực siêu cấp, bất luận môn phái nào, nếu L có một chiếc chiến hạm cửu giai lâm không oanh kích, vậy thì toàn bộ tông môn tuyệt đối sẽ hóa thành một mảnh phế tích, nhân số tổn thương chưa nói đến, ít nhất tất cả linh khí đều sẽ bị đánh tán loạn, rốt cuộc không cách nào lập tông được nữa. Nếu muốn trở thành thế lực siêu cấp, điều kiện cơ bản nhất chính là có lực lượng chống cự được chiến hạm cửu giai. Xem ra Bắc Minh Lai Phong đã hạ quyết tâm rồi, phải dựng nên uy phong và khí thế bá chủ một phương tương lai, thấy vẻ yên tĩnh và khiếp sợ của đám người, trong mắt của hắn nhịn không được lộ ra vẻ đắc ý. Lý Vân Tiêu nói, nếu có chiến hạm cửu giai, hơn nữa biết rõ tọa độ thì thời gian quả thật sẽ không quá lâu. Nhưng đông vực tiên cảnh mở ra chỉ còn nửa tháng, chẳng biết lúc nào ra biển đây. Bắc Minh Lai Phong nói, tiên cảnh mở ra là việc rất khó gặp, tự nhiên không thể bỏ qua. Căn cứ theo trước đó mà xem, thời gian địa lão thiên hoang mở ra bình thường đều chừng 3 tháng, mà chuyện gì chỉ vương cung Đông Hải cũng không vội ở nhất thời. Một tháng sau khi tiên cảnh đóng cửa liền đi đi. Liêu Dương Băng cũng khẽ gật đầu nói. Như thế rất tốt, như vậy thời gian để mọi người chuẩn bị cũng nhiều hơn, đông vực tiên cảnh ta cũng không muốn bỏ qua đâu. Hơn nữa ta và Lai Phong công tử sau khi thương nghị đã đạt thành nhận thức chung, đó chính là người ra biển lần này tu vị thấp nhất cũng phải là võ hoàng, cặn bã dưới thất túc cảnh cũng đừng đến khiến người xấu hổ. Chúng người thương hội đều liên tục gật đầu, như vậy tính ra, ít nhất còn có 3-4 tháng, bọn hắn cũng tiện báo cáo lên trên, bắt tay vào chuẩn bị tất cả. Mà thiết chí tu vị cấp bậc võ hoàng cũng phi thường hợp lý. Chuyện thương nghị đã không sai biệt lắm, mọi người cũng bắt đầu lục tục rời đi, về phần chuyện thương hội Tử Vân không ai dám mở miệng nói tới nữa, chỉ có thể báo cáo lên trên nghĩ cách thôi. Về phần ân oán giữa Lý Vân Tiêu và tên hộ vệ kia. Hộ vệ kia lộ vẻ mỉa mai, ánh mắt khiêu khích không chút che giấu, tựa hồ muốn nói. Đánh ta đi, ngươi tới đánh ta đi. Mà trong mắt Bắc Minh Lai Phong tựa hồ cũng có chút chờ đợi, hắn rất muốn biết sau khi đan điền Lý Vân Tiêu bị hao tổn về sau, thực lực còn thừa lại mấy phần, nhưng đáng tiếc chính là Lý Vân Tiêu tựa hồ cũng không muốn động thủ. Chuyện đánh người tạm gác lại đi, yên tâm, ta sẽ không quên đâu. Lý Vân Tiêu sau khi ném ra lời này liền cùng người thương hội Tử Vân rời đi. Ban đầu hắn tưởng rằng sẽ không có dính dáng gì với Bắc Minh Lai Phong, dù có động thủ đánh cũng không có gì, nhưng hiện giờ lực hấp dẫn của Di Chỉ Vương cung Đông Hải kia có lực hấp dẫn cực lớn với hắn, giờ phút này không nên triệt để trở mặt với Bắc Minh Huyền cung làm gì, hơn nữa chuyện đan điền mình giấu giếm được càng lâu cũng càng tốt. Hừ, chẳng qua chỉ là một tên nhát gan. Người này đã không còn nửa phần uy hiếp với công tử nữa rồi. Tên hộ vệ kia lạnh lùng nói. Bắc Minh Lai Phong nhìn qua bóng lưng Lý Vân Tiêu biến mất trước mắt, mới nhàn nhạt nói. Đan điền bị hủy, có thể có tâm tính như vậy đã rất mạnh rồi. Lúc đầu hắn có lẽ là cam chịu, nhưng nghe nói có bí bảo vương tộc Đông Hải nên có lẽ đã sinh ra một tia hy vọng, bởi vậy nên mới nhịn xuống. Hộ vệ kia nhịn không được cười to nói. Ha ha. Căn cơ võ đạo bị hủy, còn chưa từng nghe nói qua có biện pháp có thể trị hết, tia hy vọng kia của hắn rất nhanh sẽ biến thành tuyệt vọng thôi. Bắc Minh Lai Phong cũng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu nói. Bất quá một thân thực lực của hắn thật không tầm thường, mặc dù tu vị khó có thể tinh tiến nữa, ít nhất cũng có thực lực võ đế trung giai, đối với lần ra biển này cũng là một trợ lực không nhỏ. Đặc biệt là hắn ôm lòng hy vọng, nếu thế sẽ càng toàn lực ứng phó. Hộ vệ kia lộ vẻ lấy lòng, nói. Vì đại kế của công tử, ân oán giữa ta và hắn tạm gác lại chờ sau khi đi biển về cũng được, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có mạng trở về, ha ha. Ba người Bắc Minh Thế Gia và Liêu Dương Băng đều lộ nụ cười âm lãnh, chỉ có điều trong mắt Liêu Dương Băng tựa hồ nhiều thêm một tia tàn khốc. Vân Thiếu thật sự ý định cùng Bắc Minh Thế Gia, còn có Liêu Dương Băng bọn hắn ra biển sao? Trong thương hội Tử Vân, Cẩn Huyên lo lắng nói. Liêu Dương Băng kia vừa nhìn đã biết không phải người lương thiện, mà Bắc Minh Thế Gia, Vân Thiếu tựa hồ không hợp với bọn họ, mạo muội đi cùng như vậy, quá mức nguy hiểm. Lý Vân Tiêu tựa hồ một mực lâm vào trầm tư, lúc này mới lên tiếng. Nguy hiểm là có, nhưng cũng không phải đến từ đám bọn hắn,
Việc này ta tự có mưu tính, Cẩn Huyên không cần quan tâm. Hắn nhìn thoáng qua Cự An Nhiên bên người, nói. Hội trưởng đại nhân, có tin tức về Linh Nhi không? Cự An Nhiên lắc đầu nói. Trấn Hải Thiên ở nơi xa xôi, tuy không phải thế ngoại đào nguyên, nhưng một hội trưởng nho nhỏ như ta, còn chưa có tư cách biết được tin tức hành tung hội trưởng đại nhân. Bất quá ta chỉ cần báo tình huống Vân Thiếu lên trên, có lẽ rất nhanh sẽ được phản hồi thôi. Ân, giờ cách địa lão thiên hoang mở ra chỉ còn nửa tháng nữa, ta liền ở lại Trấn Hải Thiên này tu luyện a, một mặt chờ đợi tin tức về Linh Nhi. Lý Vân Tiêu nói với hai người. Nơi này có hòn đảo nào linh khí dồi dào một chút không? Cẩn Huyên nghe được nội tâm nổi lên tư vị nói không nên lời, chỉ cảm thấy ê ẩm, nếu không phải vì chờ đợi tin tức Đinh Linh Nhi, sợ rằng hắn đã không ở lại đây rồi. Nhưng nàng cũng đồng thời vui vẻ thay Đinh Linh Nhi, âm thầm trách cứ bản thân không nên có tâm thái nữ nhân nhỏ nhen như vậy, huống hồ Vân Thiếu vốn chính là của Đinh Linh Nhi, mình ghen tuông làm gì chứ? Nhưng càng nghĩ vậy, nàng lại càng khổ sở lòng chua xót. Cự An Nhiên suy nghĩ một chút, mới cười khổ nói. Hồi bẩm Vân Thiếu đại nhân, bên này trong vòng ngàn dặm không có hòn đảo linh khí dồi dào nào cả. Nếu không Bắc Minh Thiên Lộc kia cũng không cần chạy không biết tung tích. Nếu chỉ là tu luyện nửa tháng thì Thương hội Thiên Nguyên có thể cung cấp đầy đủ nguyên thạch cực phẩm, dựng ra một mật thất tu luyện để Vân Thiếu sử dụng. Lý Vân Tiêu đang muốn đáp tạ, Cẩn Huyên vội hỏi. Mật thất như vậy, Thương hội Tử Vân cũng có thể dựng. Không cần làm phiền cư hội trưởng rồi. Cư An Nhiên cũng nhìn ra tình nghĩa mà Cẩn Huyên dành cho Lý Vân Tiêu, nhưng về phần Lý Vân Tiêu có thái độ gì với Cẩn Huyên thì hắn không rõ. Nhưng đây cũng không phải là chuyện hắn có thể quan tâm, liền cười nói. Vậy thì làm phiền Cẩn Huyên đại nhân rồi. Mấy người trao đổi một lúc, sau khi hiểu được một ít chuyện về Đông Hải, Cư An Nhiên liền cáo từ rời đi. Cẩn Huyên lập tức bảo Giang Thiên Dong lấy ra tất cả nguyên thạch cực phẩm trong thương hội. Hơn nữa còn trao đổi với thương hội ở phụ cận, để duy trì Lý Vân Tiêu tu luyện trong nửa tháng. Sau khi xác nhận người sau lưng thương hội Tử Vân chính là Lý Vân Tiêu, cách cục thế lực thương hội mới tại Trấn Hải Thiên đã không cách nào thay đổi, trừ phi ngày nào đó Lý Vân Tiêu đột nhiên tiêu đời, lúc này mới có thể một lần nữa thay đổi cách cục mới. Tất cả hội trưởng thương hội cũng đều là người khôn khéo, biết rõ thuận thế mà làm. Nếu đã không cách nào thay đổi, vậy thì làm tốt quan hệ với Thương hội Tử Vân mới là việc cấp bách hiện giờ. Cho nên phần đông thương hội cũng đều rất hào phóng lấy ra một ít nguyên thạch cực phẩm để hối đoái, hơn nữa giá trị còn thấp hơn thị trường rất nhiều. Khát vọng lớn nhất của Lý Vân Tiêu hiện giờ chính là tranh thủ thời gian tiến giai võ đế, chỉ cần có thể khống chế cửu thiên đế khí, dùng những thủ đoạn của hắn hiện giờ, tuy rằng vẫn không thể xưng hùng đại lục, nhưng đủ để hoành hành không sợ rồi. Tự hắn xây dựng một cái tụ linh trận cỡ nhỏ, nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện. Bất quá chỉ một lát, đã đột nhiên cảm thấy một cổ uy áp lâm không mà đến, cửu thiên đế khí hắn khát vọng đến cực điểm trực tiếp hóa thành kình lực chấn xuống, như thiên thạch muốn nện cho hắn phấn thân toái cốt vậy. Chẳng lẽ là hộ vệ Bắc Minh thế ra sao? Lý Vân Tiêu sau khi suy tư ngắn ngủi liền trực tiếp rút ra trường kiếm, hàn ý trên lãnh kiếm băng xương trực tiếp đóng băng tất cả bốn phía. Một kiếm quét ngang ra, lập tức phá vỡ đế khí kia. Mật thất tu luyện vừa bố trí cũng bị triệt để chôn vùi dưới một quyền một kiếm này, tất cả nguyên thạch cực phẩm đều bị đánh nát bấy, một mảnh nguyên khí như biển lan tràn trong thương hội Tử Vân. Người tới sau một ít, thân ảnh lâm không lập lòe xuống, liền lập tức bắn về phía bờ biển. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, hai con ngươi như nguyệt, nhìn bóng lưng người nọ hắn đã nhận ra là ai, hắn hơi hơi trầm tư. Liền hóa thành một đạo lôi đình, phi độn đuổi theo. Tiếng vang do hai người giao thủ lập tức kinh động tới tất cả mọi người thương hội, bọn người Cẩn Huyên lúc chạy ra đã không còn thấy bóng dáng Lý Vân Tiêu đâu nữa. Giang Thiên Dong thì cảm nhận được nguyên khí đầy trời, lúc này mới phát hiện nguyên thạch cực phẩm mà nàng phải chuẩn bị hơn nữa ngày này đều đã hỏng rồi, cảm thấy cực kỳ đau lòng. Lý Vân Tiêu đuổi theo một lát, hai người đã một trước một sau ra khỏi Trấn Hải Thiên, trực tiếp tiến vào Đông Hải. Bay ít nhất hơn ngàn dặm, người phía trước mới dần ngừng lại. Lý Vân Tiêu cũng thoát ra thân hình, lâm không mà đứng, lạnh lùng nói. Liêu thành chủ, loại phương thức chào hỏi này rất đặc biệt a. Người nọ xoay người lại, khóe miệng ngậm lấy vui vẻ, đúng là Liêu Dương Băng. Lý Vân Tiêu còn tưởng rằng hắn định nói gì đó, lại không nghĩ tới đối phương không nói hai lời, liền trực tiếp ra tay, một đạo đao mang thanh sắc lập tức chảm phá không gian mà đến.
nước biển dưới ngàn mét đều bị hóa thành hai nửa dưới một đao này. Lý Vân Tiêu tuy rằng thủ đoạn rất nhiều, nhưng chính diện ngạnh kháng công kích của võ đế trung giai vẫn cảm thấy rất cố hết sức. Hắn trực tiếp tế ra giới thần bi, thế giới chi lực kéo dài ra trên không trung, điên cuồng cắn nuốt đao khí đầy trời, lượn vòng tới chỗ đao mang kia mà đi. Oanh! Dưới một kích, hào quang giới thần bi liền tán hết bị chấn lui trở về, kéo theo Lý Vân Tiêu cùng bị đánh bay ra xa xa. Nước biển bị dư âm còn lại dẫn dắt, sinh ra lực xoay tròn khổng lồ, một đạo hải lưu cự đại nghịch không mà đi, bay thẳng đến chân trời. Giới thần bi cùng Lý Vân Tiêu tâm thần tương liên, khiến hắn cũng bị chấn đến thất điên bát đảo, tạng phủ trong cơ thể chịu tổn thương tình trạng nhất định, phun ra một ngụm máu tươi. Lý Vân Tiêu cầm N giới thần bi như cục gạch, trong mắt lộ lửa giận nhìn chằm chằm vào Liêu Dương Băng, tâm niệm xoay nhanh, đang suy nghĩ xem có nên hạ sát thủ không. Thực ực Liêu Dương Băng có lẽ không kém Mạc Tiểu Xuyên bao nhiêu, thêm vào pháp tướng kim thân của hắn và Hắc Liên Thiểu Hoàng, tỷ lệ đánh chết Liêu Dương Băng vẫn rất lớn. Đang lúc hắn do dự thì Liêu Dương Băng ở xa xa đột nhiên cười ha hả, chớp động mấy cái liền xuất hiện bên người Lý Vân Tiêu, vẻ mặt vui tươi hớn hở. Lý Vân Tiêu lau đi máu nơi khóe miệng lạnh lùng nói. Cười đã chưa, nếu hôm nay không cho ta một lời giải thích thì thành chủ Trấn Hải Thiên sợ rằng phải thay người rồi. Liêu Dương Băng tự nhiên sẽ không tin tưởng lời hắn, cho rằng chẳng qua chỉ là ngoan thoại tranh giành mặt mũi thôi, phối hợp cười nói. Không phải buồn cười, mà là Liêu Mỗ thật cao hứng. Thực lực Vân Thiếu quả nhiên không khiến ta phải thất vọng, ta nghĩ chúng ta có lẽ có thể hảo hảo nói chuyện rồi. Lý Vân Tiêu ngăn chặn lửa giận trong lòng, lạnh giọng nói. Một đao vừa rồi chính là vì hảo hảo nói chuyện sao? Đương nhiên, Liêu Dương Băng lơ đễnh nói. Lý Vân Tiêu dược vinh danh là nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân, nếu ngay cả một đao của Liêu Mỗ cũng không tiếp được, vậy thì chỉ có thể nói là có tiếng không có miếng, giết cũng thôi đi. Chỉ khi nào ngươi có thể tiếp được một đao của ta, mới có tư cách cùng ta nói chuyện. Hắn nhìn ra mặt Lý Vân Tiêu tràn đầy nộ khí, lạnh nhạt cười nói. Người trẻ tuổi, không nên hở chút liền tức giận, chuyện trên đời vốn chính là vậy, nếu không có thực lực tương đương, sao có thể vui sướng chơi đùa được chứ? Ta biết rõ ngươi khẳng định còn có thủ đoạn át chủ bài, nhưng ta cũng thế, tức giận và đấu khí, đó là hành vi mà người ngu xuẩn mới có. Lý Vân Tiêu trong lòng một mảnh kinh ngạc, Liêu Dương Băng này nhìn qua tùy tiện, chuyện thương hội Lôi Phong còn bị mình dụ dỗ lâm vào trong cục, giờ xem ra cũng không phải là người đơn giản, có lẽ chuyện thương hội Lôi Phong mình có vẻ chiếm được tiện nghi, kỳ thực cũng giúp đối phương cũng không chừng. Hắn lần đầu tiên cảm giác mình đã có chút nhìn nhầm người. Không khỏi đánh giá đối phương thêm vài lần, lúc này mới lạnh lùng nói. Những lời này hy vọng Liêu thành chủ có thể nhớ kỹ, về sau ngàn vạn lần đừng tìm ta tức giận đấu khí a. Con mắt Liêu Dương Băng híp lại thành một đường nhỏ, hì hì cười nói. Ha ha, đương nhiên không rồi, ta cũng đã lớn tuổi rồi, sao lại tức giận đấu khí với đám tiểu bối các ngươi được chứ? Vân Thiếu có thể lập tức kiềm chế tâm tình, quả nhiên cũng không phải hạng người bình thường a. Tâm tình Lý Vân Tiêu giờ phút này đã triệt để bình phục, âm thầm chậm rãi vận khí điều thương, muốn xem thử đối phương định nói gì, nếu không thể khiến mình thỏa mãn vậy thì không chừng vẫn phải thi triển át chủ bài, trực tiếp lấy mạng đối phương thôi. Liêu Dương Băng cho rằng Lý Vân Tiêu chắc chắn châm chọc khiêu khích, nhưng đợi sau một lúc, lại phát hiện đối phương không nói một tiếng, chỉ phối hợp điều tức, lúc này mới cười khổ nói. Tâm tính Vân Thiếu quả nhiên khác người, Liêu Mỗ lần này mời Vân Thiếu đi ra. Kỳ thật là có chuyện cần nói. Hắn cố ý nói hàm hàm hồ hồ, chính là hy vọng đối phương nói tiếp, nhưng lại đợi một hồi, Lý Vân Tiêu vẫn không có chút biểu tình, cũng không biết có nghe không. Cái này khiến hắn đã quen thành chủ, mỗi lần nói chuyện đều có một đám người phụ họa cảm thấy có chút không quen lắm. Hắn nào biết đâu rằng cách nghĩ của Lý Vân Tiêu là muốn tận lực kéo dài thời gian điều tức nội thương trước nói sau, đợi lát nữa hỏa hay chiến thì còn phải để xem. Còn tưởng rằng Lý Vân Tiêu bảo trì bình thản, trong lòng không khỏi bắt đầu bội phục, cũng không hề quanh co lòng vòng nữa, nói thẳng. Ta mời Vân Thiếu đi ra, là vì kết minh với Vân Thiếu, cùng nhau đối kháng Bắc Minh thế gia. À, Lý Vân Tiêu lúc này mới động mí mắt, nhưng mặt vẫn không biểu tình tiếp tục điều tức, lại không nói thêm chữ nào nữa. Liêu Dương Băng lại đợi một hồi, chỉ cảm thấy nói chuyện như vậy thật sự khó chịu, trong ngực như có một tảng đá lớn. Trong mơ hồ cũng sinh ra một chút nộ khí, không thoải mái nói.
Vân Thiếu có hứng thú không? Lý Vân Tiêu vòng vo trong mắt, liếc qua hắn, sau đó lại thu về trực tiếp nhắm mắt lại điều tức. Cái này, ngươi! Sắc mặt Liêu Dương Băng rốt cục trầm xuống, cả giận nói. Vân Thiếu đây là ý gì? Ngược lại nói ý kiến xem thử. Hắn liên tiếp hô mấy lần, Lý Vân Tiêu đều giữ im lặng. Ta giận a, con mẹ nó đây là ý gì? Liêu Dương Băng rốt cục nổi giận rồi, khí thế trên người ngưng tụ, áp bách tới. Lý Vân Tiêu đột nhiên mở mắt ra, hai con ngươi như tinh thần lập lòe, âm thanh lạnh lùng nói. Mới rồi bị một đao của Liêu Thành chủ chém khiến bị thương không nhẹ, đang chữa thương, đừng phiền ta. Ngươi! Liêu Dương Băng khí thiếu chút nữa đã thổ huyết, dậm chân cả giận nói. Chẳng lẽ tổn thương đến ngay cả nói cũng không được sao? Lý Vân Tiêu sau khi ném ra câu vừa rồi, tựa hồ không nghe được gì nữa, đối với tất cả đều chẳng quan tâm. Liêu Dương Băng rốt cục đã hết nhẫn nại, mặt âm trầm bổ tới một trường. Lý Vân Tiêu lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, lập tức lui về phía sau vài trăm mét, hai tay thả lỏng phía sau, lạnh lùng nói. Liêu Thành chủ đây là ý gì? Muốn khiến thương thế chúng ta càng thêm nặng sao? Chúng ta không phải đã hòa giải rồi, đã nói cần hảo hảo nói chuyện rồi sao? Phốc! Liêu Dương Băng rốt cục tức giận phun ra một búng máu, giận dữ hét. Mẹ ngươi, ngươi cũng biết cần hảo hảo nói chuyện sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười, ngửa mặt lên trời nhìn trên trời, lo lắng nói. Thành chủ đại nhân, không nên cử động tức giận, chuyện trên đời xung động là ma quỷ. Nếu là bị tức giận làm cho đầu óc mê muội, thì làm sao có thể cùng nhau chơi đùa khoái trá được đây? Ta biết ngươi khẳng định còn có thủ đoạn con bài chưa lật, nhưng ta cũng như vậy, tức giận và đấu khí, đó là hành vi mà kẻ ngu dốt mới có. Liêu Dương Băng một trận choáng váng, Lý Vân Tiêu đem lời hắn nói thoáng cải biên một chút đáp lại cho hắn, hắn phát hiện đối phương thực sự rất đê tiện tới mức hắn không nhịn được muốn xuất thủ đem đối phương nghiền thành thịt nát nếu không phải đối phương vẫn còn có giá trị lợi dụng mà nói. Lý Vân Tiêu nhìn đối phương cũng tức giận không sai biệt lắm, lại nổi giận xuống phía dưới nữa e là lồng ngực đều phải nổ tung, có chừng mực nói. Ta hiện tại thương thế khôi phục không sai biệt lắm, Liêu Thành chủ có chuyện gì? Phốc! Liêu Dương Băng vừa ngửa mặt lên trời liền phun ra một búng máu tươi, ý tứ là trước mặt mình đều nói vô ích. Trong mắt hắn bắn ra vẻ oán độc, phức tạp thần sắc ở trong mắt lưu chuyển, tựa hồ đang suy nghĩ hỏa hay chiến. Một lúc lâu, hắn mới đưa hết lửa giận áp chế xuống, lộ ra một tia mỉm cười cực kỳ khó coi, cười khan nói. Hắc, 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 đương nhiên sẽ không tức giận. Mới vừa rồi là Liêu Mỗ không phải, để cho Vân Thiếu thoáng bị thương nhẹ, trước chữa thương rồi nói, cũng là nên. Hắn đem yêu cầu lúc trước nói lại một lần, trên cánh tay gân xanh hơi nổi lên. Nếu như Lý Vân Tiêu còn giả bộ ngu ngơ nói ba xạo, hắn liền không nói hai lời sẽ giết người. Cũng may, Lý Vân Tiêu lần này trả lời rất đúng trọng tâm, nói. Cộng đồng liên minh đối kháng Bắc Minh thế gia. Ha ha, mọi người cùng nhau ra biển, không phải đều là đồng bọn liên minh rồi sao? Liêu Dương Băng lúc này mới khôi phục tâm tình bình thường, ha ha cười nói. Vân Thiếu là người thông minh, hơn nữa nhìn ra được cùng với Bắc Minh thế gia cũng không hòa hợp. Dù sao nhân gia là siêu cấp thế lực, chúng ta bất quá là đám quân lính tản mạn, nếu không đoàn kết mà nói, khó bảo đảm không bị thiệt thòi lớn a. Lý Vân Tiêu lặng lẽ nói. Vậy không biết là như thế nào mới gọi là một nhóm đoàn kết? Liêu Dương Băng nghiêm mặt nói. Đầu tiên, giữa song phương đều phải ôm thái độ chân thành không gì sánh được, như vậy mới có thể. Lý Vân Tiêu trực tiếp ngắt lời nói. Đã như vậy. Liêu Thành chủ trước đem đoạn văn tự tin tức lấy ra chia sẻ một chút đi. Ách, cái này. Liêu Dương Băng trong lúc nhất thời không biết nói gì, kinh ngạc sững sờ, nghĩ không ra Lý Vân Tiêu dĩ nhiên trực tiếp bắt lấy lời nói của hắn, trực tiếp đưa ra đòi hỏi như vậy, cho hay là không cho. Nếu cho, tin tức trên văn tự thập phần trọng yếu, có thể nói là một thủ đoạn trọng yếu để chiếm lợi thế, cứ như vậy cho ra khó tránh khỏi quá đáng tiếc. Nếu là không cho. Đây không phải là đánh mình một bạt tai sao, vừa nói cần phải chân thành. Lần này khiến hắn triệt để khó xử, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lý Vân Tiêu cười ha hả, trên mặt lộ ra vẻ giật mình, nói. Lẽ nào Liêu Thành chủ chút chân thành ấy cũng không có, nếu nói chân thành, chỉ là để cho người khác chân thành đối với ngươi thôi sao? Liêu Dương Băng đỏ mặt lên, cắn răng, nói.
dĩ nhiên không phải văn tự tin tức này, mặc dù Vân Thiếu không nói, ta cũng đã dự định đợi lát nữa sẽ đưa cho ngươi, ngươi đã nói tới trước, vậy bây giờ đưa cũng không sao. Trong tay hắn đánh ra một đạo ngọc phù, hóa thành một đạo thanh quang hướng phía Lý Vân Tiêu vào tới. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ nhúc nhích, xem ra Bắc Minh thế gia cường đại tham gia, đã khiến con lão hồ ly này cũng sinh ra cảm giác bất an cực lớn, do đó không tiếc nhịn đau cắt thịt tìm kiếm đồng minh. Lý Vân Tiêu đem ngọc phù nắm trong tay, một đạo thần thức trực tiếp xâm nhập đi vào, bắt đầu tìm đọc tin tức bên trong. Lúc sau con người hơi co lại, lập tức hóa thành bình thường, trên mặt nhìn không ra bất luận thần sắc gì, nhưng tựa hồ đang trầm tư. Liêu Dương Băng vẫn luôn quan tâm thần sắc của Lý Vân Tiêu, thấy hắn dĩ nhiên bình tĩnh như thế, nội tâm không khỏi đối với hắn coi trọng vài phần, hắn ngược lại cũng không vội, lẳng lặng chờ, đối phương tự nhiên có thể phán đoán thực giả của nội dung. Một lát sau, Lý Vân Tiêu mới nói. Tin tức này là thật, Liêu Thành chủ chân thành quả nhiên cũng không phải đọng ở bên mép nói nhảm, khiến bản thiếu hết sức cảm động. Ha ha, cảm động thì không cần, hy vọng ở trong hành động có chiếu cố lẫn nhau, đừng cho Bắc Minh thế gia ăn chắc chúng ta là được. Liêu Dương Băng vui vẻ cười nói, nhìn ra được cũng là thở phào nhẹ nhõm, nói. Được rồi, sau nửa tháng ta cũng sẽ đến Hồng Nguyệt Thành. Hy vọng có thể tiến địa lão thiên hoang xem có thể đạt được một ít cơ duyên hay không. Vân Thiếu và Hồng Nguyệt Thành quan hệ vô cùng tốt, đến lúc đó mong rằng chiếu cố nhiều hơn. Lý Vân Tiêu cười nhàn nhạt một tiếng, nói hắn cùng với Hồng Nguyệt Thành quan hệ tốt, vậy thì thật là hiểu lầm lớn bằng trời rồi. Nhưng xem ở trong mắt Liêu Dương Băng, lại cho rằng đối phương đã đồng ý, nhất thời tâm tình thật tốt. Hắn tuy rằng nhất phương bá chủ, là vương của Hải Thiên Trấn, nhưng đến loại địa phương như Hồng Nguyệt Thành, cũng chỉ là một lâu la không đáng để mắt mà thôi, có người quen dựa vào, cũng có chút yên tâm. Liêu Dương Băng ném ra một cái túi đựng đồ cho Lý Vân Tiêu, nói. Bên trong này là một ít cực phẩm nguyên thạch, vừa trước khi ta Triệu Vân Thiếu đi ra, bị hủy không ít nguyên thạch, chỗ này đủ bồi thường chứ. Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua, chỉ nhiều không ít, cười nói. Liêu Thành chủ chân thành, ta càng cảm nhận được rõ ràng hơn. Hai người nhìn nhau cười, lại nói thêm vài câu không quan hệ, lúc này mới hóa thành lưỡng đạo quang mang rời khỏi. Ngay sau khi hai người rời đi một lát, cây cột nước biển nghịch thiên vọt lên mới dần dần biến nhỏ, từ trên mặt biển tiêu thất, thế nhưng vòng xoáy trong biển lại vẫn như cũ cuồn cuộn liên tục, giảo động bốn phía hải vực. Ở dưới vòng xoáy địa phương không biết sâu bao nhiêu, một đám đầu hải tộc chiến sĩ râu dài, trên người mặt một tầng giáp xác trong suốt đang hoảng sợ làm thành một vòng. Ai nấy trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, trong tay nắm cương xoa, cảnh giác như lâm đại địch, trong mắt trợn lên như muốn lồi ra tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm phía trên vòng xoáy. Có chừng mấy trăm người, cũng không biết là chủng tộc nào, cứ như vậy ở trong kinh hãi vượt qua hồi lâu, vẫn như cũ không dám nhúc nhích. Một tên trong đó vóc người hơi chút khôi ngô, tựa hồ là tộc trưởng quần tộc Á Ni, tu vi ở khoảng đê giai vũ tôn, sắc mặt một mảnh trắng bệch, thần tình khẩn trương không nói ra lời. Một lúc lâu, hắn mới động đậy yết hầu, mở miệng nói. Tựa hồ không có động tĩnh, Minh Bố, người đi tới trinh thám một chút hai gã cường giả có đúng là đã đi rồi hay không? Một gã hải tộc thân thể người thân hình hơi dài run rẩy, trong mắt lồi thật lớn lộ ra vẻ sợ hãi, nội tâm hắn cực không muốn đi, nhưng mệnh lệnh của tộc trưởng không thể làm trái, vẫn là dũng cảm đi lên chậm rãi bơi đi. Qua hồi lâu, dường như đêm tối dài dằng dặc, Minh Bố xuất hiện lần nữa ở trước mắt mọi người, vội vàng hoan hô nói. Đi cả rồi, bên ngoài không có cường giả. Dầm. Chúng nhân trong tộc thở phào nhẹ nhõm, khí thế nghiêm chỉnh mà đợi đột nhiên tiêu tán, cả đám khom người, bơi ra đáy biển. Tộc trưởng cũng là nặng nề thở ra một hơi, trong mắt còn có một tia kinh hãi, nói. Một tên nhân tộc nam tử trong đó chí ít cũng là tu vi cửu thiên cảnh. Quá kinh khủng, tuy rằng gần biển bình thường có nhân loại đi ra bắt giết động vật biển, nhưng cực ít gặp phải cường giả kinh khủng như vậy. Minh Bố cũng là nghĩ mà sợ nói. Tộc trưởng, chúng ta coi như là cao cấp hải tộc, thống lĩnh vạn dặm phụ cận hải vực, vì sao không chọn địa phương thâm nhập một chút định cư, cả ngày tại gần biển lo lắng hãi hùng, thỉnh thoảng đều sẽ có tộc nhân gặp phải đám nhân loại cường giả mà chết. Minh Bố nói lập tức đạt được đa số người tán thành, nhưng cũng có chút lão giả thở dài lắc đầu. Tựa hồ có ẩn tình nào đó. Tộc trưởng cũng là than thở. Ai, ta làm sao thường không muốn đây. Nhưng trong vòng biển sâu tộc quần đấu tranh càng thêm thảm liệt,
chúng ta mặc dù ở gần biển, nhưng ít ra trôi qua an an ổn ổn, hơn nữa gần biển cùng nhân loại bàn bạc, chủng tộc chúng ta còn gánh vác mệnh lệnh của vương tộc giám thị nhân loại, cùng với cấu tạo một đạo phòng ngự tuyến gần biển. Minh Bố và đông đảo thiên giã hà tộc tộc nhân trẻ tuổi đều là thất kinh, Minh Bố nói. Giám thị nhân loại và cấu tạo thành một đạo phòng ngự tuyến. Trọng trách nặng nề như vậy chúng ta làm sao đảm đương nổi. Hơn nữa vô duyên vô cớ thủ hộ hải vực, vương tộc ngay cả một điểm chỗ tốt cũng không cấp. Tộc trưởng sắc mặt đại biến, nổi giận nói. Câm miệng dám nói thẳng vương tộc, người muốn chết sao? Khí thế trên người hắn vừa để xuống, lập tức đem Minh Bố chấn tới phun ra một búng máu, chở mình bay ra ngoài. Tộc trưởng nhìn Minh Bố kinh khủng không ngớt, lạnh lùng nói. Cẩn thận họa là từ miệng mà ra, chính người muốn chết không sao, chớ liên lụy đến tộc quần chúng ta. Minh Bố liên tục gật đầu xưng vâng, thân thể run rẩy lợi hại. Tộc trưởng lúc này mới chậm rãi hạ giọng nói. Chỗ tốt kỳ thực cũng là có. Bất kỳ một hải tộc nào thống lĩnh bên trong hải vực, ít nhiều đều sẽ tao ngộ tộc quần dưới trướng bất mãn và phản kháng, bình thường phát sinh sự tình tranh giành lật đổ. Mà ở gần biển vạn dặm hải vực, hải tộc có cùng thực lực với chúng ta chỉ có 2-3 cái, nhưng cho tới bây giờ không dám chống lại mệnh lệnh của tộc ta, đều là bảo sao làm vậy, ngươi cho là thực lực của tộc quần chúng ta để cho bọn họ đảm chiến sao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn hừ nói. Còn có những tộc quần này hàng năm tiến cống tới tài nguyên, ngươi cho là bọn họ nội tâm không có lửa giận, không muốn cướp lấy vị trí của chúng ta thay thế sao? Còn không phải là bởi vì chúng ta thống trị địa vị cũng không phải là tự mình tranh đoạt tới, mà là Đông Hải Vương tộc ban cho, bọn họ ai dám phản kháng? Thiên giã hà tộc trẻ tuổi đều là nghe được trợn mắt há hốc mồm, thế mới biết trong đó lại có bí ẩn như vậy. Tộc trưởng bộ dáng có chút mệt mỏi, phất phất tay nói. Các ngươi đều lui ra đi, nhớ kỹ làm tốt các loại công tác dò xét, đặc biệt mấy ngày nay, vương cung có thể sẽ phái sứ giả đến đây, cần phải tiếp đãi tốt, để cho vương tộc một cái ấn tượng tốt. Dạ, mọi người lên tiếng trả lời, đang định thối lui, trong lúc bất chợt người người sắc mặt đại biến, chỉ thấy một đám bóng ma từ đàng xa bơi tới, khí tức khổng lồ kia không chút nào che lấp, khiến mỗi người đều nội tâm chấn động. Nhân số của bóng ma kia nhiều tới mức hầu như giống như là một hải tộc quần thể. Trong lòng thiên giã hà tộc tộc trưởng hoảng hốt, vội vàng cao giọng quát dẹp đường. Ở đâu ra tộc quần, dám xông thẳng vào hải vực do thiên giã hà tộc ta thống lĩnh mà không chào hỏi, các ngươi thật to gan. Thanh âm của hắn cực lớn, ở đáy biển nhộn nhạo lên, cơ hồ là trực tiếp rót vào trong tai mỗi người, nhưng phía trước bóng ma lại không nhúc nhích chút nào, rất nhanh liền hiện lên trên bầu trời của mọi người. Có chừng mấy trăm người, cả đám sắc mặt hung thần, đều là cường giả. Thiên giã tộc tộc trưởng kinh hãi nói. Các ngươi rốt cuộc là chủng tộc phương nào? Ta chính là lĩnh vực thống lĩnh do Đông Hải vương tộc phân phong gần biển, nhận vương tộc mệnh lệnh quản lý nơi đây. Thanh âm của hắn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt lộ ra một mảnh kinh hãi, bởi vì hắn đã thấy đoàn người thủ quả nhiên chiến thuyền trên chiến hạm, rõ ràng khắc một cái thượng cổ chân long. Trong bốn biển. Dám dùng chân long làm tiêu ký, chỉ có Ba Gia và Tứ Hải vương tộc. Thiên giã hà tộc tộc trưởng vừa nhìn thấy cái tiêu ký này, lập tức ngậm miệng lại, hoảng sợ vội vàng quỳ xuống, phục phục trên mặt đất, run rẩy nói. Thiên giã tộc tộc trưởng Minh Bá tham kiến vương cung sứ giả đại nhân. Tâm tình của giờ khắc này Minh Bá giờ khắc này sợ tới cực điểm, thân thể cũng không nhịn được run rẩy. Vương tộc sứ giả đi ra dò xét, tối đa chỉ 2-3 người mà thôi. Lần này lại có đủ hơn 100 người, hiển nhiên không đơn giản, cổ lực lượng này đủ để đem bộ tộc thiên giã hà của hắn triệt để diệt sạch. Người của bên kia vừa nghe, đều là hoảng sợ phát thông quỳ rạp xuống một mảnh, đặc biệt Minh Bố, sợ đến hầu như muốn vỡ mật. Chiến hạm bất quá là phòng theo bát giai chiến hạm của nhân loại luyện chế mà thành, nhìn qua càng thêm uy phong hơn một ít. Hải tộc tuy rằng tài nguyên phong phú, nhưng thuật luyện sư cực kỳ khan hiếm, huyền khí vạn phần thưa thớt. Lại cấm chỉ cùng nhân loại thông thương, vì vậy có thể cưỡi bát giai chiến hạm, đã là tồn tại đỉnh cấp. Ở trên chiến hạm truyền đến một đạo thanh âm trầm trọng, tựa hồ là một gã thanh niên nam tử, nói rằng. Là các ngươi đưa tin vương cung, nói phát hiện một thạch quan ấn có chân long tiêu chí. Dạ, dạ, đúng vậy ạ. Minh Bá run rẩy nói. Trước đó vài ngày thuộc hạ trong lúc tuần hải, phát hiện một khối thạch quan lẳng lặng nằm ở đáy biển. Mà mặt trên ngoại trừ các loại hoa văn,
còn khắc ấn có chân long tiêu chí. Vì vậy thuộc hạ không dám vọng động, lập tức đưa tin vương cung, mà đợi nghe theo mệnh lệnh. Trên chiến hạm thanh âm lần thứ hai truyền đến, nói. Ừ, các ngươi làm không tệ, thạch quan hiện tại ở đâu, mang ta đi nhìn. Minh bá lập tức bò người lên, thận trọng ở trước mặt dẫn đường, mà người của thiên giã bộ tộc còn lại vẫn như cũ quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy. Rất nhanh, một đám người liền đi đến một chỗ hải vực phổ thông, một khối thạch quan lẳng lặng cắm nghiêng ở đáy biển, chỉ còn gần một nửa lộ ở phía trên, nhưng rõ ràng có thể thấy được chân long ấn ký chữ khắc vào trên đồ vật đó. Ân, đây là Bắc Hải tụ mệnh thiên quan. Trên chiến hạm giọng nam lấy làm kinh hãi, sau một khắc, liền thấy thân ảnh một vĩ ngạn xuất hiện ở trước tụ mệnh thiên quan, cẩn thận quan sát. Thân ảnh kia vươn tay ở trên quan tài nhẹ nhàng sờ nắn, lập tức một đạo phong ấn nổi lên, tản mát ra thất thải quang mang. Nam tử khẽ nhíu mày, tựa hồ đang suy tư điều gì, trong tay thi triển ra pháp quyết cổ quái, từng cái điểm tới trên phía thạch quan, mỗi điểm một cái, thất thải quang mang đã mở đi vài phần, đến cuối cùng rốt cục toàn bộ tiêu thất. Nam tử nhẹ nhàng vỗ, nắp nặng nề quan tài ùng ùng mở ra, một khuôn mặt anh tuấn mà tái nhợt hiện lên ở trước mắt hắn. Nam tử con ngươi đột nhiên co rút, kinh hô. Bắc Hải nhuận tường. Hắn vội vàng dùng tay tham nhập trong đó, phát hiện nhuận tường đã lâm vào cực độ hôn mê, mệnh như mảnh chỉ treo chuông. Tụ mệnh thiên quan này chính là đạo cụ bảo mệnh chuyên dùng của Bắc Hải vương tộc, một đạo thi triển ra, thiên quan có thể trong nháy mắt phá không mấy trăm vạn dặm mang người hướng tới biển rộng. Đồng thời mở ra phòng ngự và trận pháp bảo mạng, đồng thời sẽ có tin tức trực tiếp đem vị trí tọa độ thiên quan truyền quay lại Bắc Hải vương cung. Nam tử nhìn sắc mặt của nhuận tường âm trầm bất định, tự lẩm bẩm. Bắc Hải nhuận tường ở trong tứ hải cũng là danh khí đại thịnh, trong lớp trẻ tuổi hiếm có địch thủ, rốt cuộc là ai đánh hắn thành trọng thương như vậy. Nghe đồn trên người người này có long chi bí bảo, cũng không biết còn ở đó hay không. Trong mắt hắn lóe lên một tia quang mang. Đưa tay hướng tới bên trong thạch quan tìm kiếm. 3. Đột nhiên tay hắn bị đánh một cái, chấn ra thạch quan. Tụ mệnh thiên quan mạnh mẽ từ trong bùn cát dưới đáy biển vọt ra, bay nhanh lui về phía sau mấy chục thước mới dừng lại, bởi nắp quan tài đã bị mở ra, nhuận tường cả người đều hiện ra ở trước mắt mọi người, trên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như đao, bước thẳng tới thanh niên nam tử kia. Nghiễm dịch, là ngươi dám động ta. Gương mặt của nhuận tường ở trong tụ mệnh thiên quan vặn vẹo, trong đôi mắt đều là lửa giận. Hắn thời khắc này trạng thái thân thể căn bản vô pháp đi ra thiên quan một bước, không có phương pháp tụ mệnh bên trong thiên quan, sợ là đi ra ngoài sẽ lập tức tử vong, nếu là nghiễm dịch lúc này muốn giết hắn, đó là dễ như trở bàn tay. Nghiễm dịch cũng là trong lòng kinh hãi, nghĩ không ra đối phương cũng không phải hôn mê, mà là tiến nhập trạng thái giả chết tự mình chữa trị, hơn nữa tính cảnh giác còn cao như vậy. Trên mặt hắn hừ lạnh một chút, âm dương quái khí nói rằng. Hắc, nghĩ không ra nhuận tường biểu ca dĩ nhiên sắp tỉnh lại, làm hại biểu đệ ta Bạch lo lắng vô ích một hồi. Hắn một câu nói liền đem hành vi mình muốn ham long chi bí bảo chuyển thành quan tâm bảo vệ. Nhuận tường trầm trọng hừ một tiếng, đối phương nói như vậy, hắn cũng không thể bóc trần hoặc tỏ vẻ không cảm kích, bằng không sẽ thực sự có thể xong đời. Nghiễm dịch tâm niệm thay đổi thật nhanh, nếu nhuận tường đã tỉnh lại. Giết là tuyệt đối không thể giết, bởi vì bên trong thiên quan có bí pháp trực tiếp liên hệ Bắc Hải vương cung, cũng không biết hắn đã đưa tin đi trở về không, nếu là mạo muội giết, vậy tất nhiên khiến cho hải tộc đại chiến, thật là tứ hải đại họa. Hắn suy nghĩ một lát, liền lộ ra dáng tươi cười nhu hòa, nói. Không biết biểu ca làm sao thảm hại như thế, quả thật khiến biểu đệ cảm thấy chấn kinh rồi. Nhuận tường cũng cảm nhận được đối phương không có địch ý. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói. Nói rất dài dòng, xin biểu đệ hãy giúp ta liên hệ hạ Bắc Hải vương cung, để cho bọn họ phái người tới đón ta trở lại. Nga! Trong mắt nghiễm dịch thần sắc lóe lên, bất động thanh sắc hỏi. Ta nghe nói tụ mệnh thiên quan một ngày tự hành khởi động, sẽ gặp đem tọa độ nơi đó trực tiếp truyền tống quay về Bắc Hải, chẳng lẽ lời đồn có sai lầm, hoặc giả thiên quan này xảy ra vấn đề. Nhuận tường sắc mặt chợt biến. Nội tâm thầm nghĩ không tốt. Tụ mệnh thiên quan đích thật là có loại công năng này, nhưng tin tức đã phát ra rất nhiều ngày, cũng không thấy người của Bắc Hải tới tìm, nhuận tường lúc này trong lòng cũng không nắm chắc, đưa tin có đúng là đã xảy ra vấn đề hay không. Nếu là một ngày xác thực nhận thức xảy ra vấn đề, sợ là đối phương trực tiếp sẽ hạ sát thủ.
Nhuận Tường kềm chế nội tâm sợ hãi, lớn tiếng quát dẹp đường. Nghiễm Dịch, người đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn giết ta phải không? Nghiễm Dịch bị hắn nói thẳng xuyên thấu suy nghĩ trong tâm, trái lại có chút do dự bất định, rốt cục cười nói. Biểu ca đây là nói cái gì vậy? Bên trong tứ hải vương tộc đều là huynh đệ tỉ muội, biểu ca nói như vậy, thực sự khiến biểu đệ cảm giác sâu sắc thất vọng đau khổ. Nhuận Tường lạnh lùng nói. Không phải là tốt rồi, bằng không khiến cho hải tộc đại chiến, đó là phụ vương ngươi cũng không giữ được ngươi. Trong lòng Nghiễm Dịch kịch liệt nhảy lên, nghĩ đến hậu quả kia, đích xác không phải là mình có thể gánh nổi, nhất thời trong lòng bỏ đi suy nghĩ sát nhân đoạt bảo, nụ cười trên mặt trở nên chân thành, nói. Biểu ca đa tâm rồi, trên người ta vừa lúc mang theo một lọ linh nhũ vạn năm của Đông Hải ta, bên trong còn có 3 giọt. Nhuận Tường động dung đứng lên, cả kinh nói. Nghe đồn chỉ cần 1 giọt liền có thể làm người chết sống lại, thịt bạch cốt linh dược. Ha ha! Nghiễm Dịch lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng, cười nói. Mặc dù không có khoa trương giống như trong lời đồn, nhưng đích thật là thánh dược chữa thương. Mặc dù biểu ca thời khắc này thương thế, ta phỏng chừng cần 2 giọt là đủ. Nhuận Tường vội vàng nói. Vậy đa tạ biểu đệ rồi, nhanh lên cho ta đi. Cho! Nghiễm Dịch lộ ra một thần sắc khoa trương, vội vàng lắc đầu nói. Biểu ca có chỗ không biết, linh nhũ vạn năm mặc dù ở Đông Hải Vương Cung cũng là vật chân quý dị thường. Trong đó 1 giọt là phụ vương ban tặng, 1 giọt khác chính là mẫu hậu yêu thương ta len lén cho, về phần giọt còn lại, ha ha, nói ngươi cũng không biết. Nói chung linh nhũ này là vạn kim khó đổi được, biểu đệ cũng thập phần ngạc nhiên, luyến tiếc đem cho a. Nhuận Tường bình tĩnh khí, nói. Biểu đệ nếu luyến tiếc đem cho, nhưng lại lấy ra để vi huynh xem, tất nhiên là có điều kiện. Nghiễm Dịch cười nói. Thật sự là Đông Hải vật tư bần cùng, so ra kém biểu ca chỗ ở Bắc Hải xa hoa a. Ta nghe nói trên người biểu ca có vài món chân long bí bảo. Nhuận Tường sắc mặt đại biến, cả giận nói. Biểu đệ có tính toán thật tốt, chẳng lẽ muốn cầm linh nhũ đổi lấy chân long bí bảo của ta sao? Nghiễm Dịch khiêm tốn cười cười, nói. Chân long bí bảo cũng phải sống mới có thể dùng, biểu ca đã thành bộ dạng này phải dựa vào tụ mệnh thiên quan, cũng không biết còn có thể sống sót hay không, nếu là không muốn chết, vậy chân long bí bảo còn có ích lợi gì? Nhuận Tường tức giận hừ nói. Thiên quan này đủ để bảo đảm ta không chết, chờ người của Bắc Hải vừa đến, tự nhiên có biện pháp đem ta trị liệu. Nga, biểu ca chính là tự tin thiên quan đem tọa độ truyền trở lại. Nghiễm Dịch cười lạnh nói. Nếu là trong đó xảy ra chuyện không may, lỡ mất biểu ca cứu trị, không nói đến tính mệnh có thể bảo trụ hay không, coi như là bảo vệ, nếu là ảnh hưởng đến võ đạo căn cơ, hậu quả kia, ha ha, biểu ca chắc là người thông minh. Đương nhiên, ta nhất định sẽ giúp đỡ biểu ca thông chi Bắc Hải Vương Cung, chỉ là ta đây lần này xuất cung có nhiệm vụ trong người, phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở lại, vậy làm sao cũng phải dừng lại 1 năm rưỡi nữa đi. Trong lòng Nhuận Tường lửa giận hừng hực thiêu đốt. Nhưng lúc này thân bất do kỷ, không thể không cúi đầu, việc Nghiễm Dịch nói cũng chính là điều mà hắn lo lắng. Được, ta đổi 3 giọt linh nhũ tới lấy. Sau khi nghĩ thông suốt, Nhuận Tường rốt cục vẫn phải nghĩ bảo mệnh quan trọng hơn, cắn răng nghiến lợi nói. Trong mắt Nghiễm Dịch lóe lên sắc mặt vui mừng, nhưng vẫn là khoa trương cả kinh nói. 3 giọt toàn bộ đều muốn, biểu ca có bao nhiêu long chi bí bảo a? Cái gì? 3 giọt linh nhũ của ngươi chẳng lẽ còn đổi lấy vài món? Nhuận Tường chỉ cảm thấy một ngụm nộ khí công tâm, thiếu chút nữa trực tiếp tức giận ngất đi. Đương nhiên, Nghiễm Dịch nghiêm mặt nói. Vạn năm linh nhũ chân quý và công hiệu biểu ca đã biết được, tuyệt không ở dưới chân long bí bảo, huống hồ biểu ca lúc này đang chờ người cứu mạng đấy. 1 kiện chân long bí bảo đổi lấy 1 giọt linh nhũ. Phốc, Nhuận Tường nghe được cái giá tiền này, rốt cục phun ra tiên huyết. Ở trong thiên quan tức đến run người, cả giận nói. Cút ngươi loại tiểu nhân bỏ đá xuống giếng này, lão tử cho dù chết, cũng không cần linh nhũ của ngươi. Nghiễm Dịch sắc mặt nhất thời trầm xuống, hừ lạnh nói. Biểu ca xuất khẩu quá đả thương người rồi, không đổi liền không đổi, buôn bán tự do, cần gì phải mắng chửi người sao? Hắn nói xong liền đem linh nhũ thu vào, nói. Nếu là biểu ca lúc nào nghĩ thông suốt, có thể tùy thời tới tìm ta. Biểu đệ phỏng chừng sẽ ở hải vực gần biển nghỉ ngơi một trận. Được rồi, để phòng ngừa có người quấy nhiễu biểu ca chữa thương,
biểu đệ sẽ đem phụ cận ngàn dặm nơi đây đều dùng cấm chế phong kín, bảo chứng biểu ca an toàn. Nhuận Tường vừa nghe, càng là sắc mặt đại biến, lập tức hiểu được ý nghĩ của đối phương. Nếu là Nghiễm Dịch đem bốn phía phong kín, như vậy Bắc Hải Vương Cung mặc dù chiếm được tin tức và tọa độ, nhất thời nửa khắc cũng tìm không tới, điều này tương đương với đem hắn giam lỏng ẩn núp. Trong khoảng thời gian này tới nay, Nhuận Tường thương thế ở bên trong tụ mệnh thiên quan tuy rằng đạt được ức chế, lại vẫn như cũ hiện ra tình huống chuyển biến xấu, nếu là lại không nhận được cứu trị, e rằng sẽ thật sự tổn hại đến võ đạo căn cơ. Nghiễm Dịch ngươi đừng đi. Nhuận Tường sau một lúc cân nhắc, rốt cục mở miệng gọi lại Nghiễm Dịch đang muốn rời khỏi. Nga, biểu ca thay đổi chủ ý. Nghiễm Dịch gương mặt đắc ý, khóe miệng mang theo dáng tươi cười trêu chọc, tựa hồ đã sớm liệu đến hắn sẽ thay đổi chủ ý. Nhuận Tường vẻ mặt âm trầm, nói. Chân Long Bí Bảo không có khả năng cho ngươi, nhưng ta có thể dùng đồ vật khác đến đổi. Nghiễm Dịch hơi biến sắc mặt, cười lạnh nói. Biểu ca đây là đang nói đùa chứ? Vạn năm linh nhũ giá trị cao, hầu như được xem là có thêm một cái mạng, không có Long Chi Bí Bảo, coi như là Long Tinh ta cũng không đổi. Nhuận Tường gương mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói rằng. Thủy Long Chi Huyết. Cái gì? Nghiễm Dịch toàn thân run rẩy một chút, cả người giống như sét đánh, bị cả kinh liên tiếp lui về phía sau, sợ hãi nói. Đùa gì thế, ngươi có Thủy Long Chi Huyết? Không chỉ có là Nghiễm Dịch. Sau lưng mấy trăm tên hải tộc chiến sĩ cũng đều khiếp sợ không thôi, thậm chí đưa tới một trận rối loạn. Những chiến sĩ này đều là vóc người dị thường cao to, khuôn mặt dữ tợn, hai chiếc răng nanh to lớn chiếm cứ phân nửa khuôn mặt, lớp da dày vừa nhìn đã có lực phòng ngự cực mạnh, là một chi nhánh của Sỉ Kình tộc trong hải tộc, cũng là thượng tầng siêu cấp chủng tộc, tự nhiên minh bạch giá trị của Thủy Long Chi Huyết. Nếu nói Thủy Long, chính là tổ tiên đời thứ nhất của Tứ Hải Vương tộc, cũng là hậu duệ gần nhất của Chân Long. Minh Bá vẫn luôn hoảng sợ đứng ở một bên, vô cùng cẩn thận, hai người nói chuyện hắn nghe cũng không phải quá hiểu, cũng không muốn hiểu, chỉ biết đều là tồn tại không thể trêu chọc. Trong giọng nói khó có thể ức chế được khiếp sợ và hoài nghi, Nghiễm Dịch lạnh lùng hừ nói. Biểu ca từ lúc nào trở nên thích nói đùa như thế? Có Thủy Long Chi Huyết ngươi lại không cần, còn để cho ta. Nhuận Tường mỉm cười, nói. Dĩ nhiên không phải là Thủy Long Chi Huyết thực sự. Mà là vô hạn tiếp cận ngươi có thể cảm thụ một chút. Một đạo hồng quang từ trong thiên quan bắn đi ra, chỉ là một tia vị đạo huyết khí. Nghiễm Dịch không cho là đúng, cười lạnh nói. Nếu nói vô hạn tiếp cận, đều là phóng rắm, biểu ca ngươi đừng vọng tưởng. Thanh âm của hắn đột nhiên ngừng lại, trên mặt hiện ra ngạc nhiên, sau đó là khiếp sợ, tiếp theo là vô cùng kinh hãi. Mà Nhuận Tường lại vẫn là lạnh lùng cười. Tựa hồ đã sớm dự liệu đến hắn sẽ có biểu lộ như vậy. Máu này, máu này. Nghiễm Dịch kích động đến sắc mặt đều đỏ bừng, vội vàng nói. Máu này là từ đâu tới? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thực sự tràn đầy vị đạo của Thủy Long A. Nhuận Tường lạnh lùng nói. Những điểm này không phải là chuyện mà biểu đệ nên biết, đổi hay không đổi, chỉ cần một câu nói. Nghiễm Dịch đem thần sắc kích động đè xuống, con người đảo một vòng. Dịu dàng cười nói. Nếu biểu ca còn có thứ tốt bực này, vậy dĩ nhiên là phải thay đổi, một giọt linh nhũ vạn năm đổi 10 giọt huyết dịch loại này. Hừ, Nghiễm Dịch, người chớ ở trước mặt ta giả bộ, loại huyết dịch này giá trị cao căn bản là khó có thể đánh giá, thậm chí còn ở trên Chân Long Bí Bảo, một giọt máu đổi 3 giọt linh nhũ của ngươi, nếu không thành cũng không sao, thương thế của ta bất quá kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Nhuận Tường gương mặt bình tĩnh. Tựa hồ lười lại nói, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nghiễm Dịch sắc mặt đại biến, trầm tư nói. Nếu là Thủy Long Chi Huyết thật, một giọt đương nhiên đáng giá nhưng huyết dịch này rõ ràng có khiếm khuyết, ta cầu được một giọt, huyết mạch phản tổ tỷ lệ cũng không lớn a. Chỉ cần có 2 giọt, ta liền đổi. Thủy Long Chi Huyết chân chính, đó cũng là vật của thập phương thần cảnh, có một giọt liền có thể đạt được 50% cơ hội huyết mạch phản tổ trở lên. Chỉ cần thiêu chọn một tên long tộc thiên phú không phải quá mức kém cỏi ăn vào, trên căn bản là nhất định có thể thực hiện phản tổ. Mà thứ phẩm này của Nhuận Tường, tuy rằng huyết mạch chi lực đã vô hạn tiếp cận, nhưng thật ra phẩm cấp huyết mạch lại không cách nào để thăng tới thập giai, trên hiệu quả hơn kém cực lớn. Chính hắn sau khi phục dụng 3 giọt huyết dịch loại này, thực hiện huyết mạch phản tổ, lúc này mới có thể đủ dung hợp đại lượng Chân Long Bí Bảo, bằng không lấy hiện nay huyết mạch chi lực của Tứ Hải Vương tộc.
căn bản không có khả năng dung hợp bốn món bí bảo. Trải qua thực hiện huyết mạch phản tổ, Nhuận Tường đã không cần loại huyết dịch này nữa, trên người hắn bây giờ cũng chỉ còn lại có hai giọt, nguyên bổn định cùng với hải vực vương tộc khác trao đổi long chi bí bảo, nhưng lúc này trọng thương trong người, không thể không nhịn đau nhức bỏ đi thứ yêu thích. Nhuận Tường suy tư chốc lát điều kiện của nghiễm dịch, nói. Ba giọt linh nhũ vạn năm, lại thêm một khối long tinh, ta liền cho ngươi hai giọt huyết dịch. Trên người ta cũng chỉ còn lại có hai giọt này, nếu muốn nhiều hơn nữa cũng đành chịu. Nghiễm dịch sắc mặt thay đổi mấy lần, long tinh hắn cũng chỉ có một khối mà thôi, hơn nữa còn là giữ kín không nói ra, bên trong Đông Hải Vương cung đều không người nào biết. Nhưng nghĩ đến vị đạo của huyết dịch, hắn rốt cục cắn răng nói. Được đổi thì đổi. Hắn từ trên người lấy ra cái bình ngọc vừa nãy, cùng với một cái hộp đồng thời ném cho Nhuận Tường, đối phương dưới loại trạng thái này, cũng không sợ hắn đùa giỡn quỷ kế. Nhuận Tường thận trọng mở bình ngọc, một mùi thơm nồng nặc đập vào mặt, chỉ là khẽ ngửi một chút, đã cảm thấy thần thanh khí sảng, thương thế trên người tựa hồ đã tốt hơn phân nửa. Mà trong một cái hộp khác lại là một tảng đá tinh thể màu xanh, tựa hồ muốn hòa hợp lên, hóa thành khói xanh bay đi, chính là long tinh không thể nghi ngờ. Sau khi xác nhận, Nhuận Tường cũng đồng dạng lấy ra một bình nhỏ phong cách cổ xưa ném tới, sau đó từ trong bình ngọc đổ ra một giọt linh nhũ, nuốt vào bụng, lập tức cảm thấy thương thế trong nháy mắt được ngăn trở, một sức mạnh thần kỳ to lớn hòa tan ra, mau chóng chữa trị thân thể hắn. Nghiễm dịch khi lấy được bình nhỏ, sau đó cũng là vội vàng mở ra kiểm nghiệm, hai giọt máu đỏ tươi nằm ở trong bình, ánh mắt hắn lộ ra vẻ dị thường khát vọng cùng kích động, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, lấy ra một cái chai lớn hơn, đem bình nhỏ đưa vào trong đó, lấy thêm ra một cái hộp ngọc để cái chai vào, cuối cùng mới thu liễm. Ha ha, Nhuận Tường biểu ca, linh nhũ của ta đây không khiến cho ngươi thất vọng chứ? Nghiễm dịch tuy rằng cho đi bốn món bảo vật, nhưng hiển nhiên tâm tình thật tốt. Phanh! Một tiếng nổ vang, tụ mệnh thiên quan trực tiếp nổ lên, bị đánh thành phấn vụn.